Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 86. Mà ở trước mắt mọi người, cũng thấy sơn thế vừa rơi xuống, trong nháy mắt đem cả người hắn ép tới nổ lên, trực tiếp trên không trung hóa thành phấn thân toái cốt. A! À, lần này tất cả mọi người đều há to mồm, triệt để hóa đá, ngay cả Đoan Mộc Thương cũng là đôi mắt đẹp ngưng trọng, hoàn toàn ngây dại ra. Không trung lôi quang lóe lên, Lý Vân Tiêu chạy như bay tới, một đạo bạch quang ở trên người chớp động, đem núi nhỏ kia thu vào. Nội tâm hắn cũng là kinh hãi không ngớt, tam sắc sơn phòng này rốt cuộc nặng bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng lắm, ngoại trừ dùng thần dịch lực khống chế ra, bản thân cũng không dám đón đỡ một kích. Phía dưới mấy người tất cả đều là sắc mặt trắng bệch nhìn hắn, tựa hồ nguyên lực tiêu hao so với hắn còn muốn thật lớn. Ực ực, Mục Trinh nuốt hạ nước bọt, kinh ngạc nói. Vừa rồi ngọn núi kia là cái gì? Lý Vân Tiêu giả vờ chấn định, nói. Một món đồ chơi nhỏ mà thôi, không lịch sự. Hắc hắc, một món đồ chơi nhỏ thật tốt. Trong mắt của Tất Hạo đáng tinh mang lóe ra, nói. Vân Tiêu công tử thật đúng là số mệnh thông thiên A, vạn bảo lâu đấu giá hội áp trục vật, thần kiếm tinh diệt dĩ nhiên ở trong tay ngươi, hiện tại nhị giới sơn chi bảo lại bị ngươi thu lấy. Mấy người còn lại cũng là trong ánh mắt chớp động ước ao đố kỵ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Thế nào, Hạo Đãng huynh đỏ mắt, cũng muốn cùng với Bắc Minh Nguyên Hải, Thái Thúc Tà Đình kết cục giống nhau. Tất Hạo Đãng cười nhạt một tiếng, nói. Vân Tiêu công tử thần thông vô địch, liên tục giết hai gã cường giả, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Muốn nói bây giờ còn có thể giết ta, ta là như thế nào đều không tin. Lý Vân Tiêu đồng dạng là cười nói. Hạo Đãng huynh tuy nói không tin, nhưng nội tâm còn là rất kiêng kỵ. Tất Hạo Đãng cười nói. Không phủ nhận, đặc biệt tòa núi nhỏ ngươi vừa rồi đánh chết Thái Thúc Tà Đình. Hơn nữa Vân Tiêu công tử thần thông tựa hồ ùn ùn, thực sự khiến kẻ khác kiêng kỵ. Lý Vân Tiêu nói. Hạo Đãng huynh ý tứ là gì? Tất Hạo Đãng nhìn mấy người còn lại một cái, nói. Nhìn xem ý của mọi người, nếu chỉ có một mình ta xuất thủ, việc này ta là tuyệt đối không làm. Nhưng nếu như mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, hắc hắc, lão phu cũng không thể bớt một phần một chén súp rồi. Mấy người còn lại đều là hai mặt nhìn nhau, có thể từ một loạt khảo nghiệm còn sống sót, đồng thời bây giờ vẫn còn không đi, ít nhiều đều đối với bản thân có chút lòng tin. Nhưng lúc này lại một lần nữa trở nên do dự. Lý Vân Tiêu mới vừa rồi thi triển thần thông mọi người cũng đều thấy được, nhưng nếu như mọi người liên thủ là tất nhiên có thể thắng, tuy nhiên tồn tại hai cái vấn đề mấu chốt. Một là mình có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, không có chỗ tốt ai cũng sẽ không làm, huống hồ phải mạo hiểm tánh mạng. Thứ hai chính là có thể đem Lý Vân Tiêu triệt để đánh chết hay không, một ngày xuất thủ, món nợ này coi như đã kết xuống, lấy thiên phú và thực lực của đối phương, nếu là ngày sau báo thủ đứng lên, ai có thể ngăn cản được lửa giận của hắn. Hai vấn đề này vừa suy nghĩ tỉ mỉ, mỗi người đều là hơi biến sắc mặt, tựa hồ thế nào cũng không có lợi. Vân Tiêu công tử thần thông vô địch, khôi lỗi vốn là vật của công tử, tự nhiên hẳn là đều quy công tử sở hữu, tại hạ vô ý tranh đoạt. Một gã cửu tinh sơ cấp vũ đế rốt cục chậm rãi mở miệng nói rằng. Mấy người còn lại cũng đều phụ họa, đều là tán dương vài câu, cho thấy chính mình tuyệt không có tâm tư như vậy. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Xem ra chư vị đều là người hiểu rõ lý lẽ, nếu không có tâm tư, vậy thì mời đi. Hắn đứng yên bất động, làm một thủ thế tiễn khách. Mọi người khuôn mặt co quắp, biết có tiếp tục lưu lại cũng không ý nghĩa, liền ai nấy ôm quyền đi. Tất Hạo Đãng cũng là mỉm cười lên tiếng chào, hóa thành một đạo hồng quang tiêu thất ở chân trời. Bên trong sân chỉ còn lại có bốn người, Lý Vân Tiêu xoay chuyển ánh mắt, cười nói. Thương đại nhân, nhìn ngươi không nói được một lời, tâm tư đặc biệt a. Ánh mắt của Đoan Mộc Thương chớp động vài cái, nói. Thiếp xác thực có chút ý kiến, muốn cùng Vân Tiêu công tử nói chuyện. Lý Vân Tiêu nói. Nhưng tại hạ cũng không có gì muốn cùng thương đại nhân nói. Đoan Mộc Thương mỉm cười nói. Tiểu tử thật bốc đồng, có người đang tìm ngươi, về phần là ai, các ngươi rất nhanh sẽ gặp được. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lạnh lùng nói. Nói xong rồi thì đi đi. Đoan Mộc Thương sửng sốt, mắt to nháy hai cái, hàm chứa tiếu ý nói. Thế nào ngươi tuyệt không hiếu kỳ, hoàn toàn không giống như là tâm tính người tuổi trẻ nha.
Lý Vân Tiêu nói. Một, ta hiếu kỳ ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết. Hai, nếu lập tức sẽ gặp được, ta cũng chờ được. Đoan Mộc Thương cười khổ lắc đầu, nói. Trên người ngươi rất nhiều bí mật, ta đối với ngươi cũng rất cảm thấy hứng thú, nhưng tiếp đồng dạng chờ được, chúng ta còn có thể gặp lại. Nàng chớp mắt một cái, liền cười khẽ, hóa thành nhàn nhạt ánh huỳnh quang, tiêu thất ở trong đêm tối. Lý Vân Tiêu hai hàng lông mày nhếch lên, rơi vào trong trầm tư, Đoan Mộc Thương nói tựa hồ khá có thâm ý. Mục Trinh thấy hắn nhập thần, khẽ kêu một tiếng, nói. Vân Tiêu công tử. Lý Vân Tiêu một chút phục hồi tinh thần lại, cười nói. Mục Trinh đại nhân đó là đang chờ đợi thực hiện lời hứa. Mục Trinh hắc cười một tiếng, nói. Đâu có, diệu pháp linh mục đổi khôi lỗi bí mật. Lý Vân Tiêu nói. Tuy rằng khôi lỗi này là tự ta đoạt lại, nhưng Mục Trinh đại nhân coi như là giúp chút chuyện nhỏ, ta rất nguyện ý trao đổi. Hắn lấy ra một quả ngọc giản chỗ trống tới, đặt ở cái trán, dùng thần thức đem quá trình thành hình hồ lô tiểu kim cương lạc ấn đi vào, chỉ bất quá việc băng sát tâm diễm tự nhiên không đề cập tới. Mục Trinh đại hỉ, cũng từ trên người lấy ra một khối đĩa sắt dỉ xét loang lổ, nhìn qua hoàn toàn đã là một khối sắt vụn. Hai người trao đổi một chút, đều tự kiểm tra một phen, sau đó đều là hơi biến sắc mặt. Mục Trinh triệt để ngây dại ra, nói. Khôi lỗi, là bán thú bán khí. Trên mặt hắn hiện ra một tia vẻ giận dữ, tựa hồ có chút cảm giác bị trêu đùa. Lý Vân Tiêu đạm nhiên nhìn hắn một cái, nói. Thế nào, bán thú bán khí coi như là cử chỉ chưa từng có, nghiên cứu đi xuống tất nhiên sẽ có trọng đại đột phá. Nhưng thật ra Mục Trinh đại nhân cho ta diệu pháp linh mục truyền thừa. Sắc mặt của hắn trực tiếp trầm xuống, hiện lên tức giận, nói. Không trọn vẹn cũng không nói đến, bên trong vài đạo trạm kiểm soát tu luyện, căn bản là lời nói vô căn cứ, hoàn toàn không có khả năng. Hắc hắc, Mục Trinh lúc này mới lộ ra một tia đắc ý, nói. Ai nói không có khả năng, lão phu không phải luyện thành rồi sao, ta có thể bảo chứng, tu luyện chi thuật hoàn toàn là thực sự dù sao cũng là thần kỹ, há có thể lấy thần thông bình thường so sánh. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Lại nói đạo kiểm soát thứ nhất trọng yếu chạm, cần kim linh chi khí thối nhãn, đây không phải là trong nháy mắt đã mù rồi sao? Không sai, thoáng chút đã mù. Trên mặt của Mục Trinh cơ thịt co quắp một chút, tựa hồ có chút nghĩ mà sợ. Hắn thấy Lý Vân Tiêu nghi ngờ đang nhìn mình, cười hắc hắc, sầu thảm nói. Ngươi cho là bây giờ hai người trong mắt của lão phu, là thật sao? Trong mắt của hắn vừa chuyển. Bắn ra vẻ cổ quái tới, mặt trên còn có vô số ký hiệu thật nhỏ chớp động. Lý Vân Tiêu mạnh mẽ hút một ngụm lãnh khí, sắc mặt đại biến, sợ hãi nói. Ngươi, ngươi đây là con mắt giả. Mục Trinh lúc này mới đem tròng mắt rời đi chỗ khác, khôi phục lại bộ dáng bình thường, cười to nói. Đúng thế, như ngươi nói, diệu pháp linh mục vốn là thần thông thần cảnh cường giả tu luyện, chúng ta chỉ là cửu thiên vũ đế, căn bản làm không được yêu cầu này. Hai mắt của lão phu chính là đạo trạm kiểm soát thứ nhất, bị kim linh khí đụng vào một cái đã mù. Nhưng sau này lão phu muốn nổi bật, nghĩ tới dùng con mắt giả thay thế, rốt cục công phu không phụ lòng người, để ta rất có chút thành tựu. Đôi mắt này hiện tại cùng với mắt thật cũng không khác biệt chút nào. Lý Vân Tiêu nghe được ra đầu một trận tê dại, hắn không có khả năng biến mình thành kẻ mù, đổi một đôi mắt giả đến luyện, xem ra diệu pháp linh mục thần thông này đã không cách nào tu luyện. Hoặc giả phải tìm con đường tắt khác. Mục Trinh cười thầm. Vân Tiêu công tử, chỉ cần đáp ứng gia nhập Mục gia ta, thay Mục gia xuất chiến võ quyết. Lão phu tất nhiên sẽ tự mình giúp ngươi làm một đôi giả mục, nếu không cho dù nói cho ngươi biết cách luyện chế thì cũng có rất nhiều nguyên liệu quý trọng không phải ngươi có thể tìm được đâu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch, bảo hắn chọc mù hai mắt mình, đổi thành một đôi giả mục, đây là chuyện dù thế nào cũng không có khả năng, nhân tiện nói. Việc này tạm thời cho qua, chuyện diệu pháp linh mục ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Nhưng ta đối với khôi lỗi chi thuật của Mục gia hơi có hứng thú đấy, nếu đại nhân có thể truyền thụ một hai thì chuyện võ quyết kia tại hạ có thể cân nhắc. Mục Trinh nhướng mày lên, cười nói. Đây chẳng phải không phải vừa vặn sao. Thần thông Mục gia chỉ có đệ tử Mục gia mới có thể tu tập, Vân Tiêu công tử ở rể Mục gia ta, đúng là một công ba việc. Tham gia võ quyết đoạt giải quán quân, tu luyện thần thông. Ôm mỹ nhân về nhà. Khục khục. Lý Vân Tiêu ho khan hai tiếng, nói.
Nếu là như thế, vậy thì để ta suy nghĩ một chút xem sao đã. Mục Trinh không thoải mái nói. Chẳng lẽ ta dòng họ Mục gia, mỹ nữ, thần thông, còn không hấp dẫn được Vân Thiếu sao? Hắn vẻ mặt tức giận bất mãn. Lý Vân Tiêu đầu đầy hắc tuyến, nói. Việc này để sau lại bàn, trước rời khỏi nơi thị phi này đã, sợ rằng Bắc Minh thế gia sẽ rất nhanh có người đến đấy. Mục Trinh nói. Tốt, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Hắn xoay chuyển ánh mắt, liền hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Giờ phút này toàn bộ lưỡng giới sơn đều bị phá hủy, triệt để trở thành một mảnh hoang vu. Bắc Quyến Cổn Nam kinh ngạc đứng ở trên bầu trời, im lặng nhìn qua tất cả. Lý Vân Tiêu nói. Tiền bối, ngươi. Gương mặt Bắc Quyến Cổn Nam có chút vặn vẹo, vô cùng xấu xí nói. Ta cũng không có chỗ để đi, không bằng đi theo ngươi đi. Hồn lực ta bị hao tổn rất nặng. Sợ rằng không sống được bao lâu nữa, huống hồ linh mục địch đại nhân còn ở trên người ngươi. Trên mặt hắn thoáng cái lộ ra vẻ cổ quái. Lý Vân Tiêu nói. Như thế cũng tốt, ta cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi tiền bối một chút đây. Cổ Bắc Quyến Cổn Nam vặn vẹo thoáng một phát, nhẹ ân một tiếng. Lý Vân Tiêu muốn cho hắn vào trong giới thần bi, nhưng lại cảm thấy có chút không ổn a, nhân tiện nói. Bộ dạng này của tiền bối. Không bằng cải trang lại một chút đi, miễn cho quá khiến mọi người để ý đến. Bắc Quyến Cổn Nam nói. Tốt. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo bạch quang tuôn ra khỏi cơ thể, cả người thoáng cái biến hóa, thân hình thối rữa kia trong khoảnh khắc bóng loáng như son, sắc mặt như quan ngọc, một bộ trường bào màu trắng bao thân, ngũ quan như khắc. Ngay cả ánh mắt Lý Vân Tiêu cũng chỉ trệ, sợ hãi than nói. Chỉ cần hơi chút che lấp là được rồi. Không cần làm ra đẹp trai như vậy đâu. Bắc Quyến Cổn Nam nói. Đây chính là bộ dạng vốn có của ta mà. Lý Vân Tiêu nói. Đẹp trai như vậy, vẫn rất dễ thu hút ánh mắt người khác. Nếu không, vẫn nên biến về bộ dáng hủ thi đi. Không được. Bắc Quyến Cổn Nam cự tuyệt nói. Lý Vân Tiêu tức giận nói. Nếu xảy ra vấn đề, tự ngươi chịu lấy đấy. Đột nhiên trong đêm tối lóe lên hào quang. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, vội lóe thân lên. Một đạo quang mang xẹt qua, dùng độn thuật của hắn vậy mà không kịp tránh né, toàn bộ tay phải lập tức bị chém đứt, bay vào bầu trời. Sắc mặt Bắc Quyến Cổn Nam đại biến, thiên thu ngự kiếm lăng không chém ra, phanh một tiếng chém vào một chỗ trong hư không, chấn ra hào quang. Không trung chỗ kia có chút chấn động thoáng một phát, một đạo thân ảnh nam tử hiện ra, trong tay cầm một thanh loan nguyệt trường câu cổ quái. Trên câu lộ ra quang mang cực kỳ quỷ dị. Là ngươi. Lý Vân Tiêu biến sắc, tay trái bụng lấy cánh tay đứt gãy, sắc mặt cực kỳ khó coi, hơn nữa còn thống khổ chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Người nọ đúng là người gỡ phù trộm ngưu, không ngờ không đào tẩu, mà vẫn một mực tiềm phục ở phụ cận, khóe miệng của hắn lộ ra giễu cợt, nói. Vân Tiêu công tử danh chấn thiên hạ A, chỉ sơ sẩy chút đã đứt một cánh tay, chật chật, thật sự là nhục nhã đấy. Tay trái hắn chụp một cái vào hư không, lập tức chụp cánh tay đứt kia của Lý Vân Tiêu vào tay, nhìn mấy cái nhẫn trên ngón tay, cười thầm. Không có ý tứ, khôi lỗi cổ quái kia cũng thuộc về ta. À, vậy sao? Vẻ mặt thống khổ của Lý Vân Tiêu thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, trở nên vô cùng nhẹ nhõm, nhưng lại lộ ra vẻ mỉa mai khinh miệt. Cái gì? Nam tử kia toàn thân chấn động, một loại cảm giác xấu dâng lên trong lòng. Hắn bỗng cúi đầu xem xét, phát hiện tay đứt mình cầm trong tay thoáng cái hóa thành thanh sắc lôi quang, ngưng tụ vào chính giữa, lập tức biến thành một quả lôi cầu, trên đó có vô số lôi phù chớp động. Lý Vân Tiêu đã sớm một tay bấm niệm pháp quyết, đôi môi khẽ mở nói. Bạo! Ầm ầm! Lôi cầu kia lập tức nổ tung, hóa thành vô số lôi quang vọt tới bốn phương tám hướng. Dưới lôi quang nổ tung, một đạo thân ảnh mặc chiến y, liên tiếp lui về phía sau. Trên chiến y màu bạc kia, hào quang bị lôi cầu tạc đến ảm đạm, giống như một bộ thiết y bảo vệ lấy toàn thân nam tử. Nam tử đầu đầy cháy đen, miệng lớn thổ huyết, trên làn da lộ ra cũng có nhiều chỗ nứt nẻ, hiển nhiên lôi uy vừa rồi đã trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn, khiến hắn tổn thương không nhẹ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười cười, mỉa mai nói. Bọn chuột nhắt, trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngươi là đậu bức hầu tử mời đến sao? Trên vai phải hắn lóe lên lôi quang, lần nữa ngưng ra một cánh tay, chỉ có điều sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt,
luân phiên chiến đấu đã khiến hắn có chút ăn không tiêu rồi. Ánh mắt Bắc Quyến Cổn Nam lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn qua Lý Vân Tiêu, bộ dạng tựa hồ như có điều suy nghĩ. Khục khục khục, nam tử ho khan kịch liệt, mỗi lần đều nhổ ra một ngụm tụ huyết, sau khi liên tiếp nhổ ra hơn 10 ngụm, hắn hít một hơi thật dài, vội vàng lấy ra rất nhiều đan dược ăn vào như đường đậu, lúc này sắc mặt mới hơi chút hồng nhuận lên lại. Nhưng vẻ sợ hãi trong mắt lại không giảm chút nào, oán độc nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, cắn răng nói. Linh thể chi thân, người dĩ nhiên là lôi hệ linh thể chi thân trong ngũ hành. Trong thanh âm tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Lý Vân Tiêu nhướng mày, ngũ hành linh thể hắn cũng đã nghe qua, xem như một loại cực kỳ đặc thù trong thần thể, đặc thù giống như ngũ hành hóa linh vậy, cơ hồ là bất tử chi thân. Hắn giơ tay lên, nhìn thoáng qua cánh tay mới của mình, tràn đầy vẻ trầm tư. Từ sau khi lôi quyết đại thành, tuy rằng có thể tùy ý hóa thân lôi điện, vạn kiếm bất diệt, nhưng cũng không biến thái như giờ. Thẳng đến khi tiểu thanh gieo xuống trong cơ thể hắn một hạt giống tử lôi, khiến lôi quyết đại thành của hắn lại có tiến triển, bởi vậy mới có đặc thù gần giống như ngũ hành linh thể thể này. Hô, may mắn ta là lôi hệ linh thể chi thân. Lý Vân Tiêu than dài, dùng tay lau đi mồ hôi trên trán. Thôi đi, chết tiệt. Nam tử kia ghen ghét nghiến răng nghiến lợi, nói. Linh thể chi thân cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có tiên thiên, người nhất định là thân mang loại thần thông yếu quyết này. Lý Vân Tiêu suy nghĩ, nói. Ồ, nghe ngươi nói vậy dường như cũng đúng a. Khi còn bé dùng dao cắt một chút liền sẽ chảy máu, từ sau khi tu luyện lôi hệ thần thông này liền không có nữa rồi, chậc chậc, thật đúng là thần kỳ nha. Nam tử kia ghen ghét đến phát điên, quát. Mau, mau giao thần thông yếu quyết kia cho ta. Lý Vân Tiêu nói. Cho ngươi cũng được, nhưng tuần thiên đấu ngưu vừa rồi đâu rồi. Sắc mặt nam tử biến hóa, cảm xúc ghen ghét kia mới dần dần tiêu tán. Khôi phục vẻ thanh minh, rầm gì nói. Ngươi muốn dùng thần thông yếu quyết để đổi lấy tuần thiên đấu nghiêu của ta sao? Của ngươi sao? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Được rồi, của ngươi. Ân, đúng là như vậy. Nam tử lạnh giọng nói. Đây chính là tồn tại chân linh, chỉ là công pháp yếu quyết, ngươi cho rằng đáng giá sao? Lý Vân Tiêu nói. Có đáng giá hay không phải xem bản thân rồi. Linh thể chi thân cơ hồ là bất tử bất diệt, huống chi bản thiếu gia tu luyện còn là lôi thể lực sát thương thật lớn, có muốn hay không đều xem một ý niệm của ngươi. Nam tử trầm mặc, hắn cũng nhìn ra Lý Vân Tiêu giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, Bắc Quyến Cổn Nam bên người cũng bị trọng thương hồn phách, nếu mình ra tay thì có nắm chắc rất lớn có thể thắng được. Nhưng thần thông yếu quyết kia chưa chắc đã ở trên người Lý Vân Tiêu, nếu cưỡng ép siêu hồn thì. Tiểu tử này hình như là thuật luyện sư cửu giai. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo lệ mang, nói. Tốt, nhưng ngươi phải chứng minh thần thông yếu quyết đang ở trên người ngươi mới được. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, lấy ra một quả ngọc giản đặt ở trên trán, khắc nửa phần trước của lôi quyết vào trong, ném tới, nói. Chính ngươi kiểm nghiệm thoáng một chút, bất quá, ta cũng cần ngươi chứng minh tuần thiên đấu nghiêu kia vẫn còn trên người ngươi mới được. Nam tử thoáng cái tiếp nhận ngọc giản, dùng thần thức quét qua. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng đa phần là đại hỉ, hắn lúc này đáp. Tốt. Sau đó khẽ vẫy, phóng ra một cái túi, có ngân quang bắn ra, hóa thành bộ dáng tuần thiên đấu nghiêu. Đạo thần phù kia đang dán ở phần lưng đấu nghiêu, diễn biến ra ngàn vạn phù lật, phủ kín toàn thân, vô luận dẫy dụa thế nào cũng không thể thoát được. Nam tử nói. Ghi chép lại toàn bộ thần thông, thanh nghiêu này sẽ là của ngươi. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Lại lấy ra một quả ngọc giản trống, khắc vào toàn bộ lôi quyết, ném tới. Nam tử tiếp vào tay, thần thức quét qua, lập tức lộ ra vẻ đại hỉ, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lý Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh, nhìn hắn cười một lúc, mới nói. Sao hả? Trên mặt nam tử lộ ra một tia âm sắc, liếm lấy môi dưới, hắc hắc nói. Vân Tiêu công tử quả nhiên thủ tín, dễ dàng giao thần thông kinh thiên như thế cho ta. Chẳng lẽ không sợ ta lật lọng sao? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi sẽ sao? Gương mặt nam tử dần ngưng kết lại, trong miệng thở khẽ một chữ, nói. Sẽ. Hắn vươn tay chụp lấy, cuốn lấy cái túi kia, lập tức thu tuần thiên đấu nghiêu vào trong đó, trong tay lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới liếc qua Lý Vân Tiêu, có chút kinh ngạc nói.
Thần thái Vân Tiêu công tử rất chấn định đấy. Lý Vân Tiêu cười nói. Coi như không tồi, cánh rừng, loài chim gì mà chưa gặp. Chỉ là ta rất tò mò với thân phận của ngươi đấy, không bằng nói cho ta nghe một chút đi. Thần thông yếu quyết kia coi như là mua thân phận của ngươi. Nam tử gật đầu, nói. Mua bán này có lợi, tại hạ thái thúc Cảnh Dung. Lý Vân Tiêu sửng sốt, nói. Thái thúc Tà Đình là gì của ngươi? Trong mắt thái thúc Cảnh Dung xẹt qua một tia dị sắc, khẽ nói. Chính là đại ca ta. Trên mặt hắn lộ ra một tia trào phúng, nói. Đáng tiếc thực lực của hắn không đủ, bị Vân Tiêu công tử dùng thần sơn đánh cho phấn thân toái cốt, cũng coi như là vận mệnh của hắn. Hắn không có một tia hận ý, ngược lại vẻ mặt khinh thường, hơn nữa hai mắt toát ra quang mang, hắc hắc nói. Vừa nói như vậy, thứ tốt trên người Vân Tiêu công tử thật nhiều đấy. Tòa tam sắc thần phong kia, tại hạ cũng cảm thấy rất là hứng thú a. Lý Vân Tiêu cười nói. Lại đây, đổi cho ngươi. Đổi. Thái thúc Cảnh Dung cười quái dị nói. Còn muốn đổi tuần thiên đấu ngưu của ta sao? Không phải. Lý Vân Tiêu lắc đầu, khẽ cười nói. Lần này là đổi mạng của ngươi. Trên bầu trời thoáng cái yên tĩnh trở lại, không có một tia thanh âm, hào khí bắt đầu trở nên quỷ dị. Ánh mắt mỉm cười của thái thúc Cảnh Dung dần dần trở nên âm độc, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, ngươi thực cho rằng mình vô địch thiên hạ rồi sao? Liên tiếp giết Bắc Minh Nguyên Hải và đại ca vô dụng kia của ta, còn có lực lượng đối phó ta sao? Lý Vân Tiêu vẻ mặt phong khinh vân đạm, nói. Không thử thử làm sao biết, nói không chừng sẽ giết được đấy. Muốn chết? Ánh mắt thái thúc Cảnh Dung phát lạnh, thân ảnh chớp động liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc, một đạo quang mang trực tiếp phi chạm đến, lập tức chém Lý Vân Tiêu thành hai khúc. Nửa người trên Lý Vân Tiêu thoáng cái hóa thành lôi đình, hai tay như chảo câu, trực tiếp chụp lấy bờ vai thái thúc Cảnh Dung, cười một tiếng nói. Bắt được ngươi rồi. Nơi mi tâm hắn lóe lên hào quang, một ngọn tam sắc thần phong lập tức bay ra. Thái thúc Cảnh Dung hít một hơi lạnh, sợ tới mức không nhẹ, trên thần phong kia chớp động lên tam sắc quang mang. Mang đến cho người một loại áp lực thật lớn khó có thể địch nổi. Hơn nữa trước kia hắn đã tận mắt thấy đại ca của mình bị thứ này đập một cái liền phấn thân toái cốt. Nhưng giờ phút này hai vai bị Lý Vân Tiêu giữ chặt lấy, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích được. Tiểu súc sanh, đi chết đi a! Thái thúc Cảnh Dung hét lớn một tiếng, giá mạnh tới Lý Vân Tiêu, không gian trực tiếp bị đánh ra, phanh một tiếng, trực tiếp đá tan nửa người trên của Lý Vân Tiêu. Lúc này mới xoay tròn trường câu, một cổ trảm kích chi lực ngưng ra, dốc sức chém tới thần sơn kia. Oanh! Một cổ cự lực phản chấn trở về, ép tới khiến thái thúc Cảnh Dung lùi lại liền trăm trượng, trong cơ thể khí huyết nhộn nhạo, nhưng cũng không bị thương. Tam sắc thần sơn chỉ trệ trên không, phía trên ngưng tụ ra thân hình Lý Vân Tiêu, năm ngón tay lăng không chụp xuống, liền nhiếp ngọn núi kia trên lòng bàn tay, chậm rãi xoay tròn. Lòng bàn tay hắn hiện giờ một mảnh mông mông chi quang, tản mát ra khí tức trang nghiêm mà nghiêm nghị, đúng là thần dịch lực, kéo lấy thần sơn tuy rằng cũng cực kỳ cố sức, nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể thừa nhận. Trong mắt thái thúc Cảnh Dung một mảnh kinh hãi, một kích vừa rồi, tam sắc thần sơn kia mặc dù không có thần uy bá tuyệt như trong tưởng tượng của mình, nhưng cũng nặng đến hàng tỷ cân, căn bản không phải người bình thường có thể chịu nổi. Thái thúc Tà Đình chính là do khinh địch chủ quan, dùng thân thể đi chống lại, bởi vậy nên mới vừa chạm vào đã bạo thể mà vong. Thái thúc Cảnh Dung nhìn bộ dáng nhẹ nhàng của Lý Vân Tiêu, gương mặt trở nên cực kỳ âm trầm, thần sắc trong mắt lộ ra vẻ do dự. Bắc Quyến Cổn Nam cũng phức tạp nhìn ngọn thần sơn kia, tựa hồ có chút ngẩn người. Chậc chậc, đại nhân không phải muốn thần sơn này sao? Ta cho ngươi, ngươi sao lại trốn chứ? Lý Vân Tiêu cười rộ lên. Hừ. Thái thúc Cảnh Dung mặt âm trầm hừ một tiếng, trong mắt sát khí lập lòe. Đột nhiên ba người đồng thời nhướng mày, không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn lên trời cao. Chỉ thấy trên bầu trời vạn dặm tản ra từng đạo gợn sóng, lực lượng không gian vặn vẹo, có một cổ lực lượng rất mạnh đang xé rách không gian. Oanh! Trong gợn sóng kia truyền đến một tiếng vù vù hùng hậu, sau đó một mảnh khí thức âm lãnh tản ra, mấy đạo nhân ảnh lăng không hiển hóa ra. Tổng cộng 9 người. Trên người đều tản mát ra khí tức võ đế cao giai, trên mặt mỗi người đều là một mảnh âm hàn. Đứng trước nhất là một gã lão giả, gương mặt đen kịt, lộ ra hung quang.
Bên cạnh là một bà lão, đầu đầy tóc bạc, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhìn qua cực kỳ âm trầm đáng sợ. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, thầm nghĩ không tốt, lại là bọn hắn. Thái Thúc Cảnh Dung sau khi kinh ngạc, nhãn quang chợt hơi đổi, lộ ra sắc mặt vui mừng, cao giọng nói. Người đến chính là Thiên Thương Địa Phục nhị lão của Bắc Minh Huyền Cung sao? Bà lão mặt mũi tràn đầy nếp nhăn kia ánh mắt chậm rãi lóe lên, lạnh lùng nói. Ba người các ngươi là người phương nào, lưỡng giới sơn đã xảy ra chuyện gì, những người khác đâu rồi? Thái Thúc Cảnh Dung vội hỏi. Tại hạ là người Thái Thúc Thế Gia, cùng quý phái rất có sâu xa. Lưỡng giới sơn đã bị hủy, người còn lại chết cũng đã chết, đi cũng đã đi, Bắc Minh Nguyên Hải đại nhân của quý phái đã bị tiểu tử này giết chết. Cái gì? Chín người trên bầu trời đều sợ hãi, lộ ra vẻ kinh hãi, sát ý đầm đặc hội tụ nơi hai mắt, chín đạo ánh mắt lăng lệ ác liệt như kiếm quang bắn xuống. Lời ấy thật là... Bà lão hét lớn một tiếng thê lương, trong không khí bị sóng âm kia xông lên, hóa thành đạo đạo uy áp mà xuống, trực tiếp bao trùm lấy ba người. Thái Thúc Cảnh Dung sợ Lý Vân Tiêu phủ nhận, vội vàng nói. Đây là do tại hạ tận mắt nhìn thấy, không chỉ có Bắc Minh Nguyên Hải đại nhân, mà người Bắc Minh Huyền Cung còn lại đều không thoát khỏi độc thủ của người này. Phương Sử rõ ràng là do hắn giết, hiện giờ lại đổ hết lên đầu Lý Vân Tiêu. So với Bắc Minh Nguyên Hải thì Phương Sử chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật, thời gian ngắn chín người này cũng không thể tra rõ ràng được. Lý Vân Tiêu thoải mái thừa nhận nói. Bắc Minh Nguyên Hải lão thất phu đích thật là ta giết, người Bắc Minh Huyền Cung khác cũng đã giết không ít. Bất quá chí bảo của Lưỡng Giới Sơn, Tuần Thiên Đấu Ngưu đã bị vị Cảnh Dung đại nhân này đoạt được, chư vị ngàn vạn đừng để hắn rời đi đấy. Lý Vân Tiêu cười ha ha, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thái Thúc Cảnh Dung. Người Bắc Minh Huyền Cung nghe vậy, mỗi người sắc mặt âm hàn như nước, nhưng nghe đến bảo vật Lưỡng Giới Sơn, sắc mặt lập tức biến hóa, ánh mắt trực tiếp chuyển rời khỏi người Lý Vân Tiêu. Thái Thúc Cảnh Dung thầm hô không tốt, quả nhiên, chín ánh mắt thoáng cái đã rơi vào trên người mình, chỉ cảm thấy như vác trên lưng, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Chư vị đại nhân, đừng nghe tiểu tử này nói bậy, hắn là nổi danh này miệng lưỡi oi nở hoa, người chết cũng bị hắn nói thành sống. Thái Thúc Cảnh Dung lau mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích. Bà lão nhường mày lên, lộ ra thần sắc hồ nghi. Lão giả kia lạnh hừ lạnh một tiếng, nói. Ba người đều lưu lại là được, thật giả đợi chúng ta tra qua sẽ rõ ràng thôi mà. Sắc mặt Thái Thúc Cảnh Dung thoáng cái trắng bệch, thần sắc biến hóa của hắn rơi vào trong mắt Thiên Thương Địa Phục, đều là lộ ra cười lạnh. Bên tai Lý Vân Tiêu đột nhiên truyền đến một đạo mật âm, nói. Vân Tiêu công tử, lập tức tình thế nguy cấp, không bằng ta và ngươi liên thủ phá cục, đợi sau khi thoát đi, lại giải quyết ân oán giữa chúng ta. Đúng là Thái Thúc Cảnh Dung vụng trộm truyền âm, hắn như có như không quét qua Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, khóe miệng nhẹ nhếch lên, cất cao giọng nói. Thiên Thương Địa Phục nhị lão, vừa rồi người này truyền âm ta, nói liên thủ với ta phá cục, chạy khỏi nơi này. Ngươi! Sắc mặt Thái Thúc Cảnh Dung đại biến, đôi mắt như muốn lồi ra, thiếu chút nữa đã tức điên mất, giận dữ hét lên. Lý Vân Tiêu, ngươi đáng chết a! Ân, ngươi chính là Lý Vân Tiêu. Hai mắt lão giả bắn ra hàn quang. Bà lão cũng sửng sốt một chút, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng ánh mắt rất nhanh đã chuyển đến trên người Thái Thúc Cảnh Dung, âm thanh hung dữ nói. Tiểu tử ngươi rất không thành thật đấy. Thái Thúc Cảnh Dung biến sắc. Hai ngón tay a khép lại, một đạo hoàng phù xuất hiện, phanh một tiếng thiêu đốt, sau đó thân thể chậm rãi biến mất. Hừ, chút tài mọn, cũng lấy ra mất mặt xấu hổ. Bà lão cười lạnh một tiếng, cũng điểm xuống một ngón tay, ông một tiếng chiến minh. Một đạo sóng âm hiển hiện trên không trung, thanh âm ông khiến cho toàn bộ không gian cũng nhảy lên, bong bong không thôi. Sóng âm kia chấn qua chỗ Thái Thúc Cảnh Dung. Thân thể vốn đã trở nên trong suốt kia thoáng cái lại trở nên rõ ràng. Thái Thúc Cảnh Dung mặt xám như tro, trong mắt tràn đầy y vẻ tuyệt vọng, liền bước lên phía trước khom người nói. Tại hạ nguyện ý giao Tuần Thiên Đấu Ngưu cho nhị lão, mong rằng tha cho tại hạ một con đường sống, Thái Thúc Thế Gia và Bắc Minh Thế Gia coi như là giao hảo nhiều thế hệ, rất có sâu xa. Tất cả mọi người đều sững sờ, tên chết tiệt này thật không biết xấu hổ, khả năng nhìn tình thế rất tốt. Thiên Thương Địa Phục vốn định giết hắn, nhưng lúc này lại không tiện xuất thủ lắm. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói.
Thế lực giao hảo với Bắc Minh thế gia không có 1.000 cũng có 800, thiên thương địa phục nhị lão chính là danh túc của Bắc Minh huyền cung, há lại biết những tiểu môn tiểu phái này chứ? Đúng, cái gì thái thúc thế gia, lão thân chưa từng nghe qua. Trong mắt bà lão hiện lên vẻ châm chọc, lạnh lùng nói. Về phần tuần thiên đấu ngưu kia, vốn là vật lưỡng giới sơn, mà lưỡng giới sơn trước giờ vẫn là địa bàn của Bắc Minh huyền cung. Người coi như là trộm cắp ta bảo vật của huyền cung ta, về phần sống hay chết, trước phong bế đan điền nguyên lực bản thân, sau đó quỳ ở một bên, đợi sau khi ta giết chết Lý Vân Tiêu kia lại xử lý ngươi sau. Các ngươi, đáng chết Bắc Minh huyền cung cho mình vô địch thiên hạ rồi sao? Thái thúc cảnh dung tức điên rồi, tuy rằng hắn có được giãn được, nhưng đối phương bảo hắn tự phong đan điền, trở thành thịt cá trên thớt, sinh tử do người, dù là ai cũng không làm được cả. Huống chi điều kiện quá mức khuất nhục, quỳ ở một bên chờ xử lý, sợ rằng võ đạo chi tâm sẽ trực tiếp sụp đổ mất. Ha ha! Lý Vân Tiêu nhìn không được cười ha hả, nói. Cảnh Dung đại nhân, ta cảm thấy điều kiện này rất tốt, ngươi có thể cân nhắc đáp ứng a, dù sao còn có cơ hội sống sót. Còn về phần ta, đã bị xếp vào danh sách tất sát rồi, chậc chậc, người so với người giận điên người, thật đáng hâm mộ a. Thái thúc Cảnh Dung mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu đừng vội nói châm chọc, tuy rằng ta không nghĩ ra ngươi lấy đâu ra lực lượng, nhưng bình tĩnh tự nhiên như thế, tất nhiên là có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn với nhau, cùng liên thủ ngăn địch. Thẳng thắn thành khẩn. Lý Vân Tiêu lau đi mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Lời này được nói ra từ miệng ngươi, sao ta lại có một loại cảm giác cổ quái buồn cười thế? Thái thúc Cảnh Dung hơi đỏ mặt, nói. Để tỏ lòng thành ý, ta nguyện hai tay dâng lên tuần thiên đấu ngưu. Hắn biết rõ mình không còn danh dự gì nữa rồi, cho nên quyết định thật nhanh, lấy ra phong đại, ném qua Lý Vân Tiêu. Trong mắt Lý Vân Tiêu xẹt qua một tia dị sắc, sau khi tiếp nhận phong đại, tuần thiên đấu ngưu quả nhiên ở trong đó, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm bội phục thái thúc Cảnh Dung. Người này tuy rằng quỷ kế đa đoan, tâm cơ âm trầm, làm người lại hèn hạ vô sỉ, nhưng làm việc quả quyết, không dây dưa dài dòng, thấy gió thổi không đúng, lập tức liền có thể quay đầu, coi như là một phương gian hùng rồi. Tốt, thiên thương địa phục này, chỉ cần ngươi có thể vây khốn một người, còn lại cứ giao cho ta. Lý Vân Tiêu thu hồi phong đại, miệng đáp ứng lấy. Hắn cũng định phóng xuất hết cường giả trong giới thần bi ra để giết địch, ngoại trừ Bắc Quyến Cổn Nam ra, người còn lại trong lòng hắn đều đã phán quyết tử hình, thái thúc Cảnh Dung cũng không ngoại lệ. Nếu không phải 9 người Bắc Minh huyền cung phá không mà đến, thái thúc Cảnh Dung giờ phút này đã sớm tan thành mây khói rồi. Thái thúc Cảnh Dung sững sờ, lập tức đại hỉ nói. Chỉ vây khốn là được sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Nếu ngươi có bổn sự giết một người thì tự nhiên tốt hơn rồi. Thái thúc Cảnh Dung nói. Vân Tiêu công tử quá coi trọng ta, tuy rằng thiên thương địa phục danh khí không nhỏ, nhưng nếu chỉ vây khốn một người trong một lúc thì... Tại hạ tự nhận vẫn làm được. Ha ha, vây khốn chúng ta, quá khó khăn a. Lão giả kia vẻ mặt cười lạnh, sát khí bắt đầu khởi động. Thái thúc Cảnh Dung trực tiếp giơ ngón tay giữa lên, khinh bỉ nói. Vừa rồi bổn tọa chỉ là không muốn làm tổn thương hòa khí hai nhà, bởi vậy mới cho các ngươi chút mặt mũi, uyển chuyển cầu hòa, đáng tiếc hai người các ngươi chỉ số thông minh có hạn, thật cho rằng mình vô địch thiên hạ rồi sao? Ta nhổ vào. Lão giả giận tím mặt, quát. Đồ chết tiệt, lão phu xé tan ngươi trước. Thân thể của hắn nhoáng một cái, liền biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt thái thúc Cảnh Dung, bổ xuống một trường. Trường phong hiển hách, bốn phía bỗng chốc bị hàn âm chi khí đông lạnh đến ngưng kết. Cường giả Bắc Minh thế gia vô luận tu luyện loại công pháp nào, cơ hồ đều có quan hệ đến thiên ngoại huyền minh thạch kia, tất cả đều mang theo huyền âm chi khí rất mạnh, vô cùng âm hàn. Thái thúc Cảnh Dung cả kinh, vội vàng dựng thẳng trường câu trước người, ngăn cản lại. Hắn một ngón tay điểm lên thân câu, dán lên một đạo phù lật, đãng ra gợn sóng, hình thành kết giới phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Phanh! Lão giả một trường oanh rơi, trường phong trực tiếp ép trên trường câu, lập tức đánh cho kết giới chi lực kia tán loạn, toàn bộ thân câu ngưng ra một tầng xương lạnh, tiếng soạt soạt vang lên, trực tiếp cong xuống. Thái thúc Cảnh Dung hoảng hốt. Cũng không biết là do sợ hãi, hay là vì hàn âm chi khí nhập vào cơ thể, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân đều rét run. Tay trái hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết,
một đạo phù lật cổ quái bị kẹp giữa hai ngón tay đánh ra ngoài. Lập tức đạo hóa thành một, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vô số. Thoáng cái đầy trời đều là phù lật bay múa, như một đạo vòi rồng, tầng tầng lớp lớp vô số kể. Cả người lão giả lập tức lâm vào một mảnh thế giới phù lật, hắn trong lúc tức giận liền tăng thêm vài phần lực đạo trên tay. Ầm ầm một tiếng, trường câu kia đứt đoạn, toát ra mấy đạo hào quang lăng lệ ác liệt, bắn khắp mọi nơi. Thái thúc cảnh dung không nháy mắt lấy một cái, tựa hồ không chút nhúc nhích, một tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, rốt cục nặn ra một thủ ấn cổ quái, thình lình điểm xuống. Thiên hạc cơ vũ phổ. Phù lật đầy trời như hồ điệp vỗ cánh, thoáng cái dâng lên, tiếng ba 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 không ngừng vang lên, đều dán ở quanh thân lão giả, dưới vô số phù lật điệp ra, lập tức hóa thành giống như kén trùng, che kín lấy hắn. Lão quỷ. Trên bầu trời bà lão kinh quát một tiếng, trong mắt lộ ra tức giận và vẻ kinh hãi, thân ảnh lóe lên liền vọt xuống dưới. Thái thúc cảnh dung hiện giờ tay phải bấm niệm pháp quyết, tay trái kết ấn điểm tới phía trước, từng đạo ấn quyết bay vào trong đó. Những phù lật kia không ngừng ba 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 xô trào, tùy thời đều có thể bị xốc hết lên. Thái thúc cảnh dung vừa thấy bà lão ra tay, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, vội hô to lên. Vân thiếu! Một đạo kiếm quang lăng không mà đến, xẹt qua trên phù lật đầy trời kia. Lập tức trên bầu trời lóe lên gợn sóng, thân ảnh bà lão hiện ra, kinh sợ nhìn qua dung nhan tuấn mỹ ở phía xa xa kia. Lý Vân Tiêu cũng kinh ngạc quay đầu lại, tinh diệt nơi tay, đã thủ xong kiếm thế, nhưng lại không phải hắn ra tay. Thương thế của ngươi tốt rồi. Hơi khôi phục một chút, bà lão này rất mạnh, ngươi đi trước đi, ta bọc hậu. Bắc Quyến Cổn Nam sắc mặt bình tĩnh nói, vạn thế ngự kiếm trong tay chớp động lên hàn quang ngăm đen, còn có một tia lục độc chi khí quanh quẩn trên đó. Quên mình vì người như vậy, không tốt lắm đâu. Không có việc gì, hồn lực ta không còn thừa lại bao nhiêu, dù sao cũng không sống được bao lâu nữa, kéo dài một chút thời gian cho ngươi thong dong rời đi có lẽ không thành vấn đề. Chậc chậc, phẩm đức này, không phản đối, nhưng ta sẽ không làm vậy đâu. Thời đại của ta đã qua đi, ta vốn là người đã chết. Thiên võ giới hiện giờ là thời đại thuộc về ngươi, đại ca đã tán thành ngươi, ta cũng tán thành ngươi. Trước khi chết lại phát huy một chút nhiệt lượng thừa, rất đáng. Bắc Quyến Cổn Nam lạnh nhạt nói xong, khí tức trên người không ngừng kéo lên, vạn thế ngự kiếm trong tay phát ra sướng khúc vui sướng. Trong mắt Thái Thúc Cảnh Dung trợn mắt như muốn nứt, nghiêm nghị hét lớn. Lý Vân Tiêu làm người phải nói chữ tín a, nếu ngươi đi, chính là tiểu nhân vô sỉ muôn đời, ta dù có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Toàn thân hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Giờ phút này toàn bộ tâm lực đều dùng để khống chế phù phổ kia, nếu thoáng cái thất thủ thì tất nhiên sẽ bị lão giả kia chấn khai, tổn thương ngược đến bản thân. Cho nên hắn hiện giờ đâm lao phải theo lao, không dám nhúc nhích một chút nào, động lực duy nhất chính là trước khi dầu hết đèn tắt, Lý Vân Tiêu thu thập những người còn lại cứu hắn đi. Muốn đi, không có cửa đâu một. Bà lão quát to, lên giết hai người này, sinh tử bất luận. Bảy tên cao thủ Bắc Minh thế ra trên bầu trời lập tức khí thức bùng lên, như mây đen cuồn cuộn, một loại khí thế bành trướng nổ bung, chạy như bay xuống. Lý Vân Tiêu nói, ngươi kéo chân bà lão này một thời gian ngắn, ta đi thu thập bảy người này trước lại đến giúp ngươi. Bắc Quyến Cổn Nam nhướng mày, nói, ngươi không đi. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói, đi, đương nhiên phải đi, bất quá trước giết những người đó rồi đi sau. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, nơi mi tâm lóe lên bạch quang, giới thần bi bay ra. Giới thần bi. Bắc Quyến Cổn Nam toàn thân đại chấn, thoáng cái liền nghẹn ngào kêu lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi nồng đậm. Khó trách đại ca lai tán thành ngươi, thì ra ngươi chính là chủ nhân giới thần bi thế hệ này. Trong mắt Bắc Quyến Cổn Nam chớp động hào quang, sau thất thần ngắn ngủi, lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức không còn hoài nghi nữa. Thân ảnh lóe lên liền giơ trường kiếm lên chém tới bà lão kia. Hừ, châu chấu vô chi. Bà lão tức giận hừ một tiếng, vươn tay chảo xuống, một cây thiết quải trượng màu vàng lượn vòng trên không trung, trực tiếp bị nàng nắm trong tay, gõ về phía Bắc Quyến Cổn Nam. Thiết quải màu vàng đánh xuống, một đầu thú hồn hung mãnh gào thét mà ra, lăng không hóa ảnh, dương nanh múa vuốt gào thét lao xuống. Bắc Quyến Cổn Nam mặt không biểu tình, trường kiếm vung lên. Lập tức chém ra mấy đạo kiếm quang,
nhào nhào bắn vào trong đầu hung thú kia, kiếm ý lao ra nổ bung, tạc cho hung hồn hóa ảnh kia đến nát bấy. Sau đó Bắc Quyến Cổn Nam một tay bấm niệm pháp quyết, tế vạn thế ngự kiếm ra ngoài, quát. Hóa! Lập tức trường kiếm lóe lên trên không trung, biến thành thi lễ chi vương, chấn động hai cánh, ông ông vọt về phía bà lão. Thái Thúc Cảnh Dung mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem, Bắc Quyến Cổn Nam xuất thủ khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ thấy được hy vọng thủ thắng, nhưng không biết lực lượng Lý Vân Tiêu hiện giờ có thể áp chế được bảy tên võ đế cao giai kia không nữa. Hắn lòng tràn đầy hoài nghi nhìn về phía Lý Vân Tiêu, trong mắt chợt lần nữa lồi ra, thần sắc hoảng hốt cả kinh nói. Chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy giới thần bi kia ầm ầm bay tới bảy người đều lộ vẻ mỉa mai, lộ ra thần sắc khinh thường, nhao nhao ra tay áp chế. Oanh! Bảy đạo quang mang liên thủ đánh xuống, trên giới thần bi bạch quang đại thịnh, đột nhiên một cổ lực lượng minh mông từ trong đó tuôn ra, mãnh liệt đè ép bảy đạo công kích kia trở về. Ầm ầm, bảy người đều bị một cổ cự lực phản chấn, phải liên tiếp lui về sau trên không trung, vẻ khinh miệt trước kia không còn sót lại chút gì cả, tất cả đều lấy làm kinh ngạc. Chỉ thấy dưới bạch quang giới thần bi chiếu rọi, hiện ra hai đạo thân ảnh khôi ngô, vẻ mặt đều lộ vẻ hung tàn, vừa nhìn đã biết là ác nhân. Ngươi, các ngươi là... Một người trong đó xoa nhẹ hạ con mắt, cho rằng mình đã nhìn nhầm, ngạc nhiên nói. Các ngươi từ đâu mà đến, là ai? Hắc hắc, ác linh liếm lấy môi dưới, âm hiểm cười nói. Thần lão đệ, những người này sắp chết đến nơi rồi vẫn còn ngủ gật, cứ để bọn hắn làm quỷ hồ đồ là tốt rồi. Ánh mắt tân thần lạnh dần, bất mãn nói. Vân thiếu sao càng lăn lộn càng áp chế rồi, chỉ mấy con sâu cái kiến cũng cần gọi ta và ngoi ra. Thời gian tu luyện của bổn tọa quý bao nhiêu, người biết không? Ác linh ha ha, cười to nói. Dù sao thân thể này của ta là đoạt xá được, muốn lại tiến thêm một bước rất khó, không có gì phải tu luyện cả. Cứ đợi đến khi Vân Thiếu lần nữa tìm cho ta một bộ thân hình cửu tinh đỉnh phong, vậy thì thoải mái rồi. Tân thần hừ lạnh một tiếng, nói. Đừng nói nhiều nữa, bảy tên cặn bã này cho ngươi thu thập, bên kia có một sử phụ thực lực không tệ, cứ giao cho ta. Cũng không đợi ác linh đáp ứng, hắn đã lóe lên, toàn thân kim quang đại thịnh, vò tới chỗ bà lão. Sự xuất hiện đột ngột và đối thoại của hai người khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên và ngốc trệ, thẳng đến khi hai người động thủ mới nhao nhao kịp phản ứng. Bà lão nghe đối phương gọi mình là sử phụ, tức đến thất khiếu bốc khói, ngũ tạng lục phủ đều bốc cháy lên. Nàng vốn cũng là vì tu luyện hàn âm chi khí có vấn đề, khiến dung nhan bị hủy mất, mà trong tương giao cùng thế hệ đều là tuyệt đại cường giả, mặc ngươi che giấu biến hóa dung mạo thế nào, cũng khó có thể tránh được mắt người khác. Cho nên nàng chỉ đành cam chịu, mang bộ mặt xấu xí ra gặp người. Nhưng chữ xấu cơ hồ chính là nghịch lân của nàng, ai dám nói thẳng trước mặt thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lão thân muốn giết cả nhà ngươi. Nàng vung kim trượng quét ngang trước người, vỗ một trưởng lên đó, lập tức long cong thoáng một phát phá phong ra, tiếng xiềng xích ào ào rung động trên trời cao. Nghịch đao hồi toàn trảm. Ở cuối xiềng xích là một thanh loan đao quỷ dị hình bán nguyệt. Dưới hàn quang chớp động, một vòng đao mang bắn ra. Tân thần cả kinh, không dám khinh thường, thân thể trực tiếp cuốn trên không trung, chớp động mấy cái, liền tránh được đao khí kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa ổn định thân thể, lại hoảng sợ phát hiện mình đã rơi vào trong từng vòng xiềng xích, thân thể bị một cổ lực lượng khóa lại. Rầm rầm, xích sắt kia như trường xà quét qua trên không trung, tràn đầy thanh âm kéo động. Các loại quy tắc chi lực ẩn hiện trong đó, mỗi khi động thoáng một phát, tân thần liền cảm thấy thân thể như bị trói buộc thêm một phần, bị trói chặt lấy, nếu không phải thần thể hắn cường hoành thì sợ rằng đã sớm nổ tung rồi. Trên người hắn không ngừng lập lòe thể văn, kim quang phóng ra ngoài, dốc sức liều mạng chống lại lực lượng xiềng xích kia. Đột nhiên trước người hắn lóe lên hào quang, bà lão trực tiếp hóa thân ra, trong tay cầm lấy chuôi loan đao cổ quái kia, mặt mũi tràn đầy sát khí và vẻ oán độc. Tân thần toàn thân run lên, vội vàng nói. Đại nhân, đạo hạ lưu tình, có ân oán gì chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Im miệng, có gì thì nói với đao của lão thân đi. Trên mặt bà lão hiện lên vẻ dữ tợn, trong hai mắt bắn ra sát cơ, giơ loan đao lên chém xuống một cái. Đao khí vòng qua vòng lại trên không trung, đồng thời xiềng xích liên quan cũng bị kéo động, trói chặt lấy tân thần, không thể động đậy một chút nào cả.
Bên ngoài xiềng xích, Bắc Quyến Cổn Nam biến sắc, giơ kiếm chém xuống. Loảng xoảng, kiếm khí chấn lên trên xiềng xích, chỉ chấn ra đạo đạo vầng sáng, lại không thể tổn thương đến nó được. Ha ha, con sâu cái kiến, đao liệm của lão thân chính dùng tinh thần chi thạch tạo thành, vạn kim khó làm thương tổn, ngươi cứ ngoan ngoãn ở bên ngoài đi, đợi ta giết tên miệng lưỡi không sạch sẽ này rồi liền đến phiên ngươi. Bà lão vẻ mặt giữ tợn sắc, cười như điên. Bắc Quyến Cổn Nam giờ phút này hồn phách bất ổn, lực lượng quá yếu, không khỏi nhướng mày, trong hai mắt xẹt qua một tia lục mang. Hắn tay giơ lên, thất huyễn lục yểm biển ảo bất định trong lòng bàn tay, trên thân vạn thế ngự kiếm cũng lục quang mông mông, chớp động không thôi. Giờ phút này ở trong xiềng xích, tân thần trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, ánh đao quỷ dị kia rơi xuống, trong lòng chợt dâng lên cảm giác cực kỳ nguy hiểm. A! À, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, tất cả lực lượng trong chốc lát này đều bạo phát ra. Từng đạo phù văn bay ra khỏi thân thể hắn, đầy trời đều là phù ảnh màu vàng, trên khai, sinh, hưu, thương, đỗ môn phát ra ánh sáng rực rỡ, hợp thành một đường, phóng mạnh xuống phía dưới. Oanh! Trong cơ thể truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt, trên môn thứ sáu bắn ra kim mang, lực lượng bành trùng thiên mà ra. A a a! Cả người tân thần thoáng cái bành trướng, gương mặt bởi vì thống khổ cực lớn mà lộ ra cực độ vặn vẹo, nhưng lực lượng toàn thân trực tiếp bay vọt lên một cấp độ. Hai tay hắn nắm chặt lại, phanh một tiếng liền phá tan xiềng xích. Hai đấm va mạnh vào nhau trước người, lập tức một đạo trận vận màu vàng hình tròn hiển ra trên hai quyền. Người quái dị, đi chết đi cho bổn đại gia. Thiên quyền chi hùng bá thiên hạ. Sức mạnh to lớn mênh mông từ trong hai đấm tuôn ra, phóng mạnh tới phía trước. Phanh. Nắm tay màu vàng trực tiếp ngăn đao mang lại, lưỡi loan đao quỷ dị kia đặt trên kim mang, không cách nào tiến thêm được nữa. Cái gì? Bà lão biến sắc, hoảng sợ nhìn qua tân thần toàn thân kim quang sán lạn trước mắt, một thân thể vân giống như hình xăm vậy, khiến cho người hoa hết cả mắt. A a a, phá cho ta. Gương mặt tân thần liên tục vặn vẹo, vào thời khắc sinh tử hắn đã đột phá môn thứ sáu, nhưng căn cơ chưa ổn, toàn bộ lực lượng đều hội tụ đến hai đấm. Tuy rằng ép tới khiến loan đao kia run rẩy, nhưng lại thủy chung không thể chấn khai được. Trên mặt bà lão một mảnh âm độc, trong hai mắt phun ra lửa, vừa nhấc tay phải, một đạo phù văn đen kịt đã hiển hiện trên lòng bàn tay, đang muốn ép vào thân đao. Phanh! Đột nhiên bên ngoài xiềng xích truyền đến một tiếng vang thanh thúy, khóa sắt đầy trời đột nhiên đứt đoạn, chỉ thấy Bắc Quyến Cổn Nam chém một kiếm đã trực tiếp chém đứt cái khóa sắt to như chén ăn cơm kia. Chỗ nứt gãy một mảnh u lục chi sắc, khóa sắt đang chậm rãi bị ăn mòn đi. À! Bà lão triệt để ngẩn ngơ, lập tức thất thần. Chết đi, người quái dị! Hai con người tân thần co rụt lại, kim quang bắn ra, quyền uy trùng thiên, phanh một tiếng liền chấn khai loan đao. Một cổ quyền minh mông chợt cuốn tới. Bà lão lúc này mới tỉnh ngộ lại, vỗ mạnh xuống một đạo trưởng lực ngăm đen. Ầm ầm! Kim quyền hắc trưởng cơ hồ cân sức ngang tài, chấn khiến hai người đều liên tiếp lui về sau. Chỉ có điều loan đao xiềng xích vốn là một thể, đều bổn mạng huyền khí của bà lão, bị đứt gãy không chỉ khiến uy lực giảm mạnh mà càng khiến tâm thần nàng tổn thương nữa. Dám cắt huyền khí của ta, lão thân giết cả nhà ngươi. Bà lão ôm lấy chỗ đứt gãy, lục ban còn đang không ngừng kéo dài lấy, nàng dưới sự giận dữ liền giơ tay chém xuống, chém vỡ toàn bộ phần sắp bị ăn mòn. Về sau lửa giận ngút trời, loan đao hất lên chém tới Bắc Quyến Cổn Nam. Tân thần thoáng ổn định lại trạng thái, hai chân lăng không đạp một cái, cả người liền bắn đi như tên nỏ. Bà lão biến sắc, xiềng xích múa lên rầm rầm, thân ảnh không ngừng lui về phía sau, đồng thời đánh với hai người, thêm vào huyền khí bị tổn hại, khiến cho nàng trực tiếp rơi xuống hạ phong. Ác Linh ở cách đó không xa bị bảy tên võ đế cao giai vây công, đánh đến mình đầy thương tích, oa oa kêu to, tiếng mắng không ngừng. Lý Vân Tiêu thì lại phục dụng không ít thiên tài địa bảo, ngồi xếp bằng nghỉ ngơi trên hư không, rốt cục cũng không tĩnh tâm nổi, mở hai mắt ra, mắng một tiếng phế vật, ngu xuẩn. Sau đó hắn đánh một đạo quyết ấn vào trong giới thần bi, lập tức một cổ khí tức hung bạo truyền ra. Giống. Một tiếng giống to kinh thiên động địa truyền ra, sau đó một mảnh lôi quang tràn ra, hội tụ trên đỉnh đầu bảy người, hóa thành một đầu hung thú kim quang sán lạn. Toàn thân nó chớp động lên lôi điện màu vàng, hai mắt quan sát xuống, hung tàn nhìn chằm chằm vào bảy người kia. Toàn thân bảy người đều run lên,
một cổ cảm giác xấu xông lên đầu. Khí tức của đầu hung thú này còn trên cả 7 người bọn hắn. Thái Thúc Cảnh Dung cũng kinh hãi không thôi, nhìn giới thần bi lẳng lặng lơ lửng trên trời cao, hào quang trong đôi mắt càng ngày càng nóng bỏng, tựa hồ nghĩ tới điều gì gió, trong cổ họng một hồi khốc khốc, phát ra thanh âm xì xào. Ha ha, giúp đỡ đã đến, nhanh tới cứu ta. Ác Linh thoáng cái đã nhìn ra hung thú, chính là Huyền Lôi Kinh Vân Hống đã hoàn toàn hấp thu lôi thú, tuy rằng bộ dáng biến hóa không lớn, nhưng khí thế trên người lại hoàn toàn hơn hẳn lúc xưa. Lôi điện chi quang lập lòe kia càng giống như từng đạo kiếm quang màu vàng, chiếu xạ khắp bầu trời. 7 người trong lúc cả kinh, liền chỉ cảm thấy một cổ uy áp vô biên cuồn cuộn mà đến, Huyền Lôi Kinh Vân Hống quát một tiếng, trực tiếp nhổ ra một đạo tia chớp kim sắc, phá vỡ hư không. Oanh! A! À, một người trong đó không kịp tránh né, trực tiếp bị lôi điện đánh trúng, có tiếng kêu thảm thiết vọt thẳng vào mây xanh, khiến đáy lòng mọi người một hồi phát lạnh. Sau khi thanh âm kia ngừng lại, chỉ thấy người nọ toàn thân cháy đen, còn không ngừng bốc khói lên, tuy rằng không chết, nhưng cũng đã hấp hối, chậm rãi khép hai mắt lại, trực tiếp rơi xuống khỏi bầu trời. Ha ha! Trong mắt Ác Linh hiện lên một tia tàn nhẫn, đại phủ lóe lên kim sắc, một đạo phủ quang đuổi theo thân hình cháy đen kia, phanh một tiếng nổ thành thịt nát. A! À, 6 người còn lại sợ tới mức hồn phi phách tán, nguyên một đám tâm kinh đảm hàn, sắc mặt trắng bệch, công kích tới Ác Linh lập tức chậm lại, dù sao còn phải lưu một nửa tâm tư để đề phòng đầu hung thú kia nữa. Rầm rầm! Huyền Lôi Kinh Vân Hống lại nhả xuống hai đạo lôi điện, bổ ra không gian, chớp mắt đã đến. A! À, một người trong đó trong lúc vội vàng né tránh lập tức bị Ác Linh nắm lấy cơ hội, một búa chém thành hai khúc. Chiến cuộc trên bầu trời thoáng cái lộ ra xu thế nghiêng về một bên, bà lão hoàn toàn bị Tân Thần và Bắc Quyến Cổn Nam ngăn chặn, mà năm tên võ đế cao giai còn lại, cũng giống như củ cải trắng, chém một người liền ít đi một người. Thái Thúc Cảnh Dung vừa kinh hãi vừa kinh hỉ, nội tâm cũng trầm xuống, chiếu theo thế cục này phát triển. Đợi sau khi Lý Vân Tiêu giết sạch người Bắc Minh Huyền Cung thì mình sợ rằng cũng không có kết quả gì tốt. Nhưng lúc này phủ phổ phong bế thiên thương, một khi mình rút tay, tất nhiên sẽ bị lực lượng của thiên thương phản chấn, sinh tử khó dò. Hắn thoáng cái lâm vào lo nghĩ cực độ, lập tức cảm thấy lực lượng của thiên thương càng ngày càng mạnh, tùy thời đều có thể phá phủ mà ra. Hắn lập tức bí mật truyền âm nói. Thiên thương đại nhân, ta triệt hồi phù lực thả ngài đi ra. Kính xin thu hồi lực lượng. Lão giả ở một chỗ trong phù phổ một mực nhắm mắt vận công, không ngừng trùng kích lấy phù lật chấn áp, tựa hồ không hề biết được chuyện ở ngoại giới y, nghe được Thái Thúc Cảnh Dung nói như vậy, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng nói. 10 tức sau, phá phù phổ, lấy mạng chó của ngươi. 1. Hắn phối hợp đếm lấy, liền nhắm hai mắt lại. Thái Thúc Cảnh Dung hoảng hốt, quả nhiên cảm nhận được lực trùng kích càng ngày càng mạnh. Thật sự mình rất khó chống lại được nữa rồi, cuống quýt nói. Đại nhân, Lý Vân Tiêu kia thực lực thông thiên, nếu chúng ta tự giết lẫn nhau thì cuối cùng tất nhiên đều sẽ phải rơi vào độc thủ của hắn. Lão giả vẫn không đổi sắc, lực lượng quanh thân đang không ngừng tăng lên, gương mặt cũng bị gợn sóng trùng kích khiến nhúc nhích. Đại nhân, người xem, địa phục đại nhân và 7 tên thủ hạ các ngươi mang đến đều sắp chết rồi. Cái gì? Lão giả lúc này mới mở to mắt ra. Hai mắt vừa nhìn qua, lập tức một cổ lửa giận vọt thẳng lên ót, hét lớn. Nên chém đáng chó chết các ngươi cả ngàn đao. Ầm ầm. Hắn đột nhiên nổi điên, lập tức liền giải khai phù phổ của Thái Thúc Cảnh Dung, cả người hóa thành một đạo quang mang vọt mạnh ra. Thái Thúc Cảnh Dung chỉ cảm thấy cự lực đánh lên lồng ngực, ngũ tạng lục phủ đều nghiền nát, phun ra một miệng lớn máu tươi bay ngược ra ngoài. Thân thể còn chưa ổn định đã thấy lão giả kia trong tay dẫn theo song chùy. Trợn trừng mắt vào tới chỗ hắn, một tay nhấc chùy đánh xuống trên đầu hắn. Vân thiếu cứu ta. Hắn kinh hô một tiếng, trên người bắn ra mấy đạo quang mang, còn có một kiện chiến y hiển hiện. Ầm ầm. Đại chùy của lão giả đánh xuống, tất cả hào quang đều biến mất, chiến y kia cũng răng rắc một tiếng liền hóa thành vô số bột mịn, theo gió mà tán. Trong mắt Thái Thúc Cảnh Dung trừng lớn lên, lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Thịt nát lẫn lộn ngũ tạng lục phủ cũng đều bị nhổ ra ngoài. Con mắt trừng lớn kia cũng dần mất đi hào quang, cả người dần dần trở nên cứng ngắc, rơi xuống dưới mặt đất. Lý Vân Tiêu ở cách đó không xa lạnh lùng nhìn Thái Thúc Cảnh Dung bỏ mạng, lúc này mới rời ánh mắt lên trên người lão giả.
Bởi vì bà lão gặp nạn, bảy tên thủ hạ giờ phút này chỉ còn bốn người, mỗi người đều trọng thòi, tùy thời đều có thể bị vẫn lạc nên khiến lão giả dưới tình thế cấp bách bạo phát lên, một lần hành động đột phá phủ phổ, nhưng cũng khiến tâm mạch bản thân bị thương. Lý Vân Tiêu, người đáng chết a! Lão giả tròn mắt muốn nứt, không rõ đối phương vì sao thoáng cái nhiều ra nhiều trợ thủ như vậy, hơn nữa mỗi người đều có thực lực không tầm thường. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đáng chết hay không, không đến người định, nhưng người sắp phải chế trời. Muốn giết lão phu, ha ha. Lão giả ngửa mặt lên trời cười như điên, dữ tợn nói. Lúc lão phu thành danh, người còn không biết ở đâu trong bụng mẹ đấy. Hắn bắt lấy song chùy, thân ảnh lóe lên phía vọt tới, đánh mạnh tới đầu Lý Vân Tiêu. Phanh! Cái búa nổ bung trên không trung, trực tiếp đánh nát bấy tàn ảnh Lý Vân Tiêu. Lão giả nhướng mày, phát hiện tốc độ thân pháp đối phương không chỉ cực nhanh, hơn nữa còn cực kỳ quỷ dị, mình vậy mà không thể bắt kịp được. Có giỏi thì đừng trốn. Lão giả giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm vào bầu trời xa xa, một đạo quang mang chớp động xuống, Lý Vân Tiêu liền hiện ra. Ha ha, lấy mạnh lấn yếu, còn không cho ta trốn, người có cần mặt mũi nữa không thể. Lý Vân Tiêu lạnh lùng mỉa mai, trực tiếp giơ ngón tay giữa lên. Oa a đáng chết. Lão giả lập tức tức đến phát điện, lực lượng minh mông tuôn ra khỏi cơ thể, thoáng cái hóa thành đế khí uy áp vô biên, ầm ầm chấn trụ lấy không gian chỗ Lý Vân Tiêu, lúc này mới lần nữa giơ búa lên, đánh mạnh xuống dưới. Lông mày Lý Vân Tiêu có chút nhíu lại, tay giơ lên, thần dịch lực tuôn ra trên lòng bàn tay, tam sắc thần sơn hiển hiện, trực tiếp ném ra ngoài. Con người lão giả co rụt lại, cảm nhận được uy áp cực lớn của ngọn núi đập vào mặt, nhưng cũng không quá để ý, song chùy dương lên đánh tới. Oanh! Một cổ kình lực đánh lên ngọn núi, hào quang ba loại nhan sắc bắn ra, quanh quẩn xoay tròn, trong sơn thể một mảnh chấn động. Oanh! Trong sơn thể truyền đến một hồi nổ vang, trực tiếp phản chấn lực chùy kia về. Cái gì? Lão giả hoảng hốt, đồng tử đột nhiên co lại, lăng không tránh qua, nhưng trong mắt lộ vẻ kinh hãi khó có thể che giấu, nhìn qua tam sắc quang mang chi phong kia. Lý Vân Tiêu khẽ chau mày, trong lòng cũng có chút giật mình, dùng sức nặng của ngọn núi này, lão giả thiên thương lại có thể dùng lực lượng chống lại một hai. Hắn vẫy tay một cái, liền thu ngọn núi kia về, biến mất trong lòng bàn tay. Lão giả mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Đây là huyền khí gì? Lý Vân Tiêu nói. Sớm mai hiểu đạo, chiều có thể chết. Thiên thương đại nhân trước khi chết còn muốn tăng thêm tri thức, quả nhiên là phong phạm tiền bối. Lão giả tức đến nghiến răng, nhìn thoáng qua bà lão dần dần sắp không chống đỡ nổi nữa ở xa xa, nhịn xuống cảm xúc, nói. Chuyện hôm nay, xem như Bắc Minh Huyền Cung chúng ta bại, bảo thủ hạ của ngươi dừng tay, chúng ta sẽ rời đi. Lý Vân Tiêu há to mồm, ngạc nhiên nói. Thiên thương đại nhân đang nói chuyện cười sao? Nếu chúng ta bại, thì chỉ có một con đường chết. Nhị lão ngài bại, nhận thua liền muốn chạy đi sao? Lão giả lạnh giọng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Mặt hắn một mảnh tái nhợt, dùng thân phận tôn sư của hắn, cho tới bây giờ đều là tiền hô hậu ủng, cao cao tại thượng, hiện giờ lại nói điều kiện với một gã hậu bối, thật sự là biệt khuất. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Không muốn như thế nào cả. Chỉ dùng chổi quét sạch con sâu cái kiến mà thôi. Con sâu cái kiến, ha 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 ha. Lão giả giận quá thành cười, toàn bộ đầu tức đến bốc hơi nước, lạnh giọng nói. Trong thiên hạ, coi như là thất đại tông chủ cũng không dám nói lão phu là con sâu cái kiến, nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy thì đi chết đi. Song chùy hắn lượn vòng trước người, rất nhanh trăm trượng quanh thân đều lâm vào một mảnh kim quang sán lạn, chùy ảnh chìm nổi bất định. Giống. Xa xa huyền lôi kinh vân hống thấy thế, trực tiếp hóa thành một đạo kim lôi, từ trên trời cao bay thẳng xuống, lôi điện khủng bố ở trên trời cao hóa ra từng đạo quỹ tích thật dài, như một đầu kim quang đại đạo, kéo dài tới tận chân trời. Kim lôi nhảy vào trong chùy ảnh kia, trong hoảng hốt, mơ hồ thấy được lão giả kia vung mạnh chùy, đập vào trên người huyền lôi kinh vân hống. Ầm ầm, vô số kim quang lập tức nổ bung, nương theo mảng lớn lôi đình chi lực, tách ra khắp bốn phương tám hướng. Toàn bộ thiên địa lâm vào một mảnh kim quang lôi hải. Ác linh tay cầm búa, chém chết một gã địch nhân cuối cùng, há to mồm nhìn qua vụ nổ kia, lộ ra thần sắc. Sau khi trầm ngâm một chút hắn liền giơ búa lên vào tới. Xa xa bà lão cũng bị kinh động,
nội tâm một hồi lo lắng, lập tức liền bị tân thần đánh mấy quyền lên người, chấn khiến liên tục thổ huyết. Bà lão phun ra một ngụm máu tươi, không ngờ lại là màu thảm lục. À, ngươi! Bà lão kinh hoàng chỉ vào Bắc Quyến Cổn Nam, hoảng sợ phát hiện thân thể của mình dần dần trở nên thông lục, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần bị ăn mòn lấy. Tân thần cũng lộ vẻ kinh Nagisiji, có chút kiêng kỵ nhìn qua Bắc Quyến Cổn Nam, vừa rồi hắn đánh mấy quyền phá vỡ đế khí phòng ngự của bà lão, vô hình chi độc kia đã như ảnh tùy hình thiềm nhập vào trong. Chỉ mấy hơi thở, bà lão liền run rẩy toàn thân, cuối cùng triệt để hóa thành mục nát, thân hình trở nên một mảnh thối rữa, hoàn toàn biến dạng đi. Tân thần mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, sau khi liếc nhìn Bắc Quyến Cổn Nam liền nhảy vào trong kim quang ở xa xa, bắt đầu đại chiến lão giả kia. Bắc Quyến Cổn Nam thì lại lắc mình xuống, xuất hiện ở bên người Lý Vân Tiêu, khuôn mặt phức tạp nhìn qua hắn, nói. Dưới phiến thiên không này dã không còn cường giả thần cảnh, không thể tưởng được còn có người có thể khống chế giới thần bi. Như vậy ta liền không còn hoài nghi nữa, chuôi vạn thế ngự kiếm này đã ở bên ta hơn 10 vạn năm, hiện giờ tặng cho ngươi. Trong tay hắn lóe lên kiếm quang, hai tay nắm kiếm, trong mắt có chút lưu luyến không rời, đưa đến. Lý Vân Tiêu tức cười, nói. Sao thế hả, ngươi sốt ruột muốn chết rồi sao? Bắc Quyến Cổn Nam sắc mặt lạnh nhạt nói. Ta cách cái chết không xa, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn thôi, không nên khiến nó cùng bị chôn vùi với ta, càng không muốn nó bị một ít người ngông cuồng lấy được, bị nhục nhã. Lý Vân Tiêu đẩy kiếm về, nói. Tuy rằng ta cũng không có cách cứu ngươi, nhưng nếu chỉ là áp chế thương thế, phòng ngừa mở rộng thêm một bước thì tự hỏi vẫn có thể làm được. Bắc Quyến Cổn Nam nhíu mày lại, nói. Ngươi là muốn dùng thế giới chi lực của giới thần bi để áp chế hồn thương của ta sao? Phương pháp này lý luận có thể thực hiện, nhưng độ khống chế của ngươi đối với giới thần bi quá thấp, rất khó có công hiệu. Lý Vân Tiêu nói. Mượn giới thần bi chi lực là thứ nhất, ta còn truyền cho ngươi một bộ thuật tu hồn, hỗ trợ lẫn nhau, đừng nói là áp chế, coi như là khôi phục toàn thịnh cũng rất có khả năng. Bắc Quyến Cổn Nam động dung, nếu có thể không chết, sẽ không có ai muốn chết cả. Lý Vân Tiêu nói, chỉ là bộ thuật tu hồn kia tuy rằng ta cũng biết, nhưng cũng không phải thuộc sở hữu của ta, không có quyền truyền thụ cho người, ta đi hỏi chủ nhân thuật này một chút, hắn cũng đang ở trong giới thần bi. Tốt! Bắc Quyến Cổn Nam gật đầu, nói. Ta đi trước giúp ngươi chấm dứt chiến đấu ở đằng kia a. Lý Vân Tiêu vội hỏi. Không cần, có bọn hắn là được, thiên thương lão nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi tận lực ít ra tay, miễn cho hồn thương mở rộng thì hơn. Tốt! Bắc Quyến Cổn Nam lên tiếng, sau đó trầm ngâm nói. Ngươi đã là chủ nhân giới thần bi thế hệ này, như vậy về sau ta sẽ theo ngươi, mặc ngươi phân công. Lý Vân Tiêu sững sờ, lập tức cười đùa nói. Như thế rất tốt. Hắn phân ra một đạo hồn phách, hiển hóa ra trong giới thần bi, trực tiếp xuất hiện ở trên Phương Thốn Sơn. Trong núi một mảnh yên tĩnh, thiếu đi ánh sáng luyện chế, và linh khí trắng trợn thu nạp lúc trước, ngược lại khiến Lý Vân Tiêu có chút không quen lắm. Một đạo quang mang từ trong núi bay ra, đúng là Cố Nguyệt Sinh, tiến lên bái nói. Bái kiến Vân Tiêu đại nhân. Lý Vân Tiêu nói. Sư phụ ngươi đâu rồi? Cố Nguyệt Sinh có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói. Sư tôn trước kia dặn ta, nói muốn bế quan, nếu Vân Tiêu đại nhân tới, cứ nói là Bắc Minh Hàn Tinh Kiếm đều đã luyện xong, không còn chuyện gì nữa, bảo đại nhân không nên tìm hắn nữa. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười ha hả, nói. Tốt cho lão viên, còn tưởng rằng ta sẽ chiếm tiện nghi của hắn hay sao? Vốn là có chuyện muốn tìm hắn thương lượng, đã như vậy. Ta đây coi như hắn đã đáp ứng. Ngày sau nếu không vui thì ngàn vạn đừng oán ta đấy. Hắn vứt bỏ một câu, liền muốn rời đi. Hừ! Trong núi truyền đến tiếng hừ lạnh bất mãn của Viên Cao Hàn, quát. Ngươi lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Vào đi! Lý Vân Tiêu cười, liền đi vào trong động phủ. Cái gì? Ngươi muốn truyền tinh quang hồn thuật của ta cho người khác sao? Viên Cao Hàn thoáng cái nổ tung, vội xông lên. Muốn bóp chết Lý Vân Tiêu, giận dữ hét. Ngươi như dám như thế, ta liền lấy mạng ngươi. Lý Vân Tiêu đã sớm đoán được phản ứng này của hắn, thân thể lóe lên liền thuấn di đến sau lưng hắn, cười nói. Tỉnh táo chút đi, vị bằng hữu kia của ta hồn phách bị trọng thương, hơn nữa do nguyên nhân nào đó,
hồn lực sói mòn quá lớn, trong thiên hạ trừ tinh quang hồn thuật của ngươi ra, ta không nghĩ ra cách nào tốt nữa. Viên Cao Hàn cả giận nói. Cho dù bằng hữu của ngươi chết rồi, cũng không cho truyền thuật của ta ra ngoài. Chậc chậc, đừng kích động như vậy nha, thiên hạ không có chuyện không khả năng, sở dĩ làm không được, đều là vì lợi ích không đủ thôi. Lý Vân Tiêu Du tự nhiên nói. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói. Hừ, ngươi cảm thấy ngươi có gì lợi ích, có thể khiến ta đổi ra tinh quang hồn thuật. Lý Vân Tiêu nói. Cao Hàn huynh song hồn hợp nhất, không phải muốn tại hạ hộ pháp sao? Viên Cao Hàn tức giận nói. Lý Vân Tiêu, ngươi còn cần mặt mũi không? Lại lấy việc này ra uy hiếp ta, trước kia đã đạt thành hiệp nghị, ngươi muốn chơi xấu sao? Hắn thoáng cái lửa giận công tâm, toàn bộ đôi má cũng đỏ bừng lên, đỉnh đầu bốc khói. Lý Vân Tiêu bị cảm xúc kích động của hắn dọa sợ, ngượng ngùng nói. Cần phản ứng lớn như vậy không? Cao Hàn huynh đừng quá kích động, chuyện ta đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ làm được. Vị bằng hữu kia của ta, chính áp chủ nhân của thất huyễn lục yểm, nếu có hắn hỗ trợ, thay Cao Hàn huynh hộ pháp thì tính an toàn ít nhất có thể đề cao thêm một thành rồi. Cái gì, thất huyễn lục yểm trong ngũ độc sao? Viên Cao Hàn cả kinh, trên mặt lộ ra dị sắc, nói. Vị bằng hữu kia của ngươi là thiên địa độc thân. Lý Vân Tiêu nói. Đúng vậy, trong thiên hạ này ngoại trừ thiên địa độc thân ra, còn có ai có thể điều khiển đại diệt tuyệt ngũ độc chứ? Viên Cao Hàn trầm tư một hồi, nói. Tốt, việc này ta có thể đáp ứng. Nhưng ngoại trừ toàn lực thay ta hộ pháp ra, vị bằng hữu kia của ngươi phải thiếu nợ ta một nhân tình. Cái này, được rồi, ta thay hắn đáp ứng. Lý Vân Tiêu hơi do dự, nhưng nghĩ đến tình huống Bắc Quyến Cổn Nam hiện giờ cũng không có chỗ lựa chọn. Còn nữa hắn đã nói qua muốn đi theo mình, thay hắn đáp ứng nhân tình này, ngược lại cũng không đủ. Viên Cao Hàn nói, còn phải bảo hắn thề, thuật này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Đây là tự nhiên. Thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên, liền muốn rời đi. Viên Cao Hàn đột nhiên nói. Chậm đã. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, chậm rãi nói. Ngươi muốn đi thành Hồng Nguyệt cướp người. Lý Vân Tiêu nói. Sao hả, đây không phải bí mật gì à? Viên Cao Hàn hừ một tiếng, nói. Thanh danh của ngươi gần đây đại hiển, coi như là ta cũng có nghe thấy, Mộc Tú trong rừng gió vẫn thổi bật dễ. Ngươi bây giờ chỉ là Lý Vân Tiêu võ đế thất tinh, mà không phải phong hào võ đế cổ phi dương, đừng quên thực lực của mình, đi làm ra một ít chuyện tìm đường chết. Lý Vân Tiêu con ngươi đảo một vòng, cười hì hì nói. Cao Hàn huynh cũng không phải chỉ mới biết ta hôm nay, gọi ta lưu lại không phải là cố ý dạy ta đạo lý làm người đấy chứ. Sắc mặt Viên Cao Hàn biến hóa, khẽ nói. Sự thông minh tài trí của ngươi, ta cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi. Kết quả chuyến đi thành Hồng Nguyệt thế nào ta cũng không thèm để ý, Khương Nhược Băng cũng chỉ là một nữ tử không có ý nghĩa trong thời đại này mà thôi, ta chỉ là không muốn ngươi chết, khiến thời đại này thiếu đi một người thú vị. Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói. Vậy thì sao? Viên Cao Hàn mắt trắng không còn chút máu, nói. Ta sẽ bảo Trần Thiến Vũ âm thầm đi theo ngươi, lúc cần thiết ra tay cứu ngươi một mạng. Lý Vân Tiêu cả kinh, nói. Trần Thiến Vũ. Tiểu tử này vô cùng càn rỡ, còn chưa bị người đánh chết sao? Viên Cao Hàn cả giận nói. Ngay cả ngươi cũng còn sống, hắn dù có càn rỡ thế nào cũng không sánh bằng ngươi đi. Lý Vân Tiêu cười to nói. Ha ha, tiểu tử này năm đó cũng là thiên tài vạn năm hiếm gặp, đáng tiếc quá mức tự phụ, trước Phong Vân Tế Hội bị người đánh cho một trận, kết quả tự thấy không mặt mũi tham gia Phong Vân chi chiến, nếu không cũng có thể bộc lộ tài năng rồi. Đã nhiều năm như vậy rồi, tu vị hắn hiện giờ là. Trên mặt Viên Cao Hàn lộ ra một tia vui vẻ thư thái nói. Đoạn thời gian trước vừa vặn đột phá đến cửu tinh đỉnh phong, có thể để hắn đi ra thử tay rồi. Lý Vân Tiêu cười nói. Ha, coi như là võ đế cửu tinh đỉnh phong, chênh lệch lẫn nhau vẫn rất lớn, ta ngược lại là rất chờ mong biểu hiện của hắn đấy. Trong lòng Lý Vân Tiêu đồng thời giật mình, có cao thủ như Trần Thiến Vũ bên người. Tăng thêm hắn thân là linh ti chi trưởng, lại vẫn cảm thấy không an toàn. Cũng không biết là tình thế thật sự quỷ dị như thế, hay là do bản thân Viên Cao Hàn nghĩ nhiều nữa. Để Trần Thiến Vũ rời khỏi người, vậy an toàn của bản thể ngươi? Không sao. Trong mắt Viên Cao Hàn bắn ra chút hàn tinh, lạnh lùng nói.
nếu thật sự có người muốn gây bất lợi với ta, tất nhiên sẽ chọn lúc ta song hồn hợp nhất. Bọn hắn chết cũng không thể tưởng được chính là, ta còn có tấm vương bài là ngươi. Hàn tinh trong mắt hắn thoáng cái hóa thành sát ý vô biên. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, dùng thực lực hắn hiện giờ, tăng thêm Trần Thiến Vũ, mặc dù đối phương phái tới cường giả cửu tinh đỉnh phong, cũng không thể gây sợ. Hai người sau khi thỏa đàm, Lý Vân Tiêu lách mình ra khỏi giới thần bi. Giờ phút này thiên thương lão giả dưới sự vây công của hai người một thú đã là nỏ mạnh hết đà, tùy thời đều có thể vẫn lạc. Mà Bắc Quyến Cổn Nam lại không nói một lời, lẳng lặng nhìn chém giết ở xa xa. Lý Vân Tiêu hướng hắn khẽ gật đầu, nói. Đã thỏa đàm với hảo hữu ta, thuật này trên đời hiếm thấy, là công pháp đệ nhị về tu luyện hồn thể, nhưng ngươi nhớ lấy không thể truyền ra bên ngoài đâu đấy. Xếp đệ nhất tất nhiên là đại diễn thần quyết của hắn, nhưng đại diễn thần quyết quan hệ trọng đại, không tiện lộ ra. Tăng thêm đặc tính của bản thân thần quyết, Lý Vân Tiêu cũng không biết làm sao để truyền thụ ra ngoài cả. Bắc Quyến Cổn Nam cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói. Đa tạ. Lý Vân Tiêu ném ra một cái ngọc giản cho hắn, nói. Ngươi tiến vào trong giới thần bi tìm hiểu đi. Phương pháp tu luyện này, chỉ cần có đủ nhiều tinh quang thạch liền có thể bảo đảm thương thế của ngươi không đến mức mở rộng, tăng thêm giới lực của giới thần bi, cũng có khả năng sẽ chuyển biến tốt đẹp lên. Bắc Quyến Cổn Nam sau khi nhận lấy ngọc giản, tùy ý để hào quang nơi mi tâm Lý Vân Tiêu chiếu lên người, thoáng cái liền bị hút vào trong đó. Thế giới bên trong một mảnh rõ ràng, hắn nhìn quanh mọi nơi, không khỏi lộ ra thần sắc cảm khái. Đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn hỏi. Lý Vân Tiêu thoáng cái hiện ra trước mắt hắn, trong tay lóe lên hào quang, tam sắc thần phong liền hiện ra, nói. Vật ấy ngươi có nhận ra không? Trong mắt Bắc Quyến Cổn Nam chớp động hào quang, cười khổ nói. Đây là thất sắc đầu xuất thiên linh mục địch đại nhân luyện chế, không nghĩ đến cũng ngươi đoạt được. Như vậy cũng tốt, dùng hiện trạng của linh mục địch đại nhân hiện giờ, cũng không thích hợp với huyền khí này nữa rồi, ở lại trên người của ngươi, cũng là một kiện bảo vật vạn phần khó được. Thất sắc đầu xuất thiên. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Nhưng vì sao ta thấy vật ấy chỉ có ba màu? Bắc Quyến Cổn Nam nói. Thất sắc đầu xuất thiên chính là một loại huyền khí uy lực cực lớn lưu truyền thời thượng cổ, mặc dù không có thần diệu của thánh khí, nhưng uy lực không dưới thánh khí bình thường. Linh mục địch đại nhân chính là căn cứ vào luyện phương thượng cổ phỏng chế, đáng tiếc chỉ tụ tập được ba loại thiên địa thổ hệ chi nguyên, bởi vậy chỉ luyện ra ba màu. Lý Vân Tiêu cả kinh, nói. Ý của ngươi là, thứ này cần bảy loại thổ hệ nguyên tố chí cường dung hợp cùng một chỗ sao? Bắc Quyến Cổn Nam nói. Đúng vậy, trước phong ma chi chiến, quần hùng lưỡng giới sơn đều vì thu thập tài liệu huyền khí này mà bôn tẩu, cuối cùng thiếu bốn loại chí cường thổ hệ chi nguyên. Tăng thêm phong ma chi chiến đến, lúc này mới gác lại, không nghĩ đến cuối cùng lại tạo thành tam sắc đầu xuất thiên. Lý Vân Tiêu nhìn qua ngọn núi không ngừng xoay tròn kia, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Khó trách thứ này có sức nặng và đại địa chi ý hùng hồn như thế, thì ra là do ba loại thổ hệ chi nguyên cực hạn, cộng thêm vô số nguyên liệu quý hiếm luyện chế mà thành. Hắn chậm rãi nói, nếu ta có thể gom góp bốn loại thổ nguyên khác, có thể luyện chế nguyên vẹn nó không? Trong lòng hắn dâng lên một cổ nhiệt lưu, chỉ ba màu đã cường đại như thế, nếu có thể luyện ra thất sắc chi sơn, uy lực kia sẽ cường đại đến loại trình độ nào, sợ rằng chỉ vừa chạm vào thôi đã bị đè chết rồi. Bắc Quyến Cổn Nam nói, cách luyện chế ngươi có thể hỏi linh mục địch đại nhân, hắn tất nhiên rõ ràng. Núi này nếu là có thể luyện thành, tục truyền có thể diễn hóa ra thập phương vô lượng tịnh thổ thần thông, dưới phiến thiên không hiện giờ chỉ sợ là tồn tại vô địch. Đã hiểu rõ. Lý Vân Tiêu thu ngọn núi kia lại, nói. Ngươi an tâm tu luyện đi, tinh quang thạch muốn bao nhiêu ta có bấy nhiêu. Hắn nói xong, liền lắc mình một cái, xuất hiện ở một nơi khác trong giới thần bi. Hồ Lô Tiểu Kim Cương đang ngồi xếp bằng, vậy mà ở trên không trung tu luyện. Chỉ có điều dưới thần niệm của Lý Vân Tiêu, bốn phía không có chút linh khí nào cả, cho dù tu luyện 10 vạn năm, cũng sẽ không có bất luận kết quả gì. Sau khi hắn xuất hiện, Hồ Lô Tiểu Kim Cương chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt một mảnh tang thương và phức tạp. Lý Vân Tiêu khẽ gọi một tiếng, nói. Linh Mục Địch đại nhân. Linh Mục Địch ánh mắt khẽ động, ngưng mắt nhìn qua hắn, thật lâu mới thở dài một tiếng thật sâu, nói. Chủ nhân giới thần thế hệ này, ngươi tên là gì?
Lý Vân Tiêu nói. Lý Vân Tiêu, người có thể trực tiếp gọi ta Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu, Vân Thiếu. Linh Mục Địch thì thào tự nói vài tiếng, nói. Quả nhiên là thiên mệnh chi nhân, dùng tuổi và thành tích của ngươi, mặc dù đặt ở dưới bầu trời 10 vạn năm trước, cũng là thiên tài khó lường, hoàn toàn xứng đáng có được giới thần bi. Lý Vân Tiêu nói. Xem ra đại nhân cùng chủ nhân giới thần bi đời trước rất có sâu xa, tại hạ rất muốn biết một ít bí mật năm đó. Linh Mục Địch nói. Chuyện năm đó nói rất dài dòng, ngược lại thời đại hiện giờ, ta từ trong hư vô trở về, giới thần bi lần nữa xuất thế, hẳn là thiên mệnh vận chuyển, lại có đại kiếp nạn buông xuống sao? Lý Vân Tiêu cau mày nói. Đại kiếp nạn gì đó ta không biết, nhưng ma chủ phong ấn quả thật bị phá nhiều chỗ, đây có tính là đại kiếp nạn không? Linh Mục Địch toàn thân chấn động, lộ ra thần sắc, lẩm bẩm nói. Khó trách, khó trách, dốc hết lực lượng cường giả một giới, vẫn không thể phong bế hắn vĩnh cửu sao. Trong giọng nói của hắn mang theo không cam lòng rất mạnh, thậm chí có chút ít phẫn nộ. Chỗ nghi tâm đột nhiên lóe lên hào quang, bóng dáng hồng thạch hiện ra, sắc mặt Linh Mục Địch lập tức trầm xuống, bắt đầu lập lòe hung quang, trở nên dữ tợn. Lý Vân Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết. Khẽ múa trên không trung, trực tiếp điểm tới. Một đạo quyết ấn điểm ra, vừa vặn điểm trúng hồng thạch, thật giống như hấp trong tay vậy, chậm rãi từ bên trong rút ra. A, dừng tay. Linh Mục Địch trong hai tròng mắt một mảnh chấn kinh, rít gào nói. Súc sinh dừng tay, người tên tiểu súc sinh này ta muốn giết ngươi. Tùy ý hắn nổi giận như thế nào, ở trong giới thần bi vẫn hoàn toàn bị Lý Vân Tiêu ngăn chặn, không cách nào nhúc nhích chút nào. Nhưng trên gương mặt lộ ra thần sắc thống khổ cực độ, không ngừng kêu rên lên. Thần sắc Lý Vân Tiêu vô cùng bình tĩnh, đối với tất cả chửi rủa và uy hiếp đều mắt điếc tai ngơ, tựa như hoàn toàn không nghe thấy vậy. Sau thời gian uống cạn chung trà, toàn bộ hồng thạch trực tiếp bị rút ra khỏi mi tâm hồ lô tiểu kim cương, không ngừng xoay tròn trên lòng bàn tay Lý Vân Tiêu, tản mát ra dị lực cổ quái. Mà gương mặt Linh Mục Địch thoáng cái trở nên ngây dại ra, kinh ngạc mở lớn đồng tử. Sau đó rơi xuống mặt đất bên dưới. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa bất định, nhìn chằm chằm vào hồng thạch kia, chỉ cảm thấy có một loại cảm xúc không hiểu lan tràn trong lòng, khiến hắn có chút bực bội bất an. Đột nhiên toàn thân giật mình một cái, liền giật mình tỉnh lại, hắn lại càng hoảng sợ, đánh ra mấy đạo linh quyết, hóa thành từng đạo phong ấn bay ra, trực tiếp tầng tầng phong ấn lấy hồng thạch. Thời gian dần qua, hào quang trên hồng thạch đều nội liếm. Mặt ngoài trở nên ảm đạm không ánh sáng, giống như một khối đá bình thường vậy. Lý Vân Tiêu lúc này mới thở dài một hơi, thoáng cái bay thấp xuống mặt đất, bắt đầu xem thương thế của Linh Mục Địch. Thần trí của hắn đảo qua trong cơ thể hồ lô tiểu kim cương, không khỏi đột nhiên cả kinh, hồn lực Linh Mục Địch không hề suy yếu giống Bắc Quyến Cổ Nam, ngược lại thập phần cường đại, như liệt hỏa hừng hực, thần trí của hắn vừa vào trong đó, ngược lại bị cắn nuốt mất. Chẳng lẽ hồng thạch kia còn có thể tầm bổ hồn phách sao? Lý Vân Tiêu giật mình vạn phần, dù sao linh hồn là thứ thập phần yếu ớt, phàm là vật có thể dưỡng hồn luyện hồn, đều là thiên địa kỳ chân, giá trị liên thành, dù vậy nhưng hiệu quả cũng cực kỳ nhỏ bé. Như dưỡng hồn mộc do Côn Ngô thần thụ luyện chế thành chính là tinh phẩm trong đó, nhưng hiệu quả cũng cực kỳ có hạn. Linh Mục Địch trải qua 10 vạn năm tuế nguyệt, hồn lực lại không giảm, hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lý Vân Tiêu nhìn hồng thạch bị phong bế, lộ ra vẻ kiêng kỵ, xem ra sự cường đại của ma chủ đế còn trên cả dự tính của hắn. Linh Mục Địch giờ phút này chỉ hôn mê, sinh tử nên không lo, chỉ là chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại, chuyện thất sắc đâu xuất thiên chỉ có thể để sau hỏi lại thôi. Hắn than nhỏ một tiếng, cả người thoáng cái ra khỏi giới thần bi. Chiến đấu bên ngoài đã tiến vào khâu cuối cùng, song chùy của lão giả thiên thương bị đánh bay ra ngoài. Cả người bị ác linh một búa chém thành hai khúc. Ha, ha ha, thoải mái a, đáng tiếc còn chưa thoải mái đủ, lão nhân này quá không lịch sự rồi. Ác linh cười như điên, một thân đầy vết thương, hơn nữa mặt không có chút máu, mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn còn mạnh miệng. Lý Vân Tiêu nói, nơi này không nên ở lâu, sợ rằng Bắc Minh thế gia sắp đuổi giết ta khắp thiên hạ rồi. Hắn thoáng cái thu cả ba vào trong giới thần bi. Rất nhanh liền biến mất tại chỗ. Không biết qua bao lâu, trên bầu trời có chút đẩy ra gợn sóng, một chiếc chiến thuyền hồng nhạt hoa mỹ lao ra. Chiến thuyền cũng không lớn, ước chừng dài hơn 20 trượng,
mũi thuyền là một hình tượng thiên nga màu đỏ đang yêu, đang đẩy ra từng luồng năng lượng chậm rãi tiến về phía trước. Đại trưởng quỹ, Lý Vân Tiêu kia không ngờ mạng lớn như vậy, không chỉ đoạt được bảo bối của Lưỡng Giới Sơn, còn giết chết cả thiên thương địa phục của Bắc Minh Huyền Cung. Bên mạn chiến thuyền đứng hai hàng tỷ nữ, mỗi người thân ôm trường kiếm, tư thế hiên ngang. Mũi tàu bày biện một trương thạch án, trên đó bày đầy chân quả rượu ngon, linh khí quanh quẩn, mờ mịt bức người. Nhưng Hàn Quân Đình trên vương tọa lại không có bất kỳ tâm tư nào, gương mặt âm trầm như nước. Nhìn qua Lưỡng Giới Sơn triệt để tan vỡ, còn có vô số tàn tích chiến đấu bên dưới, thân thể của nàng khẽ run lên. Sắc mặt Quỳ Hoa bà cũng tái nhợt, trầm giọng nói. Kẻ này quá mức nguy hiểm, kiện chí bảo hắn mang theo bên người, bên trong có trời mới biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, sợ rằng mấy phái xếp cuối trong Bắc Vực Thập Phái cũng có thể tùy ý tàn phá rồi. Hàn Quân Đình sắc mặt âm trầm bất định, Thủy Chung không nói một lời. Quỳ Hoa bà hấp tấp nói. Đại trưởng quỹ, kẻ này thật sự quá nguy hiểm, không thể cứ tùy ý để hắn phát triển tiếp, nếu không trên đời không còn ai có thể áp chế hắn nữa đâu. Hàn Quân Đình tựa hồ có chút mệt mỏi, nói. Vậy theo bà thấy, ta nên làm sao cho phải đây? Quỳ Hoa bà sửng sốt, cũng nhíu mày lại, tựa hồ không có chủ ý. Hàn Quân Đình liếc nàng, lạnh nhạt nói. Ta cũng biết không thể bỏ mặc hắn phát triển, nhưng ai có thể thay ta trấn áp hắn đây? Bắc Minh Huyền Cung không được, ta chỉ có thể gửi kỳ vọng vào Thành Hồng Nguyệt thôi. Thành Hồng Nguyệt, Quỳ Hoa bà cả kinh nói. Đại trưởng quỹ không phải đã đáp ứng giúp hắn ngăn chặn Hồng Hoàng Lam Tam Lão sao? Hàn Quân Đình cười nhạt nói. Thành Hồng Nguyệt hôm nay đã không phải là hôm qua rồi, mặc dù không có Tam Lão, nó vẫn là Thành Hồng Nguyệt. Quỳ Hoa bà sửng sốt một chút, có chút khó hiểu, nhưng thấy bộ dạng Hàn Quân Đình trầm tư, lại không tiện hỏi thăm. Chỉ là, sắc mặt Hàn Quân Đình trở nên ngưng trọng, giống như tự nhủ. Chỉ là Thành Hồng Nguyệt, có thể lưu lại hắn sao? Trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, thậm chí mang theo một tia bất đắc dĩ, còn có mấy phần mong đợi. Hồng Nhạt chiến thuyền lần nữa tiến lên, bầu trời đẩy ra từng đạo gợn sóng, thân thuyền dần trở nên trong suốt, dần dần biến mất trên trời cao. Lý Vân Tiêu sau khi rời khỏi Lưỡng Giới Sơn liền trực tiếp đi tới chỗ truyền tống thành Kim Trương. Cái gì, thông đạo Thành Hồng Nguyệt bị cấm đoán rồi sao? Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, trở nên khó coi. Người thủ hộ truyền tống trận cảm nhận được trên người hắn truyền đến trận nguyên lực bành trướng, lập tức thoáng cái hãi hùng khiếp vía, vội vàng nói. Đại nhân, việc này chắc chắn 100%, một tháng trước kia, Thành Hồng Nguyệt liền chỉ để lại 17 chỗ thông đạo có thể vào, còn lại toàn bộ phong cấm hết. 17 chỗ, là chỗ nào? Sắc mặt Lý Vân Tiêu lúc này mới hơi chuyển biến tốt đẹp, 17 chỗ nghe ra thì rất nhiều, nhưng đối với thiên võ giới lớn như vậy mà nói, thực sự là ít đến đáng thương. Người kia vội nói, ở Bắc Vực cũng chỉ có Thánh Vực và Tứ Đại Phái, mấy vực khác cũng chỉ mở thông đạo thông với siêu cấp tông môn. Nếu đại nhân muốn đi Thành Hồng Nguyệt, thì có thể truyền tống đến Thành Phong Linh, Thành Vĩnh Quang, Thành Ngạn Nam, Thành Mẫn Dương ở Đông Vực. Bốn thành này đều có thông đạo có thể vào Thành Hồng Nguyệt. Bốn thành này đúng là ở tứ đại phương vị quay chung quanh Thành Hồng Nguyệt, với tư cách là bình chướng tiến vào Thành Hồng Nguyệt, để tránh dòng người quá lớn, tất cả người vào thành đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt nhất. Là Thành Phong Linh đi. Lúc trước luật ra Thành Phong Linh còn có chút mâu thuẫn với hắn, chỉ là vật đổi sao rời, hắn hiện giờ đã sớm bỏ xa luật ra mấy con phố, cũng không có bất kỳ băn khoăn nào nữa. Lý Vân Tiêu sau khi giao nguyên thạch liền biến mất trong truyền tống chi quang. Người thủ hộ kia sau khi nhìn Lý Vân Tiêu rời đi, rốt cục trùng trùng điệp điệp thở nhẹ ra. Một gã hộ vệ bộ dáng trẻ tuổi tiến lên thấp giọng nói. Nhị thống lĩnh, ta thấy người vừa rồi tựa hồ giống với người bị truy nã. Ba, thủ vệ kia sắc mặt đại biến, đánh ra một tát, trực tiếp tát sưng miệng tên hộ vệ trẻ tuổi kia, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm nghị quát. Chăm chú một chút cho lão tử, dám không tập trung hả? Người bốn phía kinh ngạc một chút, lập tức cười ha hả, khắp nơi đều là thanh âm mỉa mai. Tên hộ vệ kia hai môi sưng lên như lạp xưởng, dùng tay bụng lấy mặt, một mảnh mờ mịt và khó hiểu, nhìn thủ hộ đến tới chỗ hắn, vội vàng cúi đầu. Hừ, lại để cho ta phát hiện ngươi không tập trung thì nhất định không tha đâu. Nhị thống lĩnh phất ống tay áo, trực tiếp rời đi.
Hộ vệ vẻ mặt ủy khuất vì ép oán độc, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng nói nhỏ, đúng là truyền âm nhập mật của nhị thống lĩnh, nói. Tiểu tử ngươi thông minh chút đi, nếu nhận ra thân phận người vừa rồi, người bây giờ đã hóa thành cho bụi rồi. Chính ngươi ngu xuẩn chết không sao, chớ liên lụy đến mọi người cùng chết với ngươi. Toàn thân hộ vệ run lên, toàn thân lạnh run, hắn lần nữa ngẩng đầu, chỉ thấy khóe miệng những hộ vệ khác đều lộ vẻ mỉa mai, lạnh lùng nhìn hắn. Thì ra tất cả mọi người đều biết chuyện. Tâm tình ủy khuất và oán độc của hắn lập tức biến thành vô cùng cảm kích, ngượng ngùng cười ngây ngô vài cái, lại tiếp tục giữ gìn trật tự. Lam Tuyết Thánh Thành, trong một mảnh thiên quang thanh ảnh, giữa phân thủy, một mảnh kiến trúc to lớn ẩn hiện trong đó. Trong một tòa cung điện to lớn, một đạo thân ảnh rộng lớn sừng sững trong đó, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đạo đạo ánh sáng màu xanh đánh vào một mặt thủy kính trước người. Trong kính ngưng ra vạn đạo kim quang, dần dần hội tụ thành một ký hiệu cổ quái, tách ra đủ mọi màu sắc. Thân ảnh vạch đầu ngón tay một cái, cắt đứt cánh tay mình, mấy đạo huyết dịch bắn xuyên qua, trực tiếp dính lên trên ký hiệu màu vàng kia. Lập tức huyết dịch thoáng cái sôi trào lên, thời gian dần qua ăn mòn đủ loại màu sắc, hóa khai thành một mặt huyết sắc thủy kính, bên trong chấn động, lộ ra một khuôn mặt già nua. Khuôn mặt kia lộ ra có chút mỏi mệt, chậm rãi mở hai mắt ra, tựa hồ hữu khí vô lực nói. Phi Thanh, gọi ta có chuyện gì? Thân ảnh to lớn kia đúng là một trong năm vị chấp chính giả của thánh vực. Phi Thanh dương mắt, nói. Phụ thân đại nhân, Viên Cao Hàn tựa hồ đã phát giác ra chuyện của chúng ta, ta chuẩn bị diệt hắn, lại sợ tình thế mở rộng, cho nên muốn trưng cầu ý kiến phụ thân. Ân, Viên Cao Hàn. Gương mặt trong kính, đúng là phụ thân Vi Thanh, Vi Vô Nhai, gương mặt tràn đầy nếp nhăn kia càng thoáng cái nhíu lại. Mơ hồ có chút giận dữ, nói. Người này là ái đồ của Thiên Chiếu Tử, người sao lại sơ ý như thế, bị hắn phát giác rất khó giải quyết. Phi Thanh sắc mặt lạnh nhạt, cũng không biểu lộ, nói. Cho nên ta liên tục do dự, vẫn cảm thấy muốn diệt trừ hắn. Hắn đã đưa ra yêu cầu, muốn đi vào thần đô gặp Thiên Chiếu Tử, lại bị ta áp xuống. Nếu ta diệt đi người này, bên phía Thiên Chiếu Tử phụ thân đại nhân có thể áp chế không? Vi Vô Nhai nhướng mày, nói. Thiên Chiếu Tử cho tới bây giờ vẫn luôn có bộ dáng nhàn vân dã hạc, lánh đời tiềm tu, nhưng nếu ai thật cho rằng như vậy, thì thảm rồi. Ta đã có hơn 10 năm không gặp qua hai lão bất tử bọn họ rồi. Bất quá, Vi Phụ đã thấy được con đường, cách thành công không xa nữa. Thật sao? Vi Thanh toàn thân run lên, động dung hiếm thấy, trong hai tròng mắt nổ bắn ra tinh mang, bộ dạng khó mà tin được. Vi Vô Nhai cười thầm. Sao hả, đối với phụ thân ngươi còn có hoài nghi sao? Vi Thanh vội hỏi. Không dám, chỉ là khiến người quá mức chấn kinh rồi. Thần sắc trong mắt hắn biến đổi mấy lần, nói. Nếu thật sự như thế, vậy có chút ít dấu vết có phải nên xóa đi không? Vi Vô Nhai trầm ngâm một chút, nói. Trước cứ giữ đi, thiên địa độc thân kia sao rồi? Vi Thanh nói. Đang tu luyện ở Toái Vân Thiên Xuyên, thông qua dị độc trong Thiên Xuyên không ngừng kích thích thần thể. Gần đây lúc có xương đỏ tràn ngập, như là ánh bình minh ngang trời, khi thì lại biến mất không thấy đâu nữa. Vi Vô Nhai trong mắt sáng ngời, đột nhiên cười to nói. Ha ha, trời cũng giúp ta, dị tượng theo ngươi nói, hẳn là một trong đại diệt tuyệt ngũ độc, hồng độc bát mị chu tiên. Chậc chậc, hai người này vốn là lưu làm át chủ bài, để phòng ngừa vạn nhất. Dùng để kiềm chế Mộng lão nhi, không thể tưởng được còn có thể mang đến cho ta kinh hỉ ngoài ý muốn như thế, bát mị chu tiên thập phần trọng yếu, ngàn vạn không thể xảy ra sai lầm được. Phi Thanh nói, phụ thân đại nhân xin yên tâm, đợi hắn cô đọng ra bát mị chu tiên, ta liền dẫn hắn đến thần đô. Vi Vô Nhai nói, động tác chậm chút, mang đến thần đô ta sợ bị Mộng lão nhi phát giác, chờ bên phía ta thành công sẽ thông báo cho ngươi. Về phần Viên Cao Hàn kia, mặc dù muốn giết cũng đừng tự mình động thủ, làm ra một ít động tĩnh, quấy cho nước đục lên, tranh thủ cho chúng ta một ít thời gian. Vi Thanh ứng tiếng nói. Viên Cao Hàn dường như đã cảm ứng được chỗ hồn thể thứ hai của hắn, đợi đến lúc hắn thu hồi hồn thể chính là thời cơ tốt nhất, ta sẽ an bài tốt tất cả, vừa vặn lợi dụng một ít phế vật vô dụng. Vi Vô Nhai nói. Tóm lại ngươi khống chế tất cả là được, ta cũng phải nắm bắt thời gian. Vi Thanh nói. Còn có một chuyện, gần đây thiên võ giới có một người trẻ tuổi lăn lộn phong sinh thủy khởi, xuất thân ở Thiên Thủy Quốc Nam Vực,
là sư phó Mộng Bạch, một thân tràn ngập bí mật, tựa hồ rất có liên quan đến Cổ Phi Dương. Ân, Cổ Phi Dương. Vi Vô Nhai nhướng mày, nói. Nếu có quan hệ với Cổ Phi Dương thì còn chưa tới phiên chúng ta quan tâm, nhưng nếu như trở thành chướng ngại vật, cũng xóa đi luôn đi. Mở ra một tia thông đạo liên hệ với ngươi, hao phí lực lượng quá lớn, tóm lại ngươi khống chế toàn cục, bất cứ chuyện gì nên làm thì làm, không còn chuyện gì quan trọng cũng đừng quấy rầy ta nữa. Tiếng nói ngừng lại, huyết sắc thủy kính kia ông run rẩy vài cái, sau đó phanh một tiếng nổ bung, hóa thành vô số thủy quang, thoáng cái liền bốc hơi sạch. Thần sắc trên mặt Phi Thanh âm trầm bất định, cuối cùng trong mắt chớp động lên lệ mang, thoáng cái liền biến mất trong đại điện. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện trên không một tòa thiên điện, một tay kháp ra vài đạo quyết ấn, hạ thấp xuống dưới. Một đạo cấm chế dần hiện ra, dưới trường ấn của hắn phanh một tiếng nghiền nát. Trong điện truyền đến một tiếng hừ lạnh. Phi Thanh đại nhân, thân ảnh Phi Thanh lóe lên, liền xuất hiện trong điện. Trong thiên điện to như vậy chỉ có một cái giường bạch ngọc, một gã nam tử đang nằm nghiêng, thoải mái bưng lấy một cái bạch ngọc giản, tinh tế phẩm đọc. Trước giường một phương tiểu đỉnh cao cỡ nửa người, phân bố cửu long trong đó, miệng phun khói xanh, lượn lờ mà lên, linh khí thấm người. Phi Thanh lạnh nhạt nói. Bạch Lăng Nguyệt, tu vi của ngươi càng ngày càng cao rồi, có thể nhìn thấu là ta. Bạch Lăng Nguyệt cười nhạo nói. Trừ Phi Thanh đại nhân ngươi ra, ai dám mạnh mẽ xông tới đại điện của ta chứ? Phi Thanh khẽ hừ một tiếng, nói. Chuyện ta bảo ngươi cha thế nào rồi? Bạch Lăng Nguyệt thoáng cái đứng lên, thu hồi ngọc giản trong tay, sắc mặt ngưng trọng nói. Trên cơ bản có chút đầu mối rồi, thân thể người nọ là Mộ Dung Trúc năm đó huyên náo xôn xao, mà tinh thần khống chế thân thể, chính là Nguyệt Đồng. Phi Thanh nhíu mày lại, nói. Nguyệt Đồng. Hắn đột nhiên trong nội tâm khẽ động, nói. Có quan hệ với Cổ Phi Dương không? Bạch Lăng Nguyệt lắc đầu nói. Đây là con Nguyệt Đồng khác, chủ đạo thân hình Mộ Dung Trúc. Cũng chính vì thân hình này, chữ Khả Nguyệt mới đi theo phía sau. Về phần ánh mắt cực lớn kia, ta cũng lật ra không ít tư liệu, hẳn là tổ tiên đời thứ nhất của Nguyệt Đồng nhất tộc Quy Khư. Phi Thanh thần sắc biến đổi, nói. Quy Khư, vậy chẳng phải là tồn tại thần cảnh chân linh sao? Bạch Lăng Nguyệt cười khổ nói. Thực lực Quy Khư này còn là bí ẩn, ta tổng cộng phái đi 3 đợt cường giả, đều bị Nguyệt Đồng kia diệt đi. Đồng chi nhất tộc, thật sự rất khó theo dõi. Ta đang đưa ra phương án với đại nhân đây. Phi Thanh nói. Phương án của ngươi là. Bạch Lăng Nguyệt tay nâng ngọc giản, dạo bước đi trong đại điện, chậm rãi nói. Ta thấy bọn hắn tựa hồ đang tìm thứ nào đó, nhưng Nguyệt Đồng và Quy Khư dù sao cũng là dị loại, dù đãng ở thiên võ giới đối với nhân tộc sẽ thập phần nguy hiểm, có lẽ nên tề tụ cường giả, tiêu diệt bọn chúng, ít nhất cũng bắt tới thánh vực, đặt dưới sự khống chế của chúng ta mới được. Phi Thanh nói, dùng thực lực của Nguyệt Đồng và Quy Khư, lại thêm vào chữ Khả Nguyệt, ai có thể ra mặt vây quét đây? Bạch Lăng Nguyệt nói, bằng vào lực lượng Nam Phong Tuyền thì không thể nào, ít nhất cũng phải cần hơn 2 vị đại nhân tự thân xuất mã, mới có nắm chắc toàn thắng mà về. Việc này còn có thể thông chi Mộ Dung Thế Gia và Thành Hồng Nguyệt, mượn lực hai nhà bọn họ, nắm chắc càng lớn hơn, cũng vừa hay thử xem thái độ Thành Hồng Nguyệt thế nào. Thái độ Thành Hồng Nguyệt. Ánh mắt Phi Thanh ngưng lại, thản nhiên nói. Những lời này giải thích thế nào? Bạch Lăng Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói. Đây chẳng phải là chuyện mà Phi Thanh đại nhân muốn biết sao? Đường Khánh hiện giờ nhiều lần giao hảo với chư phái, mấy vị đại nhân và chư vị ty trưởng đều bị hắn lôi kéo, tựa hồ có dấu hiệu muốn thoát khỏi khống chế của đại nhân. Phi Thanh hừ nhẹ một tiếng, cũng lơ đễnh, nói. Mỗi nhân vật kiêu hùng, ai sẽ cam tâm bị người chống chế chứ? Đổi là ngươi, ngươi sẽ sao? Hai mắt hắn bỗng nhiên phát lạnh, nhìn chằm chằm vào Bạch Lăng Nguyệt, tựa hồ muốn xuyên thấu nội tâm của hắn. Khống chế, ha ha, Phi Thanh đại nhân nói đùa rồi. Bạch Lăng Nguyệt cười một tiếng, nói. Lăng Nguyệt và đại nhân chỉ là cùng chung lợi ích thôi, dùng trí tuệ của đại nhân, sẽ không ngu xuẩn đến mức tự cho mình khống chế hết tất cả đấy chứ. Nếu ngày nào đó lợi ích thụt lùi rồi, không nói đại nhân muốn đối phó ta. Kiếm Bạch Lăng Nguyệt cũng sẽ chỉ về đại nhân trước thôi. Hừ, ngươi ngược lại rất thành thật. Phi Thanh lạnh lùng nói. Nếu bên trong thánh vực ai làm cho ta kiêng kỵ nhất, thì Bạch Lăng Nguyệt ngươi cũng xem như hàng đầu rồi. Bạch Lăng Nguyệt cười nói.
Đại nhân khen chật rồi, ta chẳng qua chỉ là khống chế thi tình báo, biết được nhiều hơn người khác một chút thôi. Huống hồ chuyện hợp tác này, nên nói rõ lợi ích với nhau, miễn cho nghi kỵ lẫn nhau, không có lợi cho người nào cả. Phi Thanh cảm thấy chuyện dường như đã mất đi hứng thú, nói. Như thế rất tốt, hợp tác với người thông minh, cũng bớt lo đi rất nhiều. Đường Khánh có thực lực, có đảm lược, có thủ đoạn, tăng thêm làm việc quả quyết, không dây dưa dài dòng, là một nhân vật. Tuy rằng biểu hiện ra đầu nhập vào nghe lệnh ta, nhưng theo địa vị của hắn càng ngày càng ổn, khống chế của ta đối với hắn cũng dần yếu bớt, hơn nữa hắn cũng có chỗ khiến ta phải kiêng kỵ. Bạch Lăng Nguyệt cười nói. Khống chế là một chuyện rất ngu xuẩn, chỉ cần lợi ích gần như nhất trí, thì sẽ là đồng bàn tốt nhất. Hơn nữa Đường Khánh lúc này sợ rằng cũng sắp có chuyện rồi. À, Phi Thanh dương mày kiếm lên, lộ ra vẻ tò mò. Bạch Lăng Nguyệt nói. Đại nhân có nhớ Lý Vân Tiêu không? Lần trước người bảo ta cố ý chú ý người này, quả nhiên phát hiện rất nhiều chuyện thú vị, hơn nữa một chuyện so một chuyện càng khiến người sợ hãi. Đồng tử Vi Thanh hơi co lại, nói. Là Lý Vân Tiêu được Khương Sở Nhiên tán dương là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân kia sao? Bạch Lăng Nguyệt gật đầu nói. Đúng vậy, từ khi Thành Hồng Nguyệt bắt đầu truy nã hắn khắp thiên hạ, bản tê cũng chính thức nổi lên chút hứng thú với hắn. Đông Vực đánh một trận với hải tộc, người này có xuất hiện vài lần, về sau liền mai danh ẩn tích, tương truyền đã bỏ mạng trong hải chiến. Nhưng hơn tháng trước kia, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở Thành Định Thiên tại Bắc Vực. Thành Định Thiên. Vi Thanh biến sắc, trầm giọng nói. Chính là nơi bị ma chủ tàn sát bừa bãi, rửa sạch phủ thành chủ sao? Trong mắt Bạch Lăng Nguyệt cũng chớp động ánh sáng nhạt, gật đầu nói. Chính là Thành Định Thiên kia. Rất nhiều người đều trông thấy hắn và ma chủ Đàm Tiếu thật vui. Vi Thanh sững sờ nói. À, cái này cũng thật có ý tứ rồi. Người này vốn cực kỳ thần bí, bây giờ lại nhắc lên liên hệ với ma chủ, thật là khiến người càng thêm hiếu kỳ. Bạch Lăng Nguyệt ngưng giọng nói. Từ sau khi Mai Cốt Chi Địa dị biến, ta tra tìm đại lượng tư liệu về ma chủ, biết được người này năm đó là bị phân gia trấn áp, hiện giờ cũng không biết có mấy chỗ đã bị phá phong. Nếu để cho hắn hoàn toàn khôi phục chân thân, sợ rằng nguy hại còn lớn hơn cả Nguyệt Đồng kia nữa. Phi Thanh nói. Chuyện ma chủ và Nguyệt Đồng, người nói lại rõ ràng cho Công Dương Chính Kỳ biết, để hắn quyết định đi. Ta hiện giờ rất hứng thú với Lý Vân Tiêu kia đấy. Bạch Lăng Nguyệt nói. Ân, việc này Chính Kỳ đại nhân nhất định sẽ triệu tập mọi người cùng nhau hiệp thương. Sau khi Lý Vân Tiêu xuất hiện ở Thành Định Thiên, chuyện kế tiếp ngươi sẽ càng cảm thấy hứng thú đấy. À, Phi Thanh cười nhạt một tiếng, nói. Ta đây rửa tai lắng nghe. Bạch Lăng Nguyệt bước thong thả vài bước, nói. Lúc ấy Trấn Hải Mộc cách Thành Định Thiên không xa sinh ra Ất Mộc Hóa Linh, hấp dẫn vô số cường giả cướp đoạt, mà ngay cả Lôi Hổ Hỏa Báo thành danh đã lâu ở Đông Hải, Trần Phong Viễn của Đao Kiếm Tông, hai vị thiếu chủ Long Gia Kỳ Quỷ Phi Nghê, tất cả đều tiến đến. Kết quả cuối cùng Lôi Hổ Hỏa Báo bỏ mạng, Trần Phong Viễn đạo tiêu công phế. Ất Mộc Hóa Linh kia cuối cùng nhất bị Lý Vân Tiêu đoạt được. Sắc mặt Phi Thanh đột biến, quát. Ất Mộc Hóa Linh, tin tức này là thật sao? Bạch Lăng Nguyệt nói. Vạn phần xác định, chẳng lẽ Vi Thanh đại nhân cũng cảm thấy hứng thú với Ất Mộc Hóa Linh kia sao? Thần sắc trên mặt Phi Thanh biến hóa, liền khôi phục bình thường, nói. Kỳ vật như thế, cảm thấy hứng thú cũng bình thường thôi. Chỉ là Lôi Hổ Hỏa Báo thân vẫn. Ngược lại thật sự là ngoài dự đoán mọi người, sợ rằng là Trần Phong Viễn liều mạng giết a. Cũng không biết Đông Hải sẽ có phản ứng gì. Bạch Lăng Nguyệt cười nói. Đông Hải sợ rằng nhất thời bán hội sẽ không có động tác, ta nghe được một lời đồn càng thêm không đáng tin cậy, nghe nói hang ổ của vương tộc Đông Hải bị người đào sạch linh mạch, bảo khố hoàng cung đều bị đoạt sạch. Phi Thanh lộ ra kinh hãi, nói. Không có lửa sao có khoái, Lăng Nguyệt đại nhân đã lấy ra nói. Tất nhiên là có độ tin cậy nhất định rồi. Cũng không biết là người phương nào lớn mật như thế, lại đi tìm đường chết như vậy. Bạch Lăng Nguyệt lạnh nhạt nói. Nghe nói, ta cũng chỉ là nghe nói, tựa hồ chính là vị Lý Vân Tiêu kia làm đấy. Trong đại điện thoáng cái yên lặng xuống, không có bất kỳ thanh âm nào nữa. Trong mắt Phi Thanh tuôn ra lệ mang, trầm giọng nói. Bạch Lăng Nguyệt, tính cách của ngươi ta rất rõ ràng. Chuyện không nắm chắc chưa bao giờ nói lung tung cả. Ha ha, ta chỉ nói là nghe nói mà thôi.
ta cũng không thể phái người đi vương tộc Đông Hải tìm hiểu được a. Bạch Lăng Nguyệt cười khẽ vài tiếng, mới nói. Nhưng hai việc trước, xác nhận không thể nghi ngờ. Đoạn thời gian trước đấu giá hội huyên náo xôn xao ở thành Tân Duyên, vật áp trục cuối cùng nhất thần kiếm tinh diệt lại bị người phát hiện rơi vào trong tay Lý Vân Tiêu. Vi Thanh hừ lạnh nói. Một thanh kiếm mẻ mà thôi. Hắn tựa hồ cực kỳ khinh thường. Bạch Lăng Nguyệt gật đầu nói. Quả thật không có gì phải để ý cả. Nhưng kế tiếp, lưỡng giới sơn trong phạm vi quản hạt của Bắc Minh Huyền Cung lại xảy ra dị biến. Một tòa tinh cung 10 vạn năm trước từ trong hư vô hàng lâm, càng có tàn hồn cường giả 10 vạn năm trước xuất hiện. 10 vạn năm, về sau thì sao? Vi Thanh lộ ra thần sắc, trong mắt bắn ra chút hàn tinh. Bạch Lăng Nguyệt nói. Theo tình báo nói, thương tiểu thư của Đoan Mộc gia cũng xuất hiện ở đó, còn có Bắc Minh Nguyên Hải của Bắc Minh Huyền Cung, Đỗ Vũ Thành, Tất Hạo Đáng, Thái Thúc. Ngừng ngừng ngừng, những lâu la cặn bã này không cần nói do đâu, nói thẳng trọng điểm. Sắc mặt Phi Thanh có chút không nhịn được. Bạch Lăng Nguyệt kinh ngạc cười cười, nói. Trọng điểm chính là tuyệt đại đa số người đều bỏ mạng trong lưỡng giới sơn, cuối cùng một cỗ khôi lỗi ngưu hình chân linh phụ thể bị một nam tử thần bí lấy được. Mặt khác một cỗ khôi lỗi hình người bị tàn hồn 10 vạn năm phụ thể bị Lý Vân Tiêu lấy được, nghe nói còn có hồng thạch trong đó. Hồng thạch! Vi Thanh rốt cục động dung rồi, vội vàng quát. Vậy Lý Vân Tiêu kia hiện đang ở nơi nào? Bạch Lăng Nguyệt lại cười nói. Sao hả, Vi Thanh đại nhân muốn mời hắn uống trà sao? Vi Thanh lạnh lùng nói. Vận khí một người dù tốt thế nào, cũng sẽ có hạn độ. Lý Vân Tiêu này xem ra không chỉ vận khí tốt. Hơn nữa thực lực cũng mạnh, đáng sợ hơn chính là người này có lẽ có thiên mệnh nơi thân, sẽ trở thành nhân vật khó lường trong thời đại này a. Ân, thiên mệnh hư vô mờ mịt, nhưng lại không thể không tin được. Bạch Lăng Nguyệt nói, Lý Vân Tiêu kia hiện ở nơi nào ta cũng không rõ lắm, nhưng ta biết rõ hắn nhất định sẽ đi thành Hồng Nguyệt. Lúc trước là hắn cứu mẹ con Khương Nhược Băng ra, hiện giờ cũng sẽ không ngồi xem mẹ con các nàng gặp nạn, hơn nữa theo tình báo của ta phân tích. Người này còn là nhân vật mấu chốt biết rõ sinh tử Khương Sở Nhiên nữa. Thành Hồng Nguyệt. Trong mắt Phi Thanh không ngừng chớp động tinh mang. Bạch Lăng Nguyệt nói. Đại nhân chẳng lẽ muốn tự mình đi thành Hồng Nguyệt một chuyến sao? Ta vừa nhận được tin tức, Trần Thiến Vũ tựa hồ đã đi thành Hồng Nguyệt. Trần Thiến Vũ. Đồng tử Vi Thanh đột nhiên co lại, nói. Chẳng lẽ chuyện hồn thể thứ hai của Viên Cao Hàn đã có tin tức rồi sao? Bạch Lăng Nguyệt nói. Viên Cao Hàn trước kia nhiều lần lộ diện, tựa hồ có ý giao hảo các đại phái, nhưng gần đây lại ẩn mà không ra, không rõ hắn đang có ý gì. Nhưng càng thần thần bí bí lại càng nói rõ có việc. Ta đánh giá có lẽ hắn đã tìm được hồn thể thứ hai rồi, nhưng Thủy Trung cha không ra đầu mối, chuyện thật quái dị, chẳng lẽ hồn thể thứ hai của hắn nấp trong thành Hồng Nguyệt sao? Vi Thanh híp hai mắt, lẩm bẩm. Thành Hồng Nguyệt, hắc hắc, thật sự là có ý tứ rồi. Hắn suy ngẫm một hồi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Bạch Lăng Nguyệt cả kinh nói. Vi Thanh đại nhân, ngài sẽ không thật sự muốn đến thành Hồng Nguyệt đấy chứ? Vi Thanh hừ nhẹ một tiếng, trường bào huy động, liền đi ra ngoài đại điện. Bạch Lăng Nguyệt nhìn chăm chú vào bóng lưng biến mất, thì thào lẩm bẩm. Thành Hồng Nguyệt, sẽ lại bị Lý Vân Tiêu này quấy cho long trời lỡ đất sao? Từ tình báo tổng hợp mấy năm qua mà xem. Phàm là chỗ hắn đi đều không được an bình, đại sự xảy ra những năm gần đây, chung quy đều có liên quan đến hắn, chẳng lẽ trong tối tăm thật sự có thiên mệnh sao? Nếu ngươi đã không yên lòng như thế, không bằng để cho ta đi gặp Lý Vân Tiêu này thử xem. Ở trên đại điện, đột nhiên truyền đến một thanh âm mờ ảo, như ẩn như không, không biết từ đâu mà đến. Bạch Lăng Nguyệt cười nói. Không cần, nếu Vi Thanh đã theo dõi hắn, thiên mệnh của kẻ này cũng đi đến cuối rồi. Vệ Cương, so sánh với Lý Vân Tiêu kia, ta cần ngươi đi thăm dò một chuyện khác. Con người hắn ngưng tụ, nói. Mấy tên yêu nhân tử thần cung, trong đó có một yêu gọi là Thương, trong tay hắn có một kiện huyền khí phi thường có ý tứ gọi là Hồn Thiên Nghi, ta cho ngươi đi giúp ta nghiên cứu một chút. Hồn Thiên Nghi, tốt, Thương hiện ở nơi nào? Thanh âm kia đáp ứng. Bạch Lăng Nguyệt đột nhiên khóe miệng dương lên, nhẹ khẽ cười nói. Thanh Hồng Nguyệt. Quả nhiên trở nên rất có ý tứ rồi. Một chỗ trong thiên võ giới, dưới một mảnh bầu trời tối tăm lu mờ, bốn phía đều tiêu điều suy bại, không thấy nhật nguyệt. Đại địa một mảnh hoang vu,
vạn vật chết héo, tựa hồ đã lâu không có bóng người, tử khí nặng nề. Ầm ầm, đột nhiên trên một đỉnh núi bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đỉnh núi trực tiếp văng tung tóe mất, hóa thành vô số đá vụn. Một đạo quang mang thanh sắc từ trong đó bắn ra, toàn bộ sơn thể bị phân thành hai, vỡ thành hai mảnh. Chùm tia sáng kia bắn lên bầu trời, hóa thành từng vòng vầng sáng nhộn nhạo khắp bốn phương tám hướng, trong ánh sáng màu xanh lộ ra sinh cơ vô cùng cường đại, cùng tĩnh mịch trong thiên địa hình thành đối lập mãnh liệt. Sau một lúc chùm tia sáng biến mất, tất cả thanh mang đột nhiên lóe lên, liền hóa thành từng chút huỳnh quang tiêu tán trên trời cao. Sinh cơ bất quá chỉ hiện ra trong chốc lát, lần nữa biến thành một mảnh tiêu điều. Một đạo bóng dáng thanh sắc hiển lộ ra, bốc lên không thôi trên không trung, đúng là một đầu trường long, đang nặng nề bay giữa thiên địa. Trường long bốc lên mấy cái, từ phía trên không bay thấp xuống, trực tiếp hóa ra thân người, đứng trên đỉnh núi cao nhất, mặt như xương lạnh, nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Hơi nhớ lại một chút, nhưng vẫn còn chưa đủ. Long vực đến cùng bể bao nhiêu khối? Xem ra còn phải tiến đến Đông Hải Vũ Địa một chuyến mới được. Người này mặt sắc mặt ngưng trọng nói, khuôn mặt thanh tú kia dần dần hiển lộ ra dưới mông mông bụi bụi chi khí, đúng là Sa Vưu đã rời đi từ lâu. Trong Vũ Địa, không gian Thủy Long ngủ say tựa hồ có chút tương tự Long vực. Chỉ là đầu Long kia và tọa độ Vũ Địa có chút phiền phức. Sa Vưu trầm ngâm một hồi, trong đầu hiện lên thân ảnh Lý Vân Tiêu, không khỏi cau mày nói. Có lẽ cả nhân loại này có thể giúp ta, tiểu tử này thân mang vài món thánh khí, thủ đoạn thông thiên, tất nhiên sẽ là nhân vật trọng yếu của thời đại này, oán thị phi giữa ta và hắn, cứ dây dưa không dứt, dường như đã. Triệt để không thể nói rõ ràng rồi. Ai, trước thu phiến long vực này lại đi tìm Lý Vân Tiêu. Hắn giơ tay lên, một đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt lập lòe mà ra, trong tay một thanh trường kiếm như có như không, tản mát ra cường quang chói mắt. Thoáng cái chiếu sáng trọn cả thiên địa. Thế giới đều run lên, toàn bộ không gian bỗng nhiên sụp xuống, đều bị hút vào trong trường kiếm kia, tất cả cảnh tượng đều trở nên mơ hồ không chịu nổi. Một lúc sau, khắp không gian long vực đều bị thu vào trong tu di vô ngã kiếm, thân ảnh Sa Vưu lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Đông vực, thành Phong Linh. Hối hả, ngựa xe như nước, người đến người đi. Bởi vì biến thành một trong các chủ thành thông đánh thành Hồng Nguyệt nên nhân khẩu lưu động ở đây thoáng cái đột nhiên tăng vọt, nhiều hơn ngày xưa gấp mấy lần, hơn nữa xu thế còn đang không ngừng tăng lên. Trên một đường chính chén chúc, ánh mắt của mọi người đều vụng trộm liếc qua một nữ tử bạch y ở bên đường. Nữ tử tú nhã thoát tục, da thịt thắng tuyết, lộ ra một cổ thanh linh chi khí hiếm thấy, ngũ quan tinh xảo, rung động lòng người, người qua lại đều thả chậm bước chân, ngừng chân thầm phần thưởng. Sau lưng nữ tử là một gã nam tử tướng mạo quái dị, diện mạo thô cuồng, làn da đen xám không nói đến, hai mắt dài nhỏ hung thần, trên trán hở ra một cái viên thịt màu nâu, như có sừng trong đó vậy. Hai tay màu đen lộ ra ngoài ống tay áo, mười ngón tiêm giáp như chảo, trên mờ u bàn tay lại có lân quang chớp động, vừa nhìn đã biết không phải là nhân tộc tộc. Nhưng khí tức lộ ra trên thân hai người đều cực kỳ bất phàm, hiển nhiên là cường giả tu vị cực cao. Nữ tử hai con mắt như nước, lại mang theo lạnh như băng nhàn nhạt, bước chân chợt dừng lại, sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Tên nam tử dung mạo xấu xí sau lưng cũng theo đó dừng chân, sắc mặt ngơ ngác một chút, nói. Tiểu sư muội, làm sao vậy? Người chung quanh đều nghĩ thầm, thì ra bọn họ là sư huynh muội, thật sự là hoa tươi cứt châu, không biết là đệ tử hiếm thấy của môn phái nào nữa. Ánh mắt nữ tử lóe lên, trong mắt lộ ra một cổ sát khí, nói. Những người đi đường này đều quá ghê tởm, người đi móc mắt bọn hắn cho ta đi. Người chung quanh đều hít một hơi lạnh, nguyên một đám lộ ra thần sắc, trong mắt nàng kia sát ý rào rạt, lại không giống như đang nói giỡn. Lần này tất cả mọi người tranh thủ thời gian cúi đầu, toàn thân toát mồ hôi lạnh nhanh chóng bỏ đi, tốc độ mọi người chung quanh nữ tử này thoáng cái đều nhanh hơn, tất cả đều đến đi vội vàng lướt qua bên người hai người. Nam tử xấu xí nhíu mày, nói. Tiểu sư muội, nơi này là chỗ của nhân loại, chúng ta vẫn nên thu liếm chút đi. Sư tôn đã cố ý dặn dò, quyết không thể tự dưng gây chuyện được. Nữ tử trên mặt phủ một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói. Ta đây là tự dưng gây chuyện sao? Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm vào ta không kiêng nể gì cả, đây đã là tử tội mạo phạm, hóa tu, có người mạo phạm ta, ngươi lại thờ ơ sao?
Nam tử xấu xí thoáng cái liền nghẹn lời, nhìn bốn phía một chút, trên cả con đường khoảng chừng mấy ngàn người, mỗi người đi qua đều nhìn không được liếc mắt nhìn xem, tăng thêm những người rời khỏi trước kia, đoán chừng phải giết trên vạn người. Hắn lau đi mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Nhân tộc chính là chủng tộc ngu muội còn chưa khai hóa, phẩm tính cực thấp, tiểu sư muội không cần thiết phải để trong lòng. Hừ, vẫn là ma sa thống lĩnh tốt, chưa bao giờ cải mệnh lệnh của ta cả, đáng tiếc hắn đã chết. Cô gái này đúng là Thủy Tiên, khuôn mặt lạnh như băng thoáng cái trở nên thương tâm, ô nức nở nghẹn ngào, thê thê uyển uyển, làm lòng người tan nát. Hóa tu đầu đầy mồ hôi lạnh, có chút luống cuống tay chân, không biết phải làm sao. Hắn cũng là lần đầu tiên đi vào đại lục thiên võ, hơn nữa thoáng cái đã là đại thành như thành phong linh, tăng thêm gần đây nhân khẩu bạo tăng, cảnh tượng phồn hoa như vậy đã sớm khiến hắn ngây cả người rồi. Lòng tự tin cao cao tại thượng của hải tộc trước đây đang dần dần tan rã, hơn nữa trong đám người, tùy thời đều có thể cảm nhận được không ít khí tức cường đại ẩn hiện trong đó, hắn giống như một tên hai lúa mới vào thành, trong đầu vẫn đang phát mộng. Tiểu sư muội, nếu người ở đây đã đáng giận như vậy, chúng ta không bằng trực tiếp đi thành Hồng Nguyệt đi. Hóa tu kiến nghị, nhân khẩu thành thị này thật sự quá nhiều, hơn nữa khắp nơi tàng long ngọa hổ, mang đến cho hắn một loại cảm giác áp lực, nếu không mặc dù có hơn vạn, vì nịnh nọt Thủy Tiên, giết toàn bộ cũng sẽ không nháy mắt lấy một cái. Thủy Tiên khẽ nói, đi thành Hồng Nguyệt phải đăng ký xếp hàng, ít nhất phải đợi đến 3 ngày, trừ phi là võ đế cao giai mới có thể phá lệ trực tiếp truyền tống, người đã phù hợp điều kiện rồi. Tự ngươi đi đi. Hóa tu nở nụ cười khổ, nói. Nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ an toàn cho tiểu sư muội không đi, ta sao có thể đi. Chúng ta trước tìm một chỗ an toàn ở lại đi, cũng không cần đi lang thang không có mục đích như vậy nữa. Thủy Tiên nhướng mày, nói. Ở yên ở đây, vậy làm sao có thể gặp được Bê Lý Vân Tiêu đây? Ngươi có phải là cố ý lừa gạt ta không thế? Hóa tu cảm thấy đắng chát. Ngượng ngùng nói, nếu thương đại nhân đã đoán chắc tiểu sư muội có thể gặp gỡ Lý Vân Tiêu, vậy thì nhất định sẽ không sai đâu. Có ở yên hay không, cũng sẽ không thay đổi kết quả đâu. Thủy Tiên nói, lời mặc dù nói thế, nhưng chúng ta đi đường nhiều một chút, nói không chừng có thể sớm gặp được. Hai người đang nói, một gã nam tử như quản gia chợt từ đằng xa đi tới, vài bước đã đi tới trước mặt hai người, ôm quyền ôn tồn cười nói. Hai vị bằng hữu, tại hạ là đại quản gia của luật gia thành Phong Linh Luật Kỳ Thuần, muốn mời hai vị bằng hữu tới phủ chơi. Tới phủ chơi, vì sao? Hóa tu trở nên cảnh giác, thoáng cái liền ngăn ở trước mặt Thủy Tiên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Luật Kỳ Thuần, sát khí trên người bắt đầu khởi động. Luật Kỳ Thuần trong lòng thất kinh, khí tức lộ ra trên người nam tử dị tộc trước mắt, vậy mà không hề dưới hắn. Ha ha, đại công tử nhà ta trời sinh tính ái tài. Quảng giao hảo hữu thiên hạ. Thấy hai vị diện mạo bất phàm, rất muốn làm quen một phen. Luật Kỳ Thuần sau kinh hãi ngắn ngủi liền trầm tâm xuống, ôn hòa cười nói. Kết bạn, không có hứng thú. Hóa tu vung tay lên, trực tiếp chỉ vào hắn quát. Đại công tử nhà ngươi tất nhiên là thấy tiểu sư muội ta mỹ mạo, không có hảo ý, thức thời thì mau cút đi. Luật Kỳ Thuần mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nghĩ thầm người dị tộc này nhìn như thô cuồng. Không thể tưởng được cũng rất thận trọng. Hắn ha ha cười cười, nói. Vị bằng hữu kia nói chuyện có thể thật khó nghe, đại công tử nhà ta chẳng qua chỉ muốn kết bạn với hai vị thôi, đồng thời còn có tài tuấn trẻ tuổi khác trên đại lục nữa. Đây là một lần cơ hội khó được, bình thường coi như là cầu cũng cầu không được. Ta thấy hai vị vô cùng lạ mặt, đại khái không biết luật gia ta chính là chủ nhân thành Phong Linh A. Hóa tu cười lạnh nói. Ta chỉ biết chủ nhân thành Hồng Nguyệt là Đường Khánh. Không biết luật gia các ngươi so với Đường Khánh thì thế nào? Sắc mặt Luật Kỳ Thuần lập tức đại biến, kinh sợ nói. Tiểu bối vô lễ. Hắn cho rằng đối phương là cố ý trêu chọc hắn, thật tình không biết hóa tu thật sự chỉ biết Đường Khánh. Thủy Tiên đột nhiên mở miệng nói ra. Còn có tài tuấn trẻ tuổi khác sao? Không biết là những người phương nào? Sắc mặt Luật Kỳ Thuần lúc này mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp, nói. Còn có thiếu chủ Tần Úy Bắc Vực Ngọc Thiềm Tông. Thủy Tiên nói. Còn ai nữa không? Luật Kỳ Thuần trầm tư thoáng một chút, nói. Thiếu chủ Thuấn Ngọc Đông Vực Tam Đao Tông, thiếu chủ Hoàng Gia Hoàng Thông Thành Phong Linh. Thủy Tiên nghe hơn nửa ngày, ước chừng có tầm 10 người, không có người nào quen biết cả,
kỳ thật ngoại trừ Lý Vân Tiêu ra, vô luận là ai nàng cũng không nhận ra. Lý Vân Tiêu có ở đây không? Nàng trực tiếp hỏi. Lý Vân Tiêu. Luật Kỳ Thuần nhướng mày, lập tức sắc mặt đại biến, đồng tử co rụt lại. Các người biết Lý Vân Tiêu. Thủy Tiên vui mừng nói. Ừ, ta đang muốn tìm hắn, người biết hắn ở đâu sao? Hóa Tu cau mày lại, nói. Tiểu sư muội, coi chừng hắn lừa gạt chúng ta, nhân tộc phần lớn đều quỷ kế đa đoan cả. Luật Kỳ Thuần nói. Các ngươi với Lý Vân Tiêu có quan hệ thế nào? Bằng hữu, ta là bằng hữu của hắn. Thủy Tiên đại hỉ, nói. Ngươi hỏi như vậy, khẳng định biết rõ Lý Vân Tiêu ở đâu rồi. Luật Kỳ Thuần thăm dò nói. Bằng hữu, ta cũng không biết Lý Vân Tiêu ở đâu, nhưng chúng ta vẫn đang tìm hắn, hắn ở thành Phong Linh sao? Thủy Tiên hơi có chút thất vọng, nói. Khẳng định đang ở thành Phong Linh. Đúng rồi, các ngươi là chủ nhân thành Phong Linh. Nhất định có thể tìm được hắn đúng không? Nàng thoáng cái lại bắt đầu vui vẻ. Sắc mặt Luật Kỳ Thuần khẽ phát lạnh, gật đầu nói. Chỉ cần hắn ở thành Phong Linh, thì nhất định sẽ bị chúng ta tìm ra. Hai vị nếu là bạn hắn, kính xin quang lâm luật gia A, cùng chờ tin tức đi. Thủy Tiên nói. Tốt, nếu các ngươi đã đi tìm Lý Vân Tiêu, vậy ta sẽ tới ngồi một chút A. Hóa Tu thoáng cái ngăn Thủy Tiên lại, nói. Tiểu sư muội, coi chừng có lừa dối, ta thấy sắc mặt hắn bất thiện, tựa hồ không có hảo ý đâu. Sắc mặt Thủy Tiên chìm xuống, lạnh lùng nói. Sắc mặt hắn dù bất thiện thế nào, cũng dễ nhìn hơn ngươi a. Cái này, Hóa Tu có chút choáng váng. Hắn đã cố hết sức không nịnh nọt, nhưng thứ nhất trên người có trọng trách, thứ hai cũng là ái mộ Thủy Tiên đã lâu, nên chỉ đành để nàng tùy hứng. Thủy Tiên hừ một tiếng, liền theo Luật Kỳ Thuần rời đi. Hóa Tu trong lòng quính lên, vội theo sát phía sau. Người qua đường hai bên lặng lẽ nhìn hồi lâu, đợi khi ba người biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới nhao nhao nghị luận lấy, phần lớn đều là lắc đầu thở dài. Ai, một cô nương tuyệt mỹ như vậy, lại sắp rơi vào độc thủ của luật gia, thật sự là táng tận thiên lương a. Gần đây luật gia đại công tử vì chiêu đãi bằng hữu hồ bằng đến từ tứ phương nên con số nữ tử xinh đẹp bị bắt nội thành không biết lên đến bao nhiêu ơi. Ta thấy chưa hẳn a, hai người này diện mạo bất phàm, làm chừng là đệ tử của đại môn đại phái nào đó, luật gia chưa hẳn dám làm ẩu. Hừ, đệ tử đại môn đại phái chính thức đã sớm trực tiếp đi thành Hồng Nguyệt rồi. Ở lại chỗ này xếp hàng, hơn phân nửa là những môn phái cỡ trung nửa vời thôi. Nói rất đúng, ngày trước thiếu chủ Phượng Vũ Kiếm Phái và bốn mỹ tỷ của nàng trực tiếp bị bắt trên đường cái, hiện giờ còn chưa được thả ra nha, sợ rằng đã lọt vào độc thủ. Bị tra tấn đến chết đi sống lại rồi. Cắt, ta thấy chưa hẳn a. Xem các ngươi đều là bộ dáng rách nát, than thở cái chứ. Không phải là ăn không được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh sao. Ta mỗi ngày đều thấy rất nhiều nữ tử trẻ đẹp lúc ẩn lúc hiện trước Trích Tinh lâu của luật gia, người ta ước gì được thiếu chủ luật gia sủng hạnh đấy. Các loại thanh âm nổi lên bốn phía, mỗi người đều có cách nhìn, hoặc thở dài, hoặc nhẹ than, hoặc khinh thường. Làm ầm ĩ một lúc, sau đó mọi người cũng giải tán. Trên một tòa nhã lâu cao nhất tại thành Phong Linh, trên biển có hai chữ Trích Tinh rồng bay phượng mua, độ cao lên đến trăm trượng, tay có thể hái trăng sao được rồi. Trên một lầu cao nhất bốn phía sáng rọi, phong quang vô hạn, chiếu rọi cả thành trì. Vài tên nam tử trẻ tuổi đang ỉ lan mà đứng, nâng cốc tâm tình. Một người trong đó con mắt sáng ngời, hưng phấn nói. Đến rồi. Chung quanh thoáng một phát an tĩnh lại, tất cả mọi người đều dừng uống rượu, quăng ánh mắt ra xa xa, lộ ra dị sắc. Ha ha, Tần Úy huynh, sao hả? Bên cạnh một gã nam tử diện mục anh tuấn, hai hàng lông mày bay xéo, đúng là đại công tử luật gia luật hành, giờ phút này vẻ mặt vui vẻ nói. Luật gia ta ở thành Phong Linh cũng coi như có chút địa vị, mặc dù là mãnh long quá giang cũng phải cúi người chào hỏi, bán chút mặt mũ. Còn nữa ta để Kỳ Thuần đại quản gia tự mình đi mời, cũng coi như cho đối phương đủ mặt mũi rồi. Nam tử trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn kia ngũ quan rõ ràng, làn da trắng nõn, hai con người bốc lên tà hỏa nhìn chằm chằm vào xa xa, bất giác liếm lấy môi dưới khen. Chậc chậc, dung nhan tướng mạo của cô nàng này, thậm chí còn trên cả Khương Nhược Băng kia, quả thực là tuyệt sắc nhân gian a. Luật Hành nhếch miệng, cười quái dị nói. Hi hi, nghe Tần Úy huynh nói.
Tựa hồ đối với Khương Nhược Băng tiểu thư cũng thèm chảy nước miếng a. Ọt ọt, Tần Úy nuốt thoáng một phát, còn không cách nào thoải mái ôn nhuận yết hầu, phải hớp một ngụm trà mới tiêu tan tà hỏa, cười thầm. Mỹ mạo của Nhược Băng muội muội tất nhiên không cần nói. Đáng tiếc a, thân phận của nàng quá mức đặc thù rồi, vi huynh mặc dù đói khát, nhưng lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn a. Ha ha ha. Mọi người đều cười ha hả, trong thanh âm tràn đầy ám muội. Tần Úy thở dài. Ai bảo bối cảnh Ngọc Thiềm Tông không sánh bằng người ta chứ? Không thể tưởng được ở thành Phong Linh cũng có thể gặp được mỹ nhân thoát tục như vậy, thật sự là trời cao đãi ta không tệ a. Luật Hành vỗ bả vai hắn, nói. Lão ca, nói thật, cô nàng này đích thật rất đẹp, ngay cả tiểu đệ cũng động tâm không thôi. Nhưng nếu lão ca ngươi đã coi trọng, tiểu đệ tuyệt không hai lời. Hắc hắc, có thể đắc thủ hay không vẫn để nói sau. Tần Úy bộ dạng khiêm tốn, cười thầm. Đến lúc đó kính xin Luật Hành lão đệ hỗ trợ nhiều hơn rồi. Luật Hành phủi tay, cười nói. Tất cả bao trên người huynh đệ ta, nàng đã chịu tới, tự nhiên là bán mặt mũi cho Luật gia ta rồi. Một người khác, Hoàng Thông Thành Phong Linh cười cười, chỉ vào một con đường cách đó không xa, nói. Người mặc áo màu xanh da trời, còn có áo trắng nhạt kia nữa. Đêm nay hai người này đi, sau khi tắm rửa sạch sẽ lại đưa đến phòng ta. Chậc chậc, Hoàng Thông lão đệ tay mắt lanh lẹ, nữ tử thanh thuần đáng yếu quần áo trắng nhạt kia sợ rằng mới 12 tuổi a. Vốn lão ca muốn chọn, nhưng nhường cho người vậy. Thuấn Ngọc Tam Đao Tông nhẹ nhàng cười cười, chỉ vào phía dưới nói. Hai nữ tử bạch y kia hình như là một đôi thầy trò, nhìn xem cũng không tệ lắm, là các nàng đi. Ánh mắt Luật Hành ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào xa xa, dùng ánh mắt của bọn hắn, đủ để thấy rõ khuôn mặt nữ tử trong mấy ngàn thước. Không khỏi khen lên, nói. Thuấn Ngọc lão đệ quả nhiên ánh mắt thật tốt, hai nữ tử kia tựa hồ tu luyện nhuyễn thể công, chậc chậc, tư thái kia, nhẵn mịn bắt tay, lão đệ diễm phúc sâu a. Ha ha, nếu bàn về diễm phúc thì hôm nay ai sánh được với Tần Úy đại ca chứ? Mọi người thoáng một cái cười ha hả, Tần Úy cũng vui mừng không thôi, ánh mắt dừng ở Thủy Tiên đang dần dần đi tới, chỉ cảm thấy toàn thân lửa nóng lên. Còn có vài tên công tử cũng lập tức bắt đầu gọi món, mấy tên võ giả Luật gia ở sau lưng hắc hắc cười dâm vài tiếng, dùng thần thức tập trung lấy toàn bộ đồ ăn, lúc này liền phi thân xuống, thay chư vị công tử đi làm việc. Một lúc sau, hành lang truyền đến tiếng bước chân đạp đạp đạp. Tất cả mọi người hiểu ý cười cười, nhìn lại phía đầu hành lang, thân ảnh tuyệt mỹ kia thoáng cái xuất hiện trước mặt mọi người, lập tức như tắm gió xuân, có loại cảm giác thấm vào ruột gan. Luật Hành thoáng cái ngây dại, Thủy Tiên trước mắt so với vừa rồi nhìn từ xa xinh đẹp hơn không chỉ gấp 10 lần, trước kia chỉ trông thấy dung mạo, mà giờ khác loại khí chất siêu phàm và trang nghiêm kia đập vào mặt, như là tiên tử đến phàm trần vậy. Không chỉ có hắn, mà ngay cả người còn lại cũng đều ngây người, nguyên một đám trợn to mắt. Ọt ọt, trong cổ họng Tần Úy truyền đến tiếng nuốt nước miếng. Luật Hành lập tức phục hồi tinh thần lại, lòng trầm xuống, trong nội tâm vô cùng ảo não. Cảm thấy hối hận vạn phần. Hắn liếc qua Tần Úy, trong mắt lập tức hiện ra vẻ lo lắng, tuyệt thế giai nhân như thế, phải là của mình, như thế nào cũng không thể để cho con cóc này được. Gân xanh trên cổ tay nổi lên, hai tay không khỏi nắm chặt lại. Đại công tử, hai vị khách quý đưa đến rồi. Luật Kỳ Thuần nhìn thần sắc mọi người, trong nội tâm không khỏi thầm than không thôi, thiếu niên huyết khí phương cương, giới chi tại sắc. Thủy Tiên vừa nhìn mọi người, lập tức đôi mắt dễ thương ngưng tụ, lông mày lộ ra một tia giận dữ. Luật Hành nắm tay phải, trùng trùng điệp điệp ho khan một tiếng, nói. Đại quản gia cực khổ rồi, hai vị bằng hữu, tại hạ thiếu chủ Luật gia thành Phong Linh, Luật Hành, mạo muội tương mời, lộ ra đường đột, xin thứ lỗi cho. Tuy nói là hai vị bằng hữu, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều ở trên người Thủy Tiên, căn bản không thèm liếc mắt nhìn hóa tu một lần. Đám công tử còn lại cũng đều kịp phản ứng, nguyên một đám thu liếm bộ dáng phóng đãng không bị trói buộc kia, lộ ra phong lưu tuấn lãng, cực kỳ tao nhã. Luật Kỳ Thuần thấy thế thiếu chút nữa đã cười phun ra, nhịn lại một chút, thầm liếc qua một cái, dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi nói. Đại công tử, hai vị này là bằng hữu của Lý Vân Tiêu, bọn hắn nói muốn tìm Lý Vân Tiêu trong thành. Lý Vân Tiêu. Luật Hành toàn thân run lên. Trong nội tâm hiện lên một tia sợ hãi, cái tên này quá mức nhạy cảm, tất cả mọi người đều biến sắc,
đầu bị tinh trùng ăn mòn cũng thoáng cái thanh tỉnh vài phần. Hắn thất kinh hỏi. Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu ở trong thành Phong Linh sao? Thủy Tiên cưỡng ép ngăn trận chán ghét đối với những người này, gật đầu nói. Khẳng định ở đây, ngươi là thiếu chủ thành Phong Linh, ta hy vọng ngươi giúp ta tìm hắn. Thanh âm dễ nghe như chuông bạc kia khiến người toàn thân mềm yếu, lại là một hồi nuốt nuốt nước miếng, trong đầu lần nữa bỏ đầy tinh trùng. Luật Hành cũng thoáng cái quên mất Lý Vân Tiêu, con người đảo một vòng, lòng sinh ra một kế, không khỏi mừng thầm, nói. Nếu Lý Vân Tiêu ở thành Phong Linh, đây chính là đại sự. Lý Vân Tiêu nhất định phải tìm ra, còn cần hai vị phối hợp, đại quản gia trước dẫn bọn hắn đi phủ đệ đi, ta sẽ tới sau. Vừa vặn mượn việc này khiến Đoạt Tiên Nữ khỏi tay Tần Úy, chờ sau khi đến phủ đệ Luật gia lại cưỡng ép cầm xuống, mình trước thoải mái một phen, sau đó lại chậm rãi ép hỏi chuyện về Lý Vân Tiêu, nói không chừng còn có thể thuận tay bắt lấy Lý Vân Tiêu, lập được công lớn. Nghĩ đến đây hắn liền hưng phấn không thôi, thân thể cũng tùy theo đó nổi lên phản ứng. Chậm đã, Tần Úy quả quyết quát, nói. Hai vị này chỉ là bằng hữu của Lý Vân Tiêu U mà thôi, đâu phải Lý Vân Tiêu. Vẫn nên hỏi rõ đã. Luật Hành vẻ mặt không thoải mái, khẽ nói. Tần Úy huynh, Lý Vân Tiêu kia là người phương nào ngươi cũng rất rõ ràng, nếu bỏ mất cơ hội tốt, trách nhiệm này to lắm. Đến lúc đó Thành Hồng Nguyệt trách tội xuống. Ngươi có thể đảm nhận nổi không? Tần Úy mắt thấy con vịt đến miệng, há chịu để nàng bay mất, lạnh lùng nói. Chẳng qua chỉ là Lý Vân Tiêu mà thôi, chỉ cần ta gật đầu một cái, Ngọc Thiềm Tông sẽ gặp trợ bắt, coi như hắn có mọc cánh cũng không bay được. Mọi người sắc mặt tối sầm, thầm nghĩ ra châu này cũng thổi quá lớn đi. Bắt, có ý tứ gì? Hóa Tu mới vừa vào đã phát hiện ánh mắt của những người này không đúng, đã sớm sinh lòng kiêng kỵ. Giờ phút này tựa hồ nghe ra một chút mánh khóe. Ha ha, có ý tứ gì? Tần Úy cười lành lạnh nói. Nếu là bằng hữu Lý Vân Tiêu, các ngươi không thể không biết hắn sớm đã bị Thành Hồng Nguyệt truy nã khắp thiên hạ chứ? Cái gì, Lý Vân Tiêu bị truy nã sao? Thủy Tiên kinh ngạc một tiếng, lập tức lộ ra vẻ lo lắng, nói. Chuyện khi nào, vậy làm sao bây giờ? Hắn không có nguy hiểm đấy chứ? Bộ dáng lo nghĩ thống khổ kia của nàng càng khiến cho lòng người nhộn nhạo, một hồi thanh âm nuốt nước miếng vang lên. Ha ha, cô nương yên tâm. Tần Úy càng một hồi mở cờ trong bụng, hạ thân bắt đầu nổi lên phản ứng, vỗ ngực nói. Tại hạ thiểu tông chủ Bắc Vực Ngọc Thiềm Tông, mặc dù là Thành Hồng Nguyệt cũng có giao hảo với phái ta, có ta ra mặt biện hộ thay cho Lý Vân Tiêu thì Thành Hồng Nguyệt trung quy sẽ cho chút mặt mũi, nói không chừng sẽ thu hồi lệnh truy nã cũng nên, bất quá. Hắn lộ ra vẻ làm khó, nói. Bất quá biện hộ thay Lý Vân Tiêu, chính là thiên tình cực lớn, ta cùng hắn lại không quen, vì sao phải vô duyên vô cớ giúp hắn chứ? Thủy Tiên khẽ giật mình, thì thào lặp lại nói. Đúng vậy à, ngươi và Lý Vân Tiêu lại không quen, vì sao vô duyên vô cớ giúp hắn chứ? Tần Úy thấy nàng ngốc nghếch như vậy, trong nội tâm mừng rỡ, yêu nhã cười nói. Nhưng ta và cô nương mới quen đã thân. Không bằng chúng ta kết giao bằng hữu, xem ở mặt mũi cô nương, việc này ta rất nguyện ý giúp. Thật vậy chăng? Thủy Tiên ánh mắt sáng lên, một chút vui vẻ, nói. Cùng với người kết giao bằng hữu, người có nguyện ý trợ giúp Lý Vân Tiêu. Đương nhiên vì bằng hữu, Tần Úy ta từ trước đến nay đều là giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Tần Úy tự tin vỗ vỗ bộ ngực, một bộ dáng cởi mở, hiệp nghĩa quên mình vì người ôm ấp tình cảm. Luật Hành thầm mắng không ngớt, cái gì vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, là vì nữ nhân đâm bằng hữu hai đao đi. Hắn lạnh lùng nói. Hồng Nguyệt Thành phát lệnh truy nã Lý Vân Tiêu đã lâu, Ngọc Thiềm Tông lại đang Bắc Vực, nào có luật gia cùng với Hồng Nguyệt Thành quan hệ mật thiết. Việc này Tần Úy huynh không làm chủ được, hãy để cho tiểu đệ để làm chủ đi. Sắc mặt của Tần Úy trầm xuống, tức giận hừ nói. Luật gia cách Hồng Nguyệt Thành tuy gần, nhưng thực lực hữu hạn. Có thể ảnh hưởng đến Hồng Nguyệt Thành quyết định sao? Đại phái trong lúc đó gặp gỡ, nhìn cũng không phải tình cảm, mà là thực lực ngươi không có thực lực này, cho dù quỵ liếm Hồng Nguyệt Thành, nhân gia cũng sẽ không để ý tới ngươi. Ngươi, giỏi cho ngươi một Tần Úy, không ngờ dám chửi bới nói xấu luật gia ta như thế. Luật Hành giận tím mặt, đối phương nếu đã nói đến mức độ này, hoàn toàn là không để cho hắn bộ mặt, trực tiếp nói móc nói. Hắc hắc. Ngọc Thiềm Tông quả nhiên có thực lực, Hồng Nguyệt Thành vừa tạo áp lực,
đã ngoan ngoãn đem Khương Nhược Băng tặng ra ngoài, dám cũng không dám phóng một cái. Sắc mặt của Tần Úy phát lạnh, trong tròng mắt bắn ra sát khí, quát dẹp đường. Người cái tên ngu ngốc suốt ngày chỉ biết là chơi nữ nhân, biết cái gì lợi ích qua lại giữa các đại phái, người cấp bậc như đám cặn bã, đời này đều không có cơ hội tiếp xúc được. Hai người một chút xích mích, nhất thời dương cung bạt kiếm, khí thế thoáng cái khẩn trương lên, hai cổ lực lượng cực mạnh quấn quýt nhau áp chế, cả tòa Trích Tinh lâu cũng bắt đầu hoảng động. Kỳ Dư công tử bản thân đều kinh ngạc đến ngây người ở một bên, không biết làm sao. Mới vừa rồi hai người còn chuyện trò vui vẻ, nâng cốc nói vui mừng, thế nào nói trở mặt liền trở mặt rồi, hơn nữa còn là sinh tử đối đầu. Luật Hành lạnh lùng nói, ta đời này không có cơ hội tiếp xúc, người cũng vĩnh viễn không có cơ hội Kỳ Thuần đại quản gia, đưa hắn bắt lại. Luật Kỳ Thuần nhíu mày, hắn phụ trách tiếp đãi và hầu hạ mấy tên thanh niên quần là áo lượt này, tự nhiên không có khả năng xung động giống như bọn họ, nhất thời trên người một hùng hồn lực ép tới, nói. Lưỡng vị công tử chớ có xung động, mọi người đều là có hảo ý, muốn trợ giúp vị cô nương này, có thể nào vì thế tổn thương hòa khí. Hai người ở dưới uy áp của Luật Kỳ Thuần, uy thế mênh mông nhất thời tiêu tán, bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Đặc biệt Tần Úy, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, lúc này mới nhớ tới nơi đây là địa bàn của người khác, tuy rằng hắn không tin người của Luật gia dám giết hắn, chỉ sợ vạn nhất gặp gỡ một ít không có đầu óc, thật sự dám giết mình, vậy gặp quỷ. Hắn đầy đầu tinh trùng thoáng cái bị xua tan, nặng nề hừ một tiếng. Luật Hành đồng dạng là trên mặt thần sắc biến hóa bất định, cũng thanh tỉnh không ít. Luật gia tuy rằng cùng Ngọc Thiềm Tông không có qua lại bao nhiêu, nhưng chỉnh thể thực lực muốn thua kém đối phương một bậc, không cần thiết vô duyên vô cớ mời chào đại địch. Hai người nhất thời một chút trầm mặc, trên lầu lâm vào một mảnh an tĩnh. Hóa Tu lạnh lùng hai tay ôm ở trước ngực, khóe miệng tràn đầy vẻ châm chọc, thực lực của những người này, bao quát Luật Kỳ Thuần bên trong, ở trong mắt hắn đều bất quá là con kiến hôi, mấy phút liền chém giết sạch sẽ. Luật Kỳ Thuần nói, cô nương muốn tìm Lý Vân Tiêu, chỉ cần hắn ở trong Phong Linh Thành, Luật gia ta nhất định có thể tìm ra. Về phần phương diện Hồng Nguyệt Thành, chỉ cần có Ngọc Thiềm Tông và Luật gia đồng thời cầu tình, nhất định sẽ không có vấn đề. Ừ, lời ấy cực đúng. Trên đời này chuyện mà Ngọc Thiềm Tông ta không làm được thật đúng là không nhiều lắm. Tần Úy theo bậc thang đi lên, lại bắt đầu thổi ra châu. Thủy Tiên vui vẻ nói. Thật sự là quá tốt, các ngươi thực sự nguyện ý giúp ta sao? Luật Hành thầm nghĩ cô nàng này sao đơn thuần dễ gạt như vậy? Trong mắt hắn xẹt qua một tia âm sắc, vội hỏi. Đương nhiên nguyện ý chúng ta là bằng hữu mà, không bằng như vậy, cô nương trước tiên theo ta hồi phủ, sau đó ta lại phái người mọi nơi tìm kiếm Lý Vân Tiêu, đồng thời khiến người ta đưa tin cho Hồng Nguyệt Thành. Để cho bọn họ hủy bỏ lệnh truy nã, buông tha Lý Vân Tiêu, không biết cô nương ý như thế nào. Buông tha, tại sao muốn bọn họ thả? Thủy Tiên trên mặt sắc mặt vui mừng tan hết, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, lạnh giọng nói. Nếu bọn họ phát lệnh truy nã Lý Vân Tiêu, chúng ta phải đi đem bọn họ diệt hiện tại đã đi, Tần Úy công tử, Luật Hành công tử, các ngươi hai vị bằng hữu này ta kết giao chắc rồi, làm phiền các ngươi hiện tại sai một số cao thủ. Theo ta cùng đi diệt Hồng Nguyệt Thành. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Thanh âm của mọi người đều triệt để không có, thoáng chút toàn bộ ngây dại ra. Ừng ực. Luật Hành nuốt xuống nước bọt, nói. Cô nương, ngươi cương nói cái gì? Diệt Hồng Nguyệt Thành. Thủy Tiên vẻ mặt chính xác, nghiêm nghị nói. Đúng vậy, Hồng Nguyệt Thành dám đối phó Lý Vân Tiêu, chúng ta đều là bằng hữu của Lý Vân Tiêu, đương nhiên phải giúp hắn tiêu diệt Hồng Nguyệt Thành rồi. Ừng ực, lần này tất cả mọi người hiểu được, vị tiên nữ này không bình thường. Một nữ hài tử xinh đẹp như thế, dĩ nhiên đầu óc có chuyện, thực sự là đáng tiếc. Bất quá, ngược lại cũng không ảnh hưởng tới chơi thoải mái. Tất cả mọi người đều tinh trùng lên óc nghĩ đến. Luật Kỳ Thuần trong mắt sáng ngời, mỉm cười nói. Cô nương nói cực phải, tại hạ bên này điều phối nhân thủ đến đây, xin cô nương ở chỗ này hãy chờ một chút. Ừ. Mau đi đi, cảm ơn ngươi rồi. Thủy Tiên vui vẻ không ngớt, vỗ tay khen. Tới, cô nương mời ngồi bên này. Luật Hành tự nhiên hiểu tâm tư của Luật Kỳ Thuần, cũng là lộ ra tiếu ý, vội vàng nhiệt tình bắt chuyện đứng lên, đồng thời sai kẻ khác bưng tới các loại kỳ chân dị quả. Thủy Tiên ngược lại cũng không khách khí, rất vui vẻ ăn, trên đại lục các loại linh quả,
nàng cũng thường cực nhỏ, tựa hồ còn rất hợp ăn uống. Luật Hành nhìn ngây người, nghĩ thầm sớm biết cô gái này không có tâm kế, trực tiếp ở trà bánh hạ chút dược vật lợi hại, chẳng lẽ không phải bớt lo bớt việc. Duy nhất để mọi người nghĩ có chút kiêng kỵ, đó là Hóa Tu vẫn mặt không biểu tình, thủy chung là một khuôn mặt lạnh như băng, cặp mắt kia càng giống như nhìn người chết, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Lúc này một gã võ giả chạy tới, hắc thanh nói. Chư vị công tử nhìn chúng nữ nhân đều đã làm thỏa đáng, các loại đạo cụ cũng căn cứ các vị công tử hứng thú sắp xếp xong xuôi. Ừ, hắn nói là có ý gì à? Toàn bộ trên lầu thoáng cái trở nên dị thường vắng vẻ, chỉ nghe thấy Thủy Tiên không hiểu hỏi. Hóa Tu biến sắc, một đạo lửa giận sát ý đằng đằng dâng lên, nhất thời một cổ khí tức kinh khủng tản ra, đem mọi người khốn vào trong đó. Mọi người một chút như rớt vào hầm băng, toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt trở nên thảm xanh biếc, hoảng sợ nhìn Hóa Tu, nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên cường đại như thế. Ngươi là ai? Bắt đầu đảo loạn cái gì? Luật Hành quyết định thật nhanh, trực tiếp xông lên phía trước, vận đủ thập thành nguyên lực, một cái tát đánh xuống. 3. Tên võ giả kia hoàn toàn không phản ứng kịp, trên đầu nặng nề bị một đập xuống, còn chưa kịp kêu thảm thiết, tựa như trái dưa hấu nổ lên. Một tia tiên huyết văng lên trên không trung, thân thể càng như phi tiêu từ trong lầu các bắn đi ra ngoài, biến mất không thấy. Luật Hành vỗ tay mấy cái, ngượng ngùng hướng phía hai người nở nụ cười, nói. Một người bị bệnh thần kinh, không nhận biết. Thủy Tiên nháy con mắt, con người bốn phía hiện ra một vòng kim mang, nói. Người đã đem hắn đánh chết rồi, một người bị bệnh thần kinh, thật đáng thương. Ừ, hoàn hảo rồi, đã thần trí không rõ. Sống cũng không có ý gì. Luật Hành hàm hồ vài cái, Thủy Tiên lúc này mới ăn linh quả, gật đầu. Khí tức trên người Hóa Tu cũng là thu vào, thế nhưng ánh mắt lại trở nên càng phát ra băng lãnh, trong mắt một mảnh hờ hững tĩnh mịch vậy. Trong ánh mắt, đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang, con người hơi co lại đứng lên. Bên ngoài lâu vũ, bốn phía bầu trời, trong lúc bất chợt bóng người chớp động, mấy hơi thở sau, lập tức tạo thành thế rậm rạp chằng chịt vây quanh. Liếc nhìn lại, lại có hơn trăm người. Trong mắt Thủy Tiên sáng ngời, Đại Hỷ nói. Nhiều người như vậy, cảm ơn các ngươi. Luật Hành thoáng cái dũng khí đã nổi lên, mạnh mẽ biến sắc, cười to nói. Ha ha, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, trợ giúp người khác chính là căn bản của vui sướng mà. Ha 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 ha, Kỳ Dư công tử cũng là cả đám cười ha ha, ngay cả Tần Úy cũng là cười nhạt không ngớt, chỉ bất quá càng nhiều một tầng âm thứ. Thủy Tiên khuôn mặt xinh đẹp hắn là tình thế bắt buộc, chờ luật gia vừa tới tay, hắn liền lập tức đi tìm phụ thân đại nhân, yêu cầu phụ thân tự mình đứng ra cho luật gia tạo áp lực, đem cô gái này đòi đi qua. Trong lòng hắn sớm đã tính toán xong, trước tiên phải đi, cô gái này ở trong tay Luật Hành nhiều thêm một khắc, là có thêm một khắc nguy hiểm. Thủy Tiên nhướng mày, nói. Tuy rằng nhân số rất nhiều, thế nhưng thực lực đều rất yếu a, có thể tiêu diệt Hồng Nguyệt Thành sao? Nàng lộ ra vẻ hoài nghi tới. Ha ha, diệt Hồng Nguyệt Thành đương nhiên không đủ, nhưng diệt hai vị là dư giả rồi. Ta xem cô nương đầu óc cũng có bị bệnh không, tới, đến trong lòng ca ca, sẽ cho người ủng hộ tốt nhất. Luật Hành một chút cười ha hả, đặc biệt sau khi luật ra hai tên ngũ tinh vũ đế cường giả bước vào lầu các, càng cười không kiêng nể gì cả. Ha ha ha, đám người còn lại cũng theo cùng nhau nhe răng cười. Ánh mắt tất cả đều là không chút kiêng kỵ ở trên người Thủy Tiên quan sát. Thủy Tiên nhất thời một chút hiểu rõ ra, nổi giận nói. Ta đã biết, nguyên lai các ngươi là gạt ta, các ngươi là người xấu. Hóa Tu lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, ngươi giờ mới biết a, phản ứng này cũng đủ chậm. Người xấu, ha ha, bây giờ nói ca ca xấu, đợi lát nữa sẽ cho ngươi sai tiền muốn chết con dế được rồi, ha ha. Luật Hành cười dâm không ngớt. Đã bắt đầu huyễn dự đoán được Thủy Tiên hậu toan sảng, toàn thân chỉ cảm thấy trên người một trận khô nóng, phía dưới bành trướng chọc lên thật cao. Chết! Không đợi Thủy Tiên phân phó, Hóa Tu phun ra một chữ, liền nhìn thấy trời cao quang mang lóe lên, người của hắn trực tiếp lấn thân mà lên, thoáng cái đã xuất hiện ở trước mặt Luật Hành. Răng rắc! Động tác nhanh như tia chớp, mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy hắn đã bắt ở cổ của Luật Hành, trong nháy mắt bẻ gãy. A, à, mọi người trong nháy mắt dại ra, cả đám hóa đá tại chỗ, toàn bộ lầu các lập tức tĩnh mịch đứng lên. Luật Hành đầu còn đeo trên cổ,
chỉ bất quá đã bị ngoẹo sang một bên, trong mắt lồi đi ra, triệt để không có sinh cơ. Mỗi người đều là đầu óc kịp thời, thoáng cái không phản ứng kịp. Luật gia đại công tử, mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ, loạn mồm kêu hô to yếu thoải mái phải nhanh sống, trong khoảnh khắc đã là cá chết. Đặc biệt đám luật gia cao thủ này, ai nấy từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, nhất thời cảm giác cả người như rớt vào hầm băng. Đại công tử đã chết, bọn họ những người này ai cũng khó thoát khỏi căn hệ. A chết tiệt a! Trước mặt nhất hai gã ngũ tình vũ đế cường giả trong nháy mắt bạo phát đứng lên, khí thế dương lên, nhất thời đem toàn bộ Trích Tinh lâu trực tiếp nổ bụi bay. Hừm, cũng không biết là ai đáng chết đây. Hóa Tu cười lạnh một tiếng, thực lực của hai người là mạnh nhất ở đương tràng, nhưng ở trong mắt hắn, vẫn là con kiến hôi. Hắn từ lâu đã là lửa giận ngút trời, dám can đảm ở trước mặt hắn có dâm ý đối với nữ tử chính mình ái mộ, giết 100 lần cũng không quá đáng. Đáng tiếc Luật Hành không lịch sự giết, nhẹ nhàng bẻ cổ một cái liền chết, hắn cũng có chút hối hận tiện nghi người này, hiện tại vừa lúc đem toàn bộ người của luật gia đều giết. Đại công tử nhà chúng ta ngươi cũng dám giết, trong thiên hạ đã không ai cứu nổi ngươi nữa. Luật Kỳ Thuần cũng là tâm thoáng cái lạnh xuống tới, nổi giận vọt tới. Ha ha, chê cười chỉ bằng các ngươi đám tạp ngư này, ngồi ở Phong Linh Thành Quan Thiên, không biết trời cao biển rộng. Hóa Tu điên cuồng cười không ngớt, trên người sát khí nhảy lên tới cực điểm, tay phải bấm tay niệm thần chú, tay trái lăng không vẽ ra vòng tròn, xa nhau hai chiêu nhắm phía hai gã ngũ tinh vũ đế vỗ tới. Hắn tu vi bát tinh vũ đế, cùng đối phương căn bản không phải một đẳng cấp, đế khí hạo hãn trong nháy mắt đã đem hai người áp chế vô pháp nhúc nhích. A, à, cổ uy áp này ngươi là cao giai vũ đế. Một người trong đó hoảng sợ kêu to lên, bất quá thoáng qua công phu. Quyền trưởng của Hóa Tu trực tiếp rơi vào trên người hai người, trong nháy mắt nổ phấn thân toái cốt. A, à, người xung quanh thoáng cái sợ ngây người, các đều choáng váng dường như chạm ở trên trời cao, trong ngày thường cao cao tại thượng, khó có thể gặp được trung giai vũ đế cường giả, lại giống như là con kiến hôi bị người tùy ý bóp chết. Không tốt, hắn là cao giai vũ đế, chạy mau. Không biết ai hô to một tiếng, nhất thời mọi người thoáng chút chim muông tán ra, ầm một tiếng hướng mọi nơi chạy tứ tán đi. Bây giờ muốn đi, chậm rồi. Hóa Tu lạnh lùng cười, giống như là sát thần từ trong địa ngục đi ra, đế khí hạo hãn vừa phủ xuống, nhất thời đem mọi người toàn bộ trấn nhiếp, mỗi người đều khó khăn động đậy. Hắn ngũ chỉ khép lại, hóa trưởng thành đao, lăng không chém xuống. Mỗi lần giơ tay chém xuống dưới, liền có mấy người kêu thảm thiết mà chết. Hắc hắc, trên mặt của Hóa Tu thoáng chút lộ ra hung ác, tựa hồ thập phần hưởng thụ loại cảm giác thẩm phán này. Nhìn những người đó loại ánh mắt kinh khủng và tuyệt vọng, nội tâm một trận vui sướng. Đại nhân xin hãy thủ hạ lưu tình. Luật Kỳ Thuần hoảng loạn nói. Đánh chủ ý tới đại nhân, là chúng ta có mắt không tròng, đích xác đáng chết. Nhưng luật gia chính là thế lực phụ thuộc Hồng Nguyệt Thành, mong rằng đại nhân không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, xem ở mặt mũi của Hồng Nguyệt Thành, bỏ qua cho chúng ta đi. Tần úy cũng là cầu khẩn nói. Tại hạ là Ngọc Thiềm Tông thiếu chủ. Tông môn thế lực cũng thập phần cường đại, mong rằng đại nhân tha mạng. Nhất thời những người khác cũng bắt đầu cầu khẩn, thoáng cái khắp bầu trời đều là tiếng cầu xin tha thứ. Luật Kỳ Thuần nội tâm một mảnh lo lắng, hắn thỉnh thoảng nhìn xa xa, tận khả năng kéo dài thời gian, hy vọng có thể dẫn tới bên trong gia tộc chú ý. Lúc này luật gia gia chủ Luật Thực Nguyên và Ngọc Thiềm Tông tông chủ Tần Hy, còn có mấy người tông môn chi chủ đều ở đây nghị sự. Chỉ cần bọn họ chạy tới, trước mắt hai người này tất nhiên đền tội. Hóa Tu có chút do dự nhìn Thủy Tiên một cái, trưng cầu ý kiến của nàng. Sắc mặt của Thủy Tiên dường như bao phủ một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói. Bọn họ không chỉ có là người xấu muốn khi dễ ta, hơn nữa còn là phụ thuộc vào Hồng Nguyệt Thành, cũng sẽ đối với Lý Vân Tiêu bất lợi, toàn bộ giết đi. Dạ. Hóa Tu lên tiếng, trên người sát khí tăng vọt. Cái chán đoàn quả cầu thì trực tiếp mọc ra một cái, hắn trực tiếp hé miệng, phun ra một đạo ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm hóa thành hung ác chi tương, giải thiên đi, trong nháy mắt đã đem mọi người đều nuốt hết, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mấy hơi thở đã tự toàn bộ an tĩnh. Trong ngọn lửa mang theo kim quang cực mạnh, như là một đoàn thái dương nổ lên, chói mắt người xem, hơn nữa Trích Tinh lâu vốn là ở vào địa thế cao, trong khoảnh khắc cả thành đều thấy, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Hóa Tu thoáng chút đã từng trạng thái nửa yêu hóa khôi phục lại, nói.
Sư muội, đã giết sạch rồi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thủy Tiên ánh mắt băng lãnh, nói. Và lại cũng không có việc gì làm, đến phủ thành chủ, đem người của luật gia đều giết. Hóa Tu nhướng mày, nhưng cũng không có phản bác, hơi gật đầu một cái. Là ai lớn mật như thế? Dám giết người của luật gia ta? Một đạo tiếng giống giận dữ kinh thiên vang lên, liền thấy xa xa mấy đạo quang mang tận trời, trong lúc xoay người mấy cái liền đến bên ngoài Trích Tinh Lâu. Mấy đạo khí tức cường đại tràn vào, đem Trích Tinh Lâu vây chật như nêm cối, Hóa Tu và Thủy Tiên đều là hơi biến sắc mặt, bên trong mấy cổ khí tức này có cả cao thủ. Con ta đâu? Một tên nam tử trong đó lông mày rậm mắt thật to, trên mặt mang tàn khốc, chính là Ngọc Thiềm Tông Tông chủ Tần Hy, thần thức của hắn đảo qua, phát hiện trên Trích Tinh Lâu chỉ có khí tức của hai người Hóa Tu Thủy Tiên, nhất thời một cảm giác xấu dâng lên. Con ta đâu? Còn lại vài tên trung niên nam tử cũng là đều la hoảng lên, ai nấy trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh, thần tình âm lãnh đáng sợ. Luật Thực Nguyên cũng là giận râu tóc dựng lên, đồng dạng là cảm giác không ổn ở bên trong tâm lan tràn, cố nén tâm tình ba động to lớn, cắn răng nói. Nhị vị người phương nào? Con ta đâu? Thủy Tiên lạnh lùng nói. Mới vừa rồi chừng trăm người đã đốt thành cho bụi, không biết con trai ngươi có ở bên trong hay không? Cái gì? Trên bầu trời mấy người đều là cảm thấy trong đầu một trận mê muội, cảm thấy bầu trời thái dương đặc biệt chói mắt, có chút lung lay sắp đổ cảm giác. A úy nhi a, các ngươi đáng chết. Tần Hy bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người trong nháy mắt nhảy vào lâu vũ, bên hông một cái đai lưng giải phong ra, hóa thành trường kiếm ba thước, đâm thẳng yết hầu của Hóa Tu. Khí tức trên người hắn như là thuốc nổ giống nhau nổ lên, toàn bộ lâu vũ trực tiếp hóa thành bột mịn. Sư muội cẩn thận. Trong lòng Hóa Tu cả kinh, người này khí thế không ở dưới hắn, cũng là bát tinh vũ đế cường giả. Hắn không dám chậm trễ, trong khoảnh khắc yêu hóa đứng lên, toàn thân tràn đầy lân phiến, năm đạo lợi chảo một chảo. Phanh một tiếng đem kiếm phong bắt ở trong tay, toàn bộ kiếm thế đều cản lại. Tần Hy trong lòng cả kinh, vì thân thể đối phương cường hãn cảm thấy hoảng sợ, nhưng bi phẫn to lớn để hắn phấn đấu quên mình, hét lớn một tiếng hạ bên phải tay run một cái. Vô số kiếm phủ dâng lên, tay trái lăng không một chảo, hóa thành thủ kiếm, trực tiếp lăng không chém tới. Hừm, Hóa Tu một chút hừ lạnh, tay phải hơi nắm lại, mạnh một chút chảo thành quả đấm, một đạo hoa văn từ nơi lòng bàn tay nhộn nhạo lên, kích thẳng lên. Phanh, lưỡng cổ lực lượng trên không trung va chạm, hình thành linh áp cực mạnh đẩy ra. Hai người đều đã bị cự lực phản chấn, nhưng bởi tay trái của Hóa Tu gắt gao bắt lấy bảo kiếm của đối phương. Có thể dùng chấn động lực vào cơ thể, vô pháp tránh ra, đều thừa nhận rồi xuống tới. Hừm, Tần Hy kêu lên một tiếng đau đớn, một cổ huyết tinh từ hầu tuôn ra. Hai chiêu qua đi, hắn liền hiểu được, tu vi của đối phương và mình ở sàn sàn như nhau trong lúc đó, nhưng thân thể muốn hơn xa chính mình, tái đấu nữa cũng phải thua không thể nghi ngờ. Hóa Tu đã bị phản xung lực chấn động, trên người lân phiến phát sinh lạnh rung chi âm, đem tất cả lực lượng đều phân giải tá trừ. Hắc hắc, đi tìm chết đi. Trong mắt hắn lóe lên nhanh sắc, hùng hồn thân thể run lên, một cái đuôi to lớn lăng không hiện lên, trực tiếp quăng đến đây. Toàn bộ không gian đều hơi bị chấn động, một cái khe nứt màu đen to lớn hiện lên, sau đó hóa thành vô số rậm rạp chẳng chỉ tế vá tản ra, thiết cạnh cự đuôi tại chỗ chụp được. Tần Hy cả người đổ mồ hôi lạnh, bị cái đuôi này đánh trúng, không chết cũng phế đi. Trong lúc quan trọng, một đạo quát chói tai truyền đến. Nhất kiếm tuyết ủng lam quan. Luật Thực Nguyên nhân kiếm hợp nhất, một đạo lam sắc kiếm khí chém tại trên cái đuôi dài kia. Phanh. Phụt ra khắp bầu trời kim quang, Luật Thực Nguyên hổ khẩu chấn động, suýt nữa trường kiếm tuột tay. TNG lòng hắn cũng hoảng hốt đứng lên, trước mắt dị tộc người, sợ là chỉ có hắn và Tần Hy liên thủ mới có thể áp chế xuống, cho dù ai đơn đả độc đấu cũng phải xong đời. Tần Hy chậm rãi hít thở lấy hơi. Tay trái mau chóng bấm tay niệm thần chú, mấy đạo trông sắt ngang trời hiện lên, mạnh mẽ kích bắn ra. Vèo vèo vèo. Ha ha, làm trò cười cho người trong nghề bản tọa thân thể so với cửu giai huyền khí còn bền cứng hơn. Hóa Tu vẻ mặt khinh thường, tay trái buông ra trường kiếm, hai tay ôm ngực tự phiêu nhiên trở ra, cái đuôi thật dài ở sau người nhếch lên, mạnh mẽ hướng phía trông sắt vẩy đến. Bang 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 bang. Tổng cộng 7 đạo tiếng kim trúc va chạm vang lên. Trông sắt vẫn chưa văng ra,
mà là toàn bộ dính vào trên đuôi dài. Cái gì? Hóa Tu cả kinh, định nhãn nhìn lại, chỉ thấy bảy trông sắt kẹp ở khe hở lân phiến trên cái đuôi, hơn nữa tựa hồ lấy quy luật nào đó sắp hàng. Chìm. Tần Hy khóe miệng hiện lên một tia châm chọc, quả đấm bấm tay niệm thần chú vừa quát. Cái đuôi dài mạnh mẽ rơi xuống, kéo theo thân thể Hóa Tu cùng nhau từ trên bầu trời rơi xuống. Đây là cái gì? Trong lòng Hóa Tu kinh hãi, chỉ cảm thấy đuôi thượng như là bị vô cùng cự lực ngăn chặn, bay thẳng đến phía dưới kéo đến. Mọi người chiến đấu đã sớm hấp dẫn Phong Linh Thành vô số ánh mắt nhìn kỹ, mắt thấy có người rơi xuống, phía dưới như là con kiến đột nhiên tản ra tảng lớn. Ầm ầm, cả vùng đất vang lên vô số bụi bặm, hơn 10 con phố trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, bụi khói cuồn cuộn. Luật Thực Nguyên đại hỉ, nói: "Tần tông chủ Thiết Nham Tật Lê quả nhiên lợi hại, có thể khắc chế vạn vật." Tần Hy nói: "Vật ấy chính là dùng đại địa chi thiết nham luyện chế mà thành, bản thân cũng không có gì lợi hại, chỉ là cùng với thổ nhưỡng hỗ thành âm dương, bình thường phong ấn nó thổ hệ thuộc tính, một ngày thả ra ngoài, tựa như cùng địa tử chi hai cực, bị đại địa thổ nhưỡng trực tiếp hút xuống phía dưới. Bất kể như thế nào, người này rốt cuộc chế trụ." Luật Thực Nguyên thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ nồng nặc, nói: "Nếu không có ta sắp tới vừa lúc đột phá đến bát tinh cảnh giới, sợ là mới vừa rồi còn ngăn cản không được lực lượng một đuôi của hắn. Không thể sơ suất, ta ngươi xuống phía dưới đưa hắn chém giết mới xem như chân chính xong việc." Tần Hy ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng và hung ác, nghĩ đến đau nhức tang con, hận không thể đem Hóa Tu từng đao đêm chết. Luật Thực Nguyên cũng là cảm động lây, một trận lo lắng đau nhức, hướng phía xa xa mọi người lạnh giọng nói: "Các ngươi đem tên nữ tử này bắt ta cùng Tần Tông Chủ đến chém giết yêu nhân." Luật Thực Nguyên và Tần Hy nhất thời bay vụt xuống phía dưới, còn lại những tông môn kia đứng đầu và luật gia cao thủ, còn lại là như ong vỡ tổ hướng phía Thủy Tiên bay đi. Hừm, ta cũng không như dễ đối phó giống như Hóa Tu vậy. Trong con người của Thủy Tiên hiện ra một vòng kim sắc, hai tay ở trên người bấm tay niệm thần chú, từng đạo kim quang từ trên người nàng nổi lên, chân đạp vân kịch, mũ miệng kim quan, kiếm thế dương lên, đã hướng phía mọi người đâm tới. Ầm ầm, trên đại địa chấn khởi uy thế vô biên, các loại quang mang chớp động liên tục. Cái đuôi thật dài của Hóa Tu bị bảy mai trông sắt hung hăng ngăn chặn, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể đứng tại chỗ bất động, tùy ý Tần Hy và Luật Thực Nguyên công kích mà đến. Tuy rằng hai người liên thủ, kiếm thế như hồng, nhưng thân thể của đối phương lại như là bách kiếp bất phôi, chỉ có thể lưu lại vết thương nhợt nhạt. Hóa Tu cũng là tức giận không ngớt, hắn càng thêm lo lắng trên trời cao Thủy Tiên, lực chú ý hơn phân nửa đều phân qua đấy. Đáng chết! Vừa thấy mọi người vây công Thủy Tiên, nhất thời giận tím mặt, mở miệng phun ra ngọn lửa màu vàng, hóa thành từng đạo mũi tên nhọn, bay thẳng đến trời cao bay đi. Trên bầu trời các loại tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thoáng chút tử thương tảng lớn. Tần Hy và Luật Thực Nguyên lửa giận ngút trời, không chỉ có là tức giận, càng nói thẹn quá thành giận, ở dưới bọn hắn liên thủ công kích còn có tâm tư đến trợ giúp người khác, quả thực chính là vũ nhục đối với bọn họ. Hai người sắc mặt phát lạnh, đều là tự bắt kiếm quyết, từng đạo kiếm quang tản ra, vận thế dựng lên. Trên trời cao, Thủy Tiên quát dẹp đường. Quản tốt chính người đi, những người này ta có thể đối phó. Nàng một thân hải thần sáo trang, còn kém tỏa tử hoàng kim giáp còn chưa tìm về, trong tay bát khổ kiếm thế vén lên, một mảnh siêu oán hồng trần, khổ hải vô biên. Những cường giả kia ở dưới phiến kiếm ý này lại có mê thất ý, không khỏi hoảng hốt, đều đế khí hộ thể, nhượng bộ lui binh. Hơn nữa Hóa Tu còn đang phía dưới miệng phun kim diễm, thỉnh thoảng đánh lén vài cái, càng không người dám tiến lên cường công. Hắc hắc, cô gái nhỏ thật xinh đẹp, ba kiện huyền khí rất khiến kẻ khác quen mắt đây, ra ra ta tới cầm nhìn xem một cái. Đột nhiên một đạo thanh âm cực không hòa hài vang lên, Thủy Tiên nhất thời cảm thấy thân thể bị kiềm hãm, nguyên lực quanh thân đều bị dưới áp chế tới. Nàng lấy làm kinh hãi, ánh mắt lóe lên, trong mơ hồ nhìn thấy cái gì. Hét lớn một tiếng liền khuynh lực rót vào bên trong kiếm hướng trong hư không đâm tới. Từng đạo ma ha cổ tự từ trên trường kiếm bắn lên, phân biệt đại biểu sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu không được, ngũ thủ uẩn. Tám cổ tự lăng không dựng lên, hóa thành bát đạo kim quang tản ra, cả thanh trường kiếm thượng khí uẩn kích động, tranh nhiên một tiếng đem hư không chém rách. Cái gì?
hư không mở ra, một gã lão đầu vẻ mặt râu bạc trắng lộ ra hình dáng, vẻ mặt đều là vẻ kinh hãi. Nhưng thoáng qua vẻ mặt liền hóa thành cuồng thiếu, hai tay trực tiếp bấm tay niệm thần chú, hướng phía trên đại kiếm bắt tới. Ha ha, quả nhiên là hải hoàng bộ tộc, cô gái nhỏ, ra ra muốn ngươi. Phanh! Lão đầu thủ trưởng Viên Nhuận nắm đại kiếm, thoáng chút đã trở nên gầy trơ cả xương, tràn đầy thanh sắc, hoàn toàn không phải tay người. Ong ong ong! Kim kiếm ở trong tay lão đầu không ngừng run rẩy lên, kiếm ý kinh khủng tản ra, trùng thanh sắc cánh tay chém tới, nhấc lên từng đạo ba đào, lại không thể thương. Lão đầu râu tóc ở dưới kiếm ý tung bay, không ngừng cuồng thiếu. Cô gái nhỏ, đi cho ta đi. Hắn bấm tay ở trên thân kiếm bắn ra, đem trường kiếm đánh văng ra, thân ảnh giống như quỷ mị chớp động, thoáng chút liền bắt ở cổ của Thủy Tiên. Ừ, khuôn mặt của Thủy Tiên thoáng chút phồng đến đỏ bừng, dưới cấp bách nhìn về phía trước, chỉ thấy lão nhân kia đôi mắt dần dần biến thành quỷ dị, nàng chỉ cảm thấy tráng váng đầu não trướng, từ từ đã mất đi chi giác. Sư muội, hóa tu điên cuồng hét lên một tiếng, khí tức cả người trong nháy mắt bạo thăng đến cực điểm điểm, đuôi dài đang kịch liệt rung động, muốn từ bảy mai thiết nham tật lê thoát ra, đại địa không ngừng rạn nứt. Thân thể hắn chậm rãi biến thành lớn, hầu như toàn bộ yêu hóa đứng lên, như là một con quái vật to lớn, khắp cả người lân phiến, ngủ đông trên mặt đất. Hô hấp nặng nề, thân thể phập phồng lợi hại, hai mắt một mảnh đỏ bừng nhìn chằm chằm lão nhân kia, hoàn toàn bỏ quên bên người hai gã cường giả. Ha ha, dĩ nhiên là trong biển sâu hung tàn nhất cự vĩ nhất tộc lão phu lần này đi ra, ngoài ý muốn không nhỏ a, ha ha. Lão đầu không chỉ có không có sợ, trái lại hưng phấn hai mắt chớp động, hắn lấy ra một thủ hoàn, lăng không ném ra ngoài. Thủ hoàn kia thoáng chút trở nên to lớn mấy mẫu, lập tức ẩn vào không trung không gặp. Sau đó một con quái ngư to lớn chậm rãi từ trong hư vô bơi đi ra, quái ngư dài cỡ trăm trượng, nối thẳng đông tây, thấy không rõ diện mục. Mọi người chỉ thấy thân cá cả vật thể thanh sắc, ngoài miệng mọc ra hai cái râu thật dài rũ xuống. Nhỏ! Lão đầu khẽ quát một tiếng, một đạo quyết ấn đánh ra. Quái ngư lúc này mới trên không trung bày ra mấy cái, lúc này mới thu nhỏ lại chục lần, thân thể hóa thành dài ngắn 10 trượng, chậm rãi treo ở phía trên lão đầu. Mọi người lúc này mới nhìn rõ hình thái cá, gương mặt lộ vẻ hung ác, một đôi mắt tròn dường như kim đang lóe ra, trên người lân phiến sắp hàng quỷ dị phi thường, giống như là từng cục chen vào đến, không chỉ có hình thái không đồng nhất, kích cỡ không đồng nhất, màu sắc cũng không đồng nhất, càng giống cũng không giống. Càng làm cho mọi người hoảng sợ trợn mắt hốc mồm là con quái ngư này dưới thân dĩ nhiên mọc ra một đôi ưng chảo màu đen tới, 10 ngón phong duệ không gì sánh được. Lão đầu và quái ngư xuất hiện, để tất cả mọi người thoáng cái trợn mắt há hốc mồm, chân tay luống cuống. Cả thành người càng đưa mắt mà nhìn, ai nấy ngây dại ra không ngớt. Ưng ực, khắp nơi đều là nuốt tiếng nuốt nước miếng, mọi người đáy lòng đều hiện lên ra một cái dấu hỏi, đây rốt cuộc là loại cá gì? Ngay cả Tần Hy và Luật Thực Nguyên cũng là bội cảm đột nhiên, kiếm thế trong tay vừa chậm, ngây ngốc ngay tại chỗ. Hóa tu vẫn như cũ nổi giận nhìn chằm chằm lão đầu, không ngừng xúc thế dưới vào đuôi dài, cả cái đuôi bắt đầu trở nên đỏ đậm, bảy mai thiết nham tật lê không ngừng rung động, cũng nhanh muốn vỡ nát rồi. Lão đầu đối với hắn bất phi sở động, mà là đem hôn mê Thủy Tiên ném tới, để quái ngư cắn một cái, sau đó vỗ vỗ đầu con quái ngư, cười nói. Mau nhìn kỹ cho ta, nếu có sai lầm, đêm nay sẽ ăn ngươi. Quái ngư đôi mắt tròn như kim đăng, hé miệng tới, một chút đem Thủy Tiên ngậm trong miệng, sau đó làm một động tác nuốt xuống. Ưng ực, Thủy Tiên liền bị nó một ngụm nuốt xuống. A, hóa tu một chút bạo đi, cả người đều nổi điên. Bang 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 bang, ngăn chặn đuôi dài bảy mai thiết nham tật lê thoáng chút nổ lên, hóa thành bảy đạo lam sắc khói xanh tiêu tán. Luật Thực Nguyên và Tần Hy thoáng cái phản ứng kịp, kinh hãi, chỉ thấy hóa tu phóng lên cao, cái đuôi to lớn lăng không càn quét, mạnh mẽ hướng phía trên người quái ngư vỗ tới. Mau đưa sư muội ta nhổ ra. Hai mắt đỏ ngầu vành mắt như muốn nứt ra. Quái ngư trong mắt trợn trừng, như là lưỡng đạo kim quang chớp động, há to mồm tới vừa phun. Ầm ầm, một đạo thiểm điện liền bổ xuống. Ầm ầm, thiểm điện đánh rơi ở trên cái đuôi dài. Trong nháy mắt nổ lên, vô số lôi điện khuếch tán ra, chấn hóa tu đau nhức không ngớt. Hắn tuy rằng lì lợm, nhưng lôi điện chi lực đánh bại cửu thiên đế khí của hắn,
trực tiếp đánh vào trong cơ thể, trắng trợn phá hư thân thể. Ha ha, đây chính là một con cự vĩ thành thục hình hung tàn, cũng làm hư. Lão đầu trong mắt lóe lên lạnh băng, sắc mặt vui mừng, quả đấm bấm tay niệm thần chú, một đạo phù lật ở trong tay xuất hiện, trực tiếp ném xuống phía dưới. Đạo phù lật kia phiêu phiêu đáng đáng, đón gió mà mở ra, một chút thành lớn, dường như tinh kỳ. Hóa tu vừa mới bị sét đánh mê muội, kiến phù lật hạ xuống, nhất thời con người bạo trương, hét lớn một tiếng đã một quyền đánh tới. Ầm, không khí trong nháy mắt nổ lên, một vòng hoa văn ở trên quyền phong nhộn nhạo đi ra ngoài, càng đem phù lật kích thấu, quyền kình đâm thẳng cửu tiêu. Cái gì? Con người của hóa tu co rụt lại, trong lòng lấy làm kinh ngạc, bị kích thấu phù lật tựa hồ không có biến hóa chút nào, tiếp tục phiêu rơi xuống, một chút dính vào trên người hắn. Đạo phù lật kia vừa đụng đến thân thể hắn, liền biến mất, nhưng phía trên vô số ký hiệu thật nhỏ đều bay ra, trong nháy mắt đã bày kín toàn thân. A à, hóa tu mạnh ngửa mặt lên trời kêu to, to lớn đau đớn từ toàn thân truyền đến, này ký hiệu tịnh không công kích thân thể hắn, mà là như thủy giống nhau rót vào đến trong khe hở lân phiến. Bang 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 bang, toàn thân truyền đến vô số tiếng nổ, tầng tầng lớp lớp lân phiến trong đều chảy ra tiên huyết, dường như thiên đao vạn quả. Trong hai mắt hóa tu dần dần mất đi màu sắc, thân thể cũng biến thành cứng ngắc, trong khoảnh khắc liền cả người đều là máu, như là ở trong huyết trì ngâm mình qua, nhìn thấy mà giật mình. Chậc chậc, cái này cũng mang theo, đừng có giết chết, còn sống rất có giá trị. Lão đầu nanh cười một tiếng. Quái ngư chậm rãi phi thấp một chút, trên người ưng chảo đột nhiên trở nên lão trường, ca một tiếng đem hoàn toàn là hình thú trạng thái hóa tu nắm, từ từ kéo đi tới. Toàn trường mấy trăm vạn người, có ít nhất hơn vạn võ giả, tu vi đạt tới trình độ nhất định, thị lực cực tốt cũng có hơn mấy ngàn, đem toàn bộ quá trình nhìn nhất thanh nhị sở, ngoại trừ vẻ kinh hãi ra, càng nhiều hơn chính là kinh khủng và sợ, rất xa đều cảm thấy cả người nổi lên lãnh khí. Mặc dù là luật thực nguyên và tần hy, còn có những cường giả luật gia khác, cũng tất cả đều rất xa nhìn, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, không ai dám cổ họng một tiếng. Ha ha! Ngày hôm nay thu hoạch không sai, thực sự là vận khí tốt, lần này hành trình Hồng Nguyệt Thành không uổng công a, thật vui vẻ. Lão đầu một chút nhảy lên, nhảy rơi vào trên người quái ngư, khuôn mặt tiểu ý, không ngừng vuốt râu. Luật thực nguyên phát hiện lão nhân kia từ đầu tới cuối đều chưa có xem qua hắn một cái, đây là hoàn toàn miệt thị và khinh thường, nói rõ chính mình hoàn toàn không vào pháp nhãn của đối phương. Thân là Phong Linh Thành chi chủ, đây là khuất nhục lớn lao. Nhưng hắn hiện tại tuyệt không nghĩ khuất nhục, chỉ khẩn cầu lão nhân này nhanh lên ly khai, vĩnh viễn biến mất, chuyện hôm nay coi như là làm cơn ác mộng. Quái thanh ngư chậm rãi từ tầng trời thấp bay lên, ở phía trên Phong Linh Thành du đãng, chở theo lão nhân kia hướng phía truyền tống trận chỗ ở khu vực đi. Hóa tu bị hai móng của nó bắt lấy, còn không ngừng đi xuống phương lấy máu. Cả thành một mảnh tĩnh mịch, ngoại trừ một ít chưa thấy qua người bình thường còn đang tinh tế thì thầm ngoại. Toàn bộ bên trong thành đều bao phủ ở dưới một cổ áp lực. Ở thành trì nơi nào đó, trên một tòa lầu cao khung đính, một gã thanh y trường bào nam tử đón gió mà đứng. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ngũ quan tinh xảo, phong tư siêu quần xuất chúng. Thanh sắc trường bào ở trong gió phần phật rung động, bên hông chứa một bả tinh xảo bội kiếm, tay trái cầm chuôi kiếm, ngọc thụ lâm phong. Cả người lẳng lặng đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, mắt thấy toàn bộ quá trình. Lúc này nhìn thanh sắc quái ngư chậm rãi chạy, con ngươi dần dần co rút lại, lo lắng lẩm bẩm. Thủy Thiên bị bắt, sợ là Lý Vân Tiêu rất nhanh thì sẽ biết, hắn sẽ có phản ứng gì và hành động gì đây. Nam tử trầm tư một chút, đột nhiên song đồng mãnh liệt chặt lại, hai mắt nhìn thanh sắc quái ngư nổ bắn ra ra tinh mang, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Chỉ thấy quái thanh ngư thật lớn đột nhiên trên không trung ngừng lại, bên trên phần đuôi của nó, phía sau lão đầu. Đột nhiên nhiều hơn một người tới. Nam tử ở sau ngắn ngủi kinh hãi, trong mắt xẹt qua một vẻ buồn rầu. Tiểu tử này thật đúng là không sợ hãi, nhưng nghìn vạn lần không nên bị Khâu Mục Kiệt giết mới đúng a. Hắn nắm trường kiếm trên tay gân xanh ẩn hiện, nhưng lập tức lại nới lỏng, hắc thanh cười, lẩm bẩm. Ta đúng là đa tâm rồi, lấy thực lực và tài trí của hắn, mặc dù không địch lại chỉ ít chạy thoát không thành vấn đề. Khóe miệng nam tử hơi vung lên, tay phải bấm tay niệm thần chú, cả người một chút trở nên hoảng hốt, sau đó hóa thành một luồng khói xanh, tiêu thất ở tại chỗ.
Toàn bộ Phong Linh Thành một mảnh ngưng trọng, thanh sắc quái ngư to lớn đột nhiên ngừng lại, để toàn bộ võ giả đều là trong lòng chấn động, trương mắt to nhìn lại. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đều cả người chấn động, hoảng sợ phát hiện trên đuôi của quái ngư nhiều hơn một người tới. Hơn nữa không ít người trực tiếp nhận ra thân phận của người kia. Bởi vì người này ở Phong Linh Thành phát lệnh truy nã đã lâu, bức ảnh từ lâu truyền khắp toàn bộ Đông Vực. Ừ, lão đầu khẽ di một tiếng, trên mặt lộ ra một tia cổ quái thần sắc, cũng không quay đầu lại, chỉ là âm âm cười quái dị nói. Kiệt 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 kiệt, người thanh niên thú vị, vừa lúc bắt tới đút cá của ta. Phía sau người nọ sắc mặt lạnh lùng, tóc dài theo gió mà bay, Mạn Bất Kinh Tâm đạm nhiên nói rằng. Đút muội ngươi a. Toàn trường võ giả trong nháy mắt té xỉu, nhưng là đồng thời mồ hôi lạnh nhễ nhại, thay người trẻ tuổi kia đổ mồ hôi. Luật Thực Nguyên cũng là kinh hãi, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Người trước mắt này 2 năm trước còn bị hắn đuổi khắp nơi chạy trối chết, lúc đó chỉ có nhất tinh vũ đế tu vi, lúc này tái hiện, không ngờ đã là thất tinh vũ đế. Hơn nữa để hắn hoảng sợ là lúc trước đối phương nhất tinh vũ đế, chính mình đã không làm gì được hắn, hiện tại tu vi một chút đề cao 6 trình tự. Trên trán của Luật Thực Nguyên toát ra mồ hôi lạnh tới, hắn tuy rằng cũng tăng lên một tinh, trên tu vi còn là ngăn chặn đối phương một bậc, nhưng có cảm giác sợ hết hồn hết vía, căn bản không nổi lên được tâm chống lại. Đặc biệt Lý Vân Tiêu đạm nhiên trực diện lão đầu kinh khủng kia, càng làm hắn theo không kịp, trên dũng khí trong khoảnh khắc giật lại cự ly, võ đạo chi tâm cao thấp lập tức phân ra, thậm chí là khác nhau một trời một vực. Lão đầu dáng tươi cười thoáng cái động lại. Xoay người lại hung ác nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Đột nhiên trong mắt hiện ra vẻ kinh dị, thoáng chút trở nên thập phần giật mình đứng lên, cả kinh kêu lên. Thật trẻ tuổi thất tinh vũ đế không có khả năng, người có phải đã dùng loại thuật giấu giếm gì đó che được hai mắt của ta? Hắn sừng sốt một chút, lại khó có thể tin lắc đầu, lẩm bẩm. Không có khả năng a, ai có thể thi thuật giấu giếm được ta? Ha 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 ha, vừa lúc cùng nhau chộp tới quay về nghiên cứu. Lại thêm một thu hoạch ngoài ý liệu, chuyến đi lần này không tệ, chuyến đi này không tệ a. Lão đầu lẩm bẩm sau một lúc, trong đôi mắt bắn ra hung quang, một trận nhe răng cười không ngớt. Lý Vân Tiêu giơ lên mi mắt, lạnh lùng nhìn hắn, châm chọc nói. Vốn định chờ sau chuyện Hồng Nguyệt Thành lại đi thu thập ngươi, nghĩ không ra ngươi cũng chủ động đi ra. Cũng tốt, tiết kiệm bản thiếu đi một chuyến đến Ba Kiền Sơn. Lão đầu cả người chấn động. Khuôn mặt trong nháy mắt đã vặn vẹo, hai mắt như điện, lớn tiếng quát dẹp đường. Ngươi là ai? Đối phương một lời nhân tiện nói ra chỗ hắn ẩn thân, làm hắn vạn phần hoảng sợ, cực độ cảnh giác. Phải biết rằng thân phận và nơi ẩn thân của hắn, đều rốt cuộc cực kỳ bí ẩn việc, hơn nữa chuyện liên quan trọng đại, trên người sát ý cùng nhau, nhất thời đem Lý Vân Tiêu triệt để tập trung. Ừ, cổ khí tức này. Lão đầu thần thức đem Lý Vân Tiêu bao lại. Nhất thời có loại cảm giác quen thuộc ở trong lòng dâng lên, nhướng mày. Trong giây lát sắc mặt đại biến, tức giận nói. Nguyên lai là ngươi. Lý Vân Tiêu châm chọc cười, trong mắt hàn quang chớp động, lạnh lùng nói. Thế nào, nghĩ tới sao? Khâu Mục Kiệt, ngươi cái tên điên này. Lão đầu chính là Phong Tử Kiệt, gương mặt hung ác vẻ, hung hăng nói. Hừm, đạp hỏng thiết hài không tìm thấy, lúc đạt được lại không tốn thời gian. Tiểu tử ngươi đem tuyệt thế thần thể của ta giấu đi đâu rồi? Lúc trước trên Đông Hải hãm không đảo, Lý Vân Tiêu trợ giúp tân thần giải trừ phong ấn trong cơ thể, xuyên thấu qua phong ấn lực nhìn trộm được một tia cảnh tượng trên Ba Kiền Sơn. Sau đó Khâu Mục Kiệt đuổi theo thần thức của hắn vượt qua mà đến, bị hắn trực tiếp chặt đứt ngay trên không. Đó là lần đầu tiên giao phong giữa hai người, chỉ bất quá lúc đó cũng không biết hai bên là ai. Khâu Mục Kiệt hiện tại còn không biết hai người đồ đệ của hắn, một ở trong giới thần bi, người còn lại càng trực tiếp bị Lý Vân Tiêu làm thịt. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua dưới chân thanh sắc quái ngư, hừ lạnh nói. Tuyệt thế thần thể, món nợ giữa ta và ngươi, không chỉ có riêng một tuyệt thế thần thể a. Trong ánh mắt của hắn tuôn ra hàn quang, tuyệt thế thần thể là ân oán giữa Khâu Mục Kiệt và tân thần, hắn không có hứng thú quản. Mà ân oán giữa hắn và Khâu Mục Kiệt còn lại là trên Tử Vân Phong phái Dương Nguyên Thư Vây giết Ninh Khả Nguyệt, còn có cùng với Vi Thanh cấu kết, chỉ là đoạn ân oán này Khâu Mục Kiệt cũng không biết mà thôi. Ừ, Khâu Mục Kiệt quả nhiên là lộ ra vẻ nghi hoặc, có chút không giải thích được. Lý Vân Tiêu hung ác cười một tiếng, nói.
ngươi không cần thiết minh bạch, trước tiên ngoan ngoãn để ta đánh chết, xem như tiện trao đổi một chút. Thân ảnh của hắn lóe lên, cả người hiện lên trên không trung, hai ngón tay như kiếm, liền chém xuống. Ha ha, cuồng vọng khiến lão phu muốn cắt từng tấc da thịt của ngươi. Khâu Mục Kiệt âm hiểm cười không ngớt, trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, trong tay ba đánh một ngón tay vang lên, tiền phương không gian thoáng cái nổ lên, đạo kiếm quang kia trong nháy mắt đã mất đi rơi. Sau đó một tay bấm tay niệm thần chú, thân ảnh chớp động một cái, trái lại nhằm phía Lý Vân Tiêu điểm đến. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, ngũ chỉ thành chảo, lăng không bắt xuống tới. Ha ha, muốn chết. Khâu Mục Kiệt điên cuồng cười một tiếng, trong tay quyết ấn biến đổi, nhất thời hiện ra một đoàn thanh sắc chi lực, tản mát ra cường quang, thoáng cái sẽ nổ lên. Hừm, chê cười. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang, ngũ chỉ khẽ động, hơi nắm lại, không gian chợt căng thẳng, nắm ngón tay dường như núi cao, đem tứ phương dơ cao lên. Đoàn thanh quang kia vừa tản ra một ít, nhưng ở dưới chảo ấn, trong nháy mắt chặt lại, trái lại có dấu hiệu hướng vào phía trong sụp xuống, quanh thân vô số linh khí đều dũng mãnh vào trong đó. Cái gì? Khâu Mục Kiệt biến sắc, lộ ra vẻ kinh hãi, hắn quyết ấn lần thứ hai, ngón cái và giữa vừa bấm ngón tay, đồng thời tay trái quyết ấn, dựng thẳng lên ngón út, cũng điểm qua đó. Hai tay ấn quyết trên không trung hợp lại, áp xúc thanh quang một chút tan rã ra, trống rỗng mà tán, hóa thành một đóa liên hoa, từ từ bay lên. Trong vòng phương viên trăm mẫu đều bị chiếu thanh lóng lánh, liên hoa trông rất sống động, như thơ như họa, theo gió vũ động. Hừm! Lý Vân Tiêu lần thứ hai cười lạnh một tiếng, cũng là thủ ấn biến đổi, hai tay ba ngón trọng điệp, còn lại hai ngón tay tác viên như mui xe, mạnh mẽ ép xuống. Nhất thời một mảnh kim mang từ trong thủ ấn bay ra, toàn bộ thanh sắc trên bầu trời một mảnh kim sắc khung đính, bên trong kim quang kia nổi lên vô số ký hiệu, mơ hồ có phạm âm truyền ra. Một đạo kim sắc hư ảnh to lớn lăng không xuống, hai tay bấm tay niệm thần chú, thấy không rõ dung nhan. Hư ảnh kia hai chân nhấc lên, toàn thân kim quang lóe ra, lộ ra một cổ khí thế thúc mục trang nghiêm, trực tiếp hướng phía hoa sen kia ngồi đến. Thanh sắc quang mang thoáng cái đã bị ngăn chặn. Hư ảnh chậm rãi phủ xuống ở trên liên hoa, ngồi ngay ngắn bên trong, nhất thời toàn bộ bầu trời một mảnh kim quang vạn trượng. Bóng người và liên hoa đột nhiên kết thành, tuy hai mà một, xoay tròn liên tục, vĩ ngạn biển ý ở trời cao đẩy ra. Toàn trường người đều là nhìn trợn mắt há hốc mồm, loại này tùy tâm nhi động, tùy ý nghĩ hóa thần thông, hầu như chính là thần hồ kỳ kỹ, chưa từng gặp qua. Hư ảnh tọa liên dị tượng xoay tròn mấy vòng. Uy thế thoáng cái đẩy lên đến mức tận cùng, mạnh mẽ chân áp xuống tới, dường như toàn bộ kim sắc khung đính, đột nhiên lõm xuống. Cái này, trong mắt của Khâu Mục Kiệt đều lồi ra, kết ấn chính là toàn bộ thuật luyện sư cường hạng, mà đối phương thủ pháp kết ấn tựa hồ không thua kém mình. Kỳ thực hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy thậm chí còn cao hơn mình, chỉ bất quá loại suy nghĩ hoang đường này lóe lên quá trong óc, đã cả người áp lực khó chịu, lập tức theo bản năng bài xích, lấy kết quả tương xứng này. Hừm, ta ngược lại đã quên ngươi cũng là thuật luyện sư. Khâu Mục Kiệt thoáng chút nhớ tới lần đầu thần thức giao phong, cũng là bị đối phương ném bỏ, liền giận tái mặt tới, hai tay biến đổi, hai bàn tay hóa thành khô gầy thanh sắc, gầy trơ cả xương, ngũ chỉ hơi nắm. Một đôi nanh vuốt to lớn màu xanh trên không trung ngưng tụ, mạnh mẽ hướng trên hư ảnh đài sen chộp tới. Phanh! Kim quang hư ảnh ở dưới chảo ấn trong nháy mắt bị kích tán loạn. Khắp bầu trời kim sắc một chút tiêu thất. Vậy đối với nanh vuốt một lên xuống, liền hướng trên người của Lý Vân Tiêu đi. Lý Vân Tiêu ấn quyết trong tay một tán, hai tay khép lại đưa lên quá đầu, toàn thân khí thế ở trên trời cao ngưng động, khắp bầu trời đao ý tản ra, đột nhiên chém xuống. Ầm, một thanh quang nhận thông thấu biến hóa ra, bỗng nhiên chém ở trên nanh vuốt, khắp bầu trời quang ảnh phụt ra, thiên địa một mảnh chấn động. Ánh mắt của Khâu Mục Kiệt ngưng tụ. Thoáng chút trong nháy mắt di động, đã xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu, thanh sắc lợi chảo trực tiếp nhắm phía yết hầu của hắn chộp tới. Giữa năm móng cắt ra cái khe màu đen, mơ hồ có không gian phong bạo ở ngưng tụ hình thành. Thần sắc của Lý Vân Tiêu không đổi, ngũ chỉ nắm thành quả đấm, giật lại tư thế, một chiêu kim cương quyền đã đánh đi tới. Phanh! Khâu Mục Kiệt thanh chảo đánh vào trên quyền đầu, vang lên tiếng va chạm giống như kim trúc, chấn khởi kim mang. Cái gì? Con người của Khâu Mục Kiệt co rụt lại, nội tâm hoảng sợ không ngớt,
ở dưới lợi chảo của hắn trực tiếp khai sơn nứt đá, coi như là phổ thông cửu giai huyền khí đều có thể trực tiếp phá vỡ, dĩ nhiên kích không phá nổi một quyền của đối phương. Hắn vạn phần không tin, tức giận hừ một tiếng, trên tay tăng thêm vài phần khí lực. Bong bong chanh, nanh vuốt ở trên quyền đầu của Lý Vân Tiêu không ngừng lướt qua, phục ra ra ánh vàng, vô pháp đả thương hắn mảy may. Hừm, cầm móng vuốt tới cào ta, đáng hận. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, quyền thế biến đổi, một biển lực từ trên nắm tay vào tới, phanh một tiếng đánh vào thanh móng thượng, đem Khâu Mục Kiệt đẩy lui ra. Trong lòng hắn cũng là giật mình không nhỏ, thủ chảo của đối phương tựa hồ so với cửu giai huyền khí còn bền hơn cứng rắn phong duệ, cũng không biết là tu luyện thần thông gì công pháp. Khâu Mục Kiệt bị chấn đến thoáng chút trở lại trên lưng thanh sắc quái ngư, vẻ mặt hoảng sợ. Không có khả năng, có thể chống lại hung minh chảo của ta. Hắn vẻ mặt khiếp sợ, nhất thời thẹn quá thành giận, gào thét nói. Đáng chết! Hai tay hắn bay nhanh bấm tay niệm thần chú, trong 10 ngón bắn ra hơn 10 đạo phù lật, trong khoảnh khắc phi bắn ra. Các đạo phù lật này đều không giống nhau, từng cái trên không trung phóng xuất quang mang, các loại ngạc nhiên cổ quái dị lực hiện lên, nhìn như lộn xộn, kỳ thực hai bên tương liên. Trong khoảnh khắc bách phù thành trận, ở bốn phía của Lý Vân Tiêu uốn lượn. Con người của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, liền cảm nhận được nguy hiểm trong bách phù trận. Sắc mặt của hắn trầm xuống, giơ lên hai tay, hai cổ nguyên tố chi lực chợt hiện lên, bên trái bên phải xoay tròn. Bầu trời một chút hóa thành song sắc, lạnh lùng quát dẹp đường. Đại phong xa, hai tay hợp lại, mình mông hỏa phong dây dưa cùng một chỗ, phún lên cột lửa ngất trời, từng đạo hỏa quang nhiễu ở quanh người hắn lượn vòng, mạnh chiêu bốn phương tám hướng đốt khứ. Hô xích, trên trời cao thần hỏa trận gió vừa qua, toàn bộ phù lật toàn bộ bị thôn vệ đi vào, ở hai cổ nguyên tố chi lực hạ vắt nát bấy. Phong hỏa ly hợp trong lúc đó, toàn bộ phù lật nổ lên, nổ ra một từng đoàn nguyên lực kinh khủng, trùng kích khắp nơi. Thân thể của Lý Vân Tiêu ở dưới cổ trùng kích lực kia trở nên hoảng hốt bất định, tựa hồ không có hình thái. Sau một lúc mới dần dần ổn định lại, sắc mặt hắn băng lãnh, trong mắt một mảnh hàn ý. Hai tay quyết ấn biến đổi, quát dẹp đường. Đến, hỏa diễm đầy trời thoáng chút hóa thành to lớn đỏ đậm phượng hoàng, quanh thân từng đạo vòng xoáy dâng lên, như là ngự phong mà đi, từ cửu tiêu mà rơi. Toàn trường người kinh hãi không ngớt, ai nấy nhìn nhiệt huyết sôi trào, phượng hoàng là đứng đầu bách cầm, tượng trưng điềm lành, khiến người có một loại cảm giác chính khí. Mà thanh sắc đại quái ngư còn lại là dữ tợn đáng sợ, vừa nhìn chính là vật tà ác. Hơn nữa Lý Vân Tiêu tư thế oai hùng hiên ngang, khuôn mặt thanh tú, mà Khâu Mục Kiệt vừa lúc tương phản, lưng còng già khỏm, khuôn mặt lại âm u không ngớt, để trong lòng mọi người đều âm thầm mong đợi Lý Vân Tiêu thắng lợi, đem quái nhân quái ngư này tiêu diệt mới tốt. Cái gì? Khâu Mục Kiệt nhìn hừng hực liệt hỏa chạy như bay tới, trong mắt thần sắc kinh hãi tới cực điểm, hắn phát hiện Lý Vân Tiêu xuất hiện bất quá chỉ chốc lát thời gian, cho hắn kinh hãi so với vài chục năm còn nhiều hơn. Bản thân hắn chính là đứng đầu thuật luyện sư, tự nhiên có thể cảm thụ được ngọn lửa và trận gió kia không giống tầm thường, không chỉ có phẩm chất cực cao, hơn nữa như là có linh tính vậy, tựa hồ là sống. Chiến hạm ngư. Hắn mạnh mẽ dậm chân một cái, hung hăng dẫm nát trên lưng quái ngư. Thanh sắc quái ngư trong bụng một trận ủng ục vang lên, từ trong miệng phun ra một cái bong bóng, trong khoảnh khắc hóa thành cơ mấy mẫu, đem chính mình bao lại. Hơn nữa bên trong bong bóng tuôn ra đại lượng thanh sắc dịch thể, một chút đem toàn bộ không gian nhồi. Ầm ầm, thần hỏa trận gió hóa thành hình thái phượng hoàng trực tiếp đánh vào trên bong bóng, trong khoảnh khắc lan tràn ra, đem toàn bộ cái bong bóng đều nuốt hết. Cả thành mọi người nhìn lại, giống như là trên bầu trời một trái cầu lửa thật lớn, bao trùm sổ mẫu to lớn, hừng hực thiêu đốt, to lớn nhiệt lượng làm cho cả thành phố ôn độ chợt đề thăng. Phanh! Cái bong bóng rốt cục không chống được thiêu đốt, thoáng chút đã vỡ ra được, thanh sắc nước cũng bắn tứ tán, còn chưa hạ xuống đã toàn bộ hóa thành hơi nước, bốc hơi lên không còn chút nào. Trên trời cao lộ vẻ một mảnh màu xanh hơi nước mông mông, Lý Vân Tiêu quả đấm bấm tay niệm thần chú, nói tán. Một đạo trận gió ở bên dưới xoay tròn vài cái, trong khoảnh khắc đem toàn bộ hơi nước thổi tan, khôi phục một mảnh trời xanh trong sáng. Trên trời cao, quái ngư và Khâu Mục Kiệt càng tiêu tán không thấy đâu. Chết, đã chết rồi sao? Phía dưới vô số võ giả đều là trong lòng đại chấn nổi lên một ý niệm trong đầu.
lấy thực lực kinh khủng của quái ngư và lão đầu, hẳn là không tới mức bỏ mình như vậy chứ. Nhưng thần hỏa và trận gió này cũng thực kinh khủng, cự ly dưới vạn thước cũng có thể cảm thụ áp chế sâu đậm, cho dù bị thiêu đốt hôi phi yên diệt cũng không quá đáng. Tần Hy cùng với luật thực nguyên kinh hãi nhìn nhau một cái, đều là chật vật thở ra nói. Đại Na Di thuật. Mọi người đờ nác miên man suy nghĩ, đột nhiên trên trời quang vạn dặm hiện lên một âm ảnh, như là mây đen đắp đính, đem Lý Vân Tiêu bao phủ đi vào. Con người của Lý Vân Tiêu co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời đạo âm ảnh kia lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay xuống, như vẫn thạch rơi xuống đất. Âm ảnh hình thái cũng chậm rãi hiện ra, đúng là một cái cự cước to lớn, lớn chừng nửa mẫu, như là tòa núi cao dẫm lên rơi xuống. Trên chân một chút hiện ra vô số ký hiệu, đột nhiên toàn bộ bay ra, nhiễu ở bốn phía xoay tròn, như là một mảnh tinh vân. Cả vùng đất vạn thước phía dưới, trực tiếp bị khí thế kia áp ầm ầm một tiếng, sụp đổ xuống phía dưới, hiện ra một đạo vết chân thật lớn. Cả tòa thành lớn ở một cước này uy thế dưới run rẩy, tảng lớn kiến trúc đột nhiên đổ sập. Lý Vân Tiêu hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy dưới dấu chân kia một đại triện cổ thể viết thành chữ đế, ánh vàng. Dưới chân không khí trong nháy mắt bị đè ép tới cực điểm, tầng tầng bạo liệt, thân thể hắn cũng cực kỳ cảm giác áp lực, bốn phía không gian hoàn toàn bị trói buộc, vô pháp thuấn di mà đi. Đây là... Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt một mảnh ngạc nhiên, lộ ra kinh hoàng. Dấu chân kia càng ngày càng gần, đã bất chấp suy nghĩ nhiều, toàn thân trên người nổi lên một mảnh kim mang, da trong nháy mắt hóa thành kim sắc sáng lạn, mặt trên càng ngưng ra từng đạo ma văn. Sau đó tay trái bấm tay niệm thần chú, ma thiên khải lên tiếng trả lời ra, vô số ma văn hiện lên. Tay phải kiếm quang lóe lên, thần kiếm tinh diệt nắm trong tay, một đạo kiếm ý tản ra, khắp bầu trời kiếm phủ xuất hiện. Tựa hồ nhận ra lai lịch của cự cước, Lý Vân Tiêu cũng không dám giữ lại chút nào, thoáng chút đã đem khí thế để thăng lên tới đỉnh phong, không ngừng tích xúc kiếm thế. Toàn bộ bầu trời đều phong vân dũng động, trong khoảnh khắc trở nên trắng như tuyết cực kỳ áp lực. Thành trì sát biên giới bên trong một cái trà lâu bình thường, hai gã nam tử dựa ghế mà ngồi, đang thưởng thức trà quan chiến. Một người trong đó mặc áo đỏ, huyền văn vân tay áo, trên ngón tay thon dài yêu mỹ mang theo một quả ngọc bích bấm ngón tay, đang chuyên chú ngâm vào nước trà. Động tác của hắn yêu nhã mà duy mỹ, khiến người nhìn có một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui, theo trà hương lượn lờ hóa thành hơi nước toát ra, thấm vào ruột gan. Tuy rằng bầu trời xa xa không ngừng vang dội, nhưng thế giới phàm nhân tựa hồ chịu ảnh hưởng không lớn, hơn phân nửa tưởng nào đó hiện tượng thiên văn, thí dụ như sét đánh trời mưa, và lại bọn họ cũng nhìn không thấy. Nhưng trên trà lâu cũng hội tụ không ít võ giả, đều chen ở trước lan can, miệng cũng không dám thở mạnh nhìn chăm chú vào phía xa, lộ ra sắc mặt ngưng trọng, căn bản sẽ không có tâm tình uống trà. Tay của Hồng Y nam tử Tiểu Kiêu đột nhiên hơi run lên, trên nắp trà phát sinh ca một tiếng, một ít nước trà đổ văng đi ra, bàn trà tinh xảo bằng gỗ lim lập tức thấm ướt một khối. Đối diện một người còn lại là cực gầy cực cao, tóc đã có hoa dâm, một kiện thanh bố trường bào rửa đến phai hết màu sắc, hé ra một khuôn mặt chất phác phong cách cổ xưa không có gì lạ. Điểm sáng duy nhất đó là cặp mắt kia, ánh mắt lấp lánh, lúc này cũng là đồng quang chớp động, xẹt qua một mảnh kinh hãi. Hai người nhìn nhau, đều thấy được giữa trong mắt đối phương có ngưng trọng và giật mình. Trên bàn nước trà tùy ý lật tới, cũng không còn tâm tư phẩm thường, hướng chỗ xa xa nhìn qua đến. Đây là cổ phi dương kiếm quyết tinh diệt. Tiểu Kiêu chẳng biết lúc nào đã đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ xa xa, kinh ngạc lẩm bẩm. Tinh diệt chi kiếm quả nhiên ở trong tay hắn, mà lời đồn hắn và cổ phi dương có quan hệ, hơn phân nửa cũng là thật. Xa xa trên bầu trời, Lý Vân Tiêu kiếm thế vận chuyển tới cực hạn, vô số kiếm phù từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, một chút tụ tập vào bên trong kiếm, hướng đế chém tới. Kiếm quyết tinh diệt. Ầm ầm. Một đạo kiếm quang vô cùng phóng lên cao, như là hỏa sơn phun trào, toàn bộ thành thị và bầu trời đều kịch liệt rung động. Cự cước giẫm nát trên kiếm quang, phù văn kinh khủng đều nổ lên, linh áp từng tấc vỡ nát, hướng ra bốn phương tám hướng bắn ra, trên tinh diệt truyền đến một trận run rẩy. Bang bang! Mấy tiếng nổ tung to lớn, Lý Vân Tiêu toàn thân chấn động, lực lượng kiếm quyết của hắn ở dưới cự cước kia đột nhiên vỡ nát, phổ biên uy áp lăng không hạ xuống, đánh bại tầng tầng kiếm ý và phòng ngự. Hắn trong lúc hoảng hốt, bất diệt kim thân vận chuyển tới cực hạn,
còn có ma khí điên cuồng trào ra, ngưng tụ thành quyền lăng không oanh đến. Ầm ầm, cự cước rốt cục hạ xuống, dẫm nát trên quyền uy của hắn, không huyền niệm chút nào ép xuống. Cả người Lý Vân Tiêu bị cự cước một dẫm lên, dường như lưng đeo núi cao, bị oanh rơi từ trên cao, chấn vào bên trong đại địa. Từ bầu trời đi xuống nhìn lại, toàn bộ thành thị liền thấy trung gian triệt để vỡ nát một khối, lực lượng vô biên hướng bốn phía cuốn theo tất cả, thôi khô lạp hủ bị phá hủy toàn bộ kiến trúc, biến thành một mảnh đất khô cằn. Cuồn cuộn khói đặc phóng lên cao, tràn ngập ở bầu trời thành thị, trở nên một mảnh thế giới mờ mịt. Thật là mạnh mẽ, quả nhiên là chân của đế thính. Bên trong trà lâu, Tiểu Kiêu cảm thụ nguyên lực ba động xông tới mặt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nam tử chất phác tên là Hoán Diệt, trong ánh mắt cũng là một mảnh ngạc nhiên, trầm giọng nói. Hung minh chi chảo, chân của đế thính, phong tử kiệt này thu thập các loại cường đại ngoại tộc tứ chi chuyển đến ghép trên người mình, thế nhân đều cho rằng hắn đầu óc phá hủy, nghĩ không ra lại cường đại như vậy. Trên mặt của Tiểu Kiêu thần sắc biến hóa bất định, cuối cùng khóe miệng dương lên, khẽ cười nói. Hắn cũng xem như chọn đi đường tắt, muốn thành cực mạnh thân thể, ngoại trừ trong một vạn không có một thiên phú cơ duyên, cũng chỉ có thể kiếm đi nét bút nghiêng. Nói thật đi, lẽ nào cổ lực lượng này ngươi không ước ao, không khát vọng sao? Hoán Diệt lạnh lùng nói. Mặc dù khát vọng, cũng sẽ không để cho mình trở thành hình người dạng quỷ. Chỗ này ngoại tộc tứ chi tất nhiên có chứa thuộc tính cực mạnh, lực lượng phản phệ sẽ không thấp, muốn toàn bộ luyện hóa dung hợp, thậm chí so với trực tiếp tu luyện thành thánh còn khó hơn. Ha ha, thân thể thành thánh, ngoại trừ Ngạo Trường không ra, đương đại tìm không ra người thứ hai rồi. Nếu hắn có thể trở thành dưới một người, trên vạn người, trở nên người không ra người, yêu không yêu, coi như là đáng giá. Tiểu Kiêu khẽ cười một tiếng, dừng lại bổ sung. Nói những thứ này, thuật luyện sư vốn là một đám người điên. Ánh mắt của Hoán Diệt trầm ngâm bất định, có chút lo lắng nhìn ngoài cửa sổ, nói. Phong Tử Kiệt sẽ không đem Lý Vân Tiêu giết đi chứ? Tiểu Kiêu cười nói. Không cần lo lắng, Lý Vân Tiêu nếu là dễ dàng chết như vậy, đã sớm chết rồi. Từ tư liệu Vi Thanh Đại Nhân cho chúng ta đến xem, ta lại đúng lo lắng Lý Vân Tiêu đem Phong Tử Kiệt giết đi. Hoán Diệt nói. Nếu thật sự là như thế, vậy lần này đi ra sẽ thoải mái. Trên mặt hắn thần sắc buông lỏng, muốn cầm lấy trà tới uống, lại phát hiện đã lật úp, chỉ có thể thôi. Tiểu Kiêu cười nói. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên đánh nhau. Tốt nhất là đánh đến lưỡng bại câu thương, chúng ta ngư ông đắc lợi. Hoán Diệt gật đầu nói. Ừ, hy vọng Lý Vân Tiêu có thể chống đỡ thêm một trận, bằng không lấy thực lực của tên điên này đến xem. Muốn thu thập hắn còn phải phí không ít công phu. Tiểu Kiêu sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Tên điên này chết chỉ là chuyện sớm muộn, mặc dù Vi Thanh Đại Nhân không phái chúng ta xuất thủ, chỉ cần đem tin tức của hắn truyền cho Hóa Thần Hải, cũng là một con đường chết. Chỉ bất quá trên ba kiền sơn bí mật không ít, chỉ có thể chúng ta tự mình động thủ. Con người của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, liền cảm nhận được nguy hiểm trong bách phù trận. Sắc mặt của hắn trầm xuống, giơ lên hai tay. Hai cổ nguyên tố chi lực chợt hiện lên, bên trái bên phải xoay tròn. Bầu trời một chút hóa thành song sắc, lạnh lùng quát dẹp đường. Đại phong xa. Hai tay hợp lại, mình mông hỏa phong dây dưa cùng một chỗ, phún lên cột lửa ngất trời, từng đạo hỏa quang nhiễu ở quanh người hắn lượn vòng, mạnh chiêu bốn phương tám hướng đốt khứ. Hô xích. Trên trời cao thần hỏa trận gió vừa qua, toàn bộ phù lật toàn bộ bị thôn vệ đi vào, ở hai cổ nguyên tố chi lực hạ vắt nát bấy. Phong hỏa ly hợp trong lúc đó, toàn bộ phù lật nổ lên, nổ ra một từng đoàn nguyên lực kinh khủng, trùng kích khắp nơi. Thân thể của Lý Vân Tiêu ở dưới cổ trùng kích lực kia trở nên hoảng hốt bất định, tựa hồ không có hình thái. Sau một lúc mới dần dần ổn định lại, sắc mặt hắn băng lãnh, trong mắt một mảnh hàn ý. Hai tay quyết ấn biến đổi, quát dẹp đường. Đến, hỏa diễm đầy trời thoáng chút hóa thành to lớn đỏ đậm phượng hoàng. Quanh thân từng đạo vòng xoáy dâng lên, như là ngự phong mà đi, từ cửu tiêu mà rơi. Toàn trường người kinh hãi không ngớt, ai nấy nhìn nhiệt huyết sôi trào, Phượng Hoàng là đứng đầu bách cầm, tượng trưng điềm lành, khiến người có một loại cảm giác chính khí. Mà thanh sắc đại quái ngư còn lại là dữ tợn đáng sợ, vừa nhìn chính là vật tà ác, hơn nữa Lý Vân Tiêu tư thế oai hùng hiên ngang, khuôn mặt thanh tú, mà Khâu Mục Kiệt vừa lúc tương phản,
lưng còng già khỏm, khuôn mặt lại âm u không ngớt, để trong lòng mọi người đều âm thầm mong đợi Lý Vân Tiêu thắng lợi, đem quái nhân quái ngư này tiêu diệt mới tốt. Cái gì? Khâu Mục Kiệt nhìn hừng hực liệt hỏa chạy như bay tới, trong mắt thần sắc kinh hãi tới cực điểm, hắn phát hiện Lý Vân Tiêu xuất hiện bất quá chỉ chốc lát thời gian, cho hắn kinh hãi so với vài chục năm còn nhiều hơn. Bản thân hắn chính là đứng đầu thuật luyện sư, tự nhiên có thể cảm thụ được ngọn lửa và trận gió kia không giống tầm thường, không chỉ có phẩm chất cực cao, hơn nữa như là có linh tính vậy, tựa hồ là sống. Chiến hạm ngư. Hắn mạnh mẽ dậm chân một cái, hung hăng dẫm nát trên lưng quái ngư. Thanh sắc quái ngư trong bụng một trận ủng ục vang lên, từ trong miệng phun ra một cái bong bóng, trong khoảnh khắc hóa thành cơ mấy mẫu, đem chính mình bao lại. Hơn nữa bên trong bong bóng tuôn ra đại lượng thanh sắc dịch thể, một chút đem toàn bộ không gian nhồi. Ầm ầm. Thần hỏa trận gió hóa thành hình thái phượng hoàng trực tiếp đánh vào trên bong bóng, trong khoảnh khắc lan tràn ra, đem toàn bộ cái bong bóng đều nuốt hết. Cả thành mọi người nhìn lại, giống như là trên bầu trời một trái cầu lửa thật lớn, bao trùm sổ mẫu to lớn, hừng hực thiêu đốt, to lớn nhiệt lượng làm cho cả thành phố ôn độ chợt đề thăng. Phanh. Cái bong bóng rốt cục không chống được thiêu đốt, thoáng chút đã vỡ ra được, thanh sắc nước cũng bắn tứ tán, còn chưa hạ xuống đã toàn bộ hóa thành hơi nước, bốc hơi lên không còn chút nào. Trên trời cao lộ vẻ một mảnh màu xanh hơi nước mông mông, Lý Vân Tiêu quả đấm bấm tay niệm thần chú, nói tán. Một đạo trận gió ở bên dưới xoay tròn vài cái, trong khoảnh khắc đem toàn bộ hơi nước thổi tan, khôi phục một mảnh trời xanh trong sáng. Trên trời cao, quái ngư và Khâu Mục Kiệt càng tiêu tán không thấy đâu. Chết, đã chết rồi sao? Phía dưới vô số võ giả đều là trong lòng đại chấn nổi lên một ý niệm trong đầu. Lấy thực lực kinh khủng của quái ngư và lão đầu, hẳn là không tới mức bỏ mình như vậy chứ. Nhưng thần hỏa và trận gió này cũng thực kinh khủng, cự ly dưới vạn thước cũng có thể cảm thụ áp chế sâu đậm, cho dù bị thiêu đốt hôi phi yên diệt cũng không quá đáng. Tần Hy cùng với Luật Thực Nguyên kinh hãi nhìn nhau một cái, đều là chật vật thở ra nói. Đại Na Di Thuật. Mọi người đờ nác miên man suy nghĩ, đột nhiên trên trời quang vạn dặm hiện lên một âm ảnh, như là mây đen đắp đính, đem Lý Vân Tiêu bao phủ đi vào. Con người của Lý Vân Tiêu co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời đạo âm ảnh kia lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay xuống, như vẫn thạch rơi xuống đất. Âm ảnh hình thái cũng chậm rãi hiện ra, đúng là một cái cự cước to lớn, lớn chừng nửa mẫu, như là tòa núi cao dẫm lên rơi xuống. Trên chân một chút hiện ra vô số ký hiệu, đột nhiên toàn bộ bay ra, nhiễu ở bốn phía xoay tròn, như là một mảnh tinh vân. Cả vùng đất vạn thước phía dưới, trực tiếp bị khí thế kia áp ầm ầm một tiếng, sụp đổ xuống phía dưới, hiện ra một đạo vết chân thật lớn. Cả tòa thành lớn ở một cước này uy thế dưới run rẩy, tảng lớn kiến trúc đột nhiên đổ sập. Lý Vân Tiêu hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy dưới dấu chân kia một đại triện cổ thể viết thành chữ đế, ánh vàng. Dưới chân không khí trong nháy mắt bị đè ép tới cực điểm, tầng tầng bạo liệt, thân thể hắn cũng cực kỳ cảm giác áp lực, bốn phía không gian hoàn toàn bị trói buộc, vô pháp thuấn di mà đi. Đây là... Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt một mảnh ngạc nhiên, lộ ra kinh hoàng. Dấu chân kia càng ngày càng gần, đã bất chấp suy nghĩ nhiều, toàn thân trên người nổi lên một mảnh kim mang, da trong nháy mắt hóa thành kim sắc sán lạn, mặt trên càng ngưng ra từng đạo ma văn. Sau đó tay trái bấm tay niệm thần chú, ma thiên khải lên tiếng trả lời ra, vô số ma văn hiện lên. Tay phải kiếm quang lóe lên, thần kiếm tinh diệt nắm trong tay, một đạo kiếm ý tản ra, khắp bầu trời kiếm phủ xuất hiện. Tựa hồ nhận ra lai lịch của cự cước, Lý Vân Tiêu cũng không dám giữ lại chút nào, thoáng chút đã đem khí thế để thăng lên tới đỉnh phong, không ngừng tích xúc kiếm thế. Toàn bộ bầu trời đều phong vân dũng động, trong khoảnh khắc trở nên trắng như tuyết cực kỳ áp lực. Thành trì sát biên giới bên trong một cái trà lâu bình thường, hai gã nam tử dựa ghế mà ngồi, đang thưởng thức trà quan chiến. Một người trong đó mặc áo đỏ, huyền văn vân tay áo, trên ngón tay thon dài yêu mỹ mang theo một quả ngọc bích bấm ngón tay, đang chuyên chú ngâm vào nước trà. Động tác của hắn yêu nhã mà duy mỹ, khiến người nhìn có một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui, theo trà hương lượn lờ hóa thành hơi nước toát ra, thấm vào ruột gan. Tuy rằng bầu trời xa xa không ngừng vang dội, nhưng thế giới phàm nhân tựa hồ chịu ảnh hưởng không lớn, hơn phân nửa tưởng nào đó hiện tượng thiên văn, thí dụ như sét đánh trời mưa, vả lại bọn họ cũng nhìn không thấy.
Nhưng trên trà lâu cũng hội tụ không ít võ giả, đều chen ở trước lan can, miệng cũng không dám thở mạnh nhìn chăm chú vào phía xa, lộ ra sắc mặt ngưng trọng, căn bản sẽ không có tâm tình uống trà. Tay của hồng y nam tử tiểu kiêu đột nhiên hơi run lên, trên nắp trà, phát sinh ca một tiếng, một ít nước trà đổ văng đi ra, bàn trà tinh xảo bằng gỗ lim lập tức thấm ướt một khối. Đối diện một người còn lại là cực gầy cực cao, tóc đã có hoa râm, một kiện thanh bố trường bào rửa đến phai hết màu sắc, hé ra một khuôn mặt chất phác phong cách cổ xưa không có gì lạ. Điểm sáng duy nhất đó là cặp mắt kia, ánh mắt lấp lánh, lúc này cũng là đồng quang chớp động, xẹt qua một mảnh kinh hãi. Hai người nhìn nhau, đều thấy được giữa trong mắt đối phương có ngưng trọng và giật mình. Trên bàn nước trà tùy ý lật tới, cũng không còn tâm tư phẩm thường, hướng chỗ xa xa nhìn qua đến. Đây là cổ phi dương kiếm quyết tinh diệt. Tiểu kiêu chẳng biết lúc nào đã đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ xa xa, kinh ngạc lẩm bẩm. Tinh diệt chi kiếm quả nhiên ở trong tay hắn, mà lời đồn hắn và cổ phi dương có quan hệ, hơn phân nửa cũng là thật. Xa xa trên bầu trời, Lý Vân Tiêu kiếm thế vận chuyển tới cực hạn, vô số kiếm phù từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, một chút tụ tập vào bên trong kiếm, hướng đế chém tới. Kiếm quyết tinh diệt. Ầm ầm. Một đạo kiếm quang vô cùng phóng lên cao, như là hỏa sơn phun trào, toàn bộ thành thị và bầu trời đều kịch liệt rung động. Cự cước giẫm nát trên kiếm quang, phù văn kinh khủng đều nổ lên, linh áp từng tấc vỡ nát, hướng ra bốn phương tám hướng bắn ra, trên tinh diệt truyền đến một trận run rẩy. Bang bang. Mấy tiếng nổ tung to lớn, Lý Vân Tiêu toàn thân chấn động, lực lượng kiếm quyết của hắn ở dưới cự cước kia đột nhiên vỡ nát, phổ biến uy áp lăng không hạ xuống, đánh bại tầng tầng kiếm ý và phòng ngự. Hắn trong lúc hoảng hốt, bất diệt kim thân vận chuyển tới cực hạn, còn có ma khí điên cuồng trào ra, ngưng tụ thành quyền lăng không oanh đến. Ầm ầm. Cự cước rốt cục hạ xuống, giẫm nát trên quyền uy của hắn, không huyền niệm chút nào ép xuống. Cả người Lý Vân Tiêu bị cự cước một giẫm lên, dường như lưng đeo núi cao, bị oanh rơi từ trên cao, chấn vào bên trong đại địa. Ùm ùm. Từ bầu trời đi xuống nhìn lại, toàn bộ thành thị liền thấy trung gian triệt để vỡ nát một khối, lực lượng vô biên hướng bốn phía cuốn theo tất cả, thôi khô lạp hủ bị phá hủy toàn bộ kiến trúc, biến thành một mảnh đất khô cằn. Cuồn cuộn khói đặc phóng lên cao, tràn ngập ở bầu trời thành thị, trở nên một mảnh thế giới mờ mịt. Thật là mạnh mẽ, quả nhiên là chân của đế thính. Bên trong trà lâu, tiểu kiêu cảm thụ nguyên lực ba động xông tới mặt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nam tử chất phác tên là Hoán Diệt, trong ánh mắt cũng là một mảnh ngạc nhiên, trầm giọng nói. Hung minh chi chảo, chân của đế thính, phong tử kiệt này thu thập các loại cường đại ngoại tộc tứ chi chuyển đến ghép trên người mình, thế nhân đều cho rằng hắn đầu óc phá hủy, nghĩ không ra lại cường đại như vậy. Trên mặt của tiểu kiêu thần sắc biến hóa bất định, cuối cùng khóe miệng dương lên, khẽ cười nói. Hắn cũng xem như chọn đi đường tắt, muốn thành cực mạnh thân thể, ngoại trừ trong một vạn không có một thiên phú cơ duyên, cũng chỉ có thể kiếm đi nét bút nghiêng. Nói thật đi, lẽ nào cổ lực lượng này ngươi không ước ao, không khát vọng sao? Hoán Diệt lạnh lùng nói. Mặc dù khát vọng, cũng sẽ không để cho mình trở thành hình người dạng quỷ. Chỗ này ngoại tộc tứ chi tất nhiên có chứa thuộc tính cực mạnh, lực lượng phản phệ sẽ không thấp, muốn toàn bộ luyện hóa dung hợp, thậm chí so với trực tiếp tu luyện thành thánh còn khó hơn. Ha ha, thân thể thành thánh, ngoại trừ ngạo trường không ra, đương đại tìm không ra người thứ hai rồi. Nếu hắn có thể trở thành dưới một người, trên vạn người, trở nên người không ra người, yêu không yêu, coi như là đáng giá. Tiểu Kiêu khẽ cười một tiếng, dừng lại bổ sung. http://tiuyencuatui.net/. Nói những thứ này, thuật luyện sư vốn là một đám người điên. Ánh mắt của Hoán Diệt trầm ngâm bất định, có chút lo lắng nhìn ngoài cửa sổ, nói. Phong Tử Kiệt sẽ không đem Lý Vân Tiêu giết đi chứ? Tiểu Kiêu cười nói. Không cần lo lắng, Lý Vân Tiêu nếu là dễ dàng chết như vậy, đã sớm chết rồi. Từ tư liệu Vi Thanh Đại Nhân cho chúng ta đến xem, ta lại đúng lo lắng Lý Vân Tiêu đem Phong Tử Kiệt giết đi. Hoán Diệt nói. Nếu thật sự là như thế, vậy lần này đi ra sẽ thoải mái. Trên mặt hắn thần sắc buông lỏng, muốn cầm lấy trà tới uống, lại phát hiện đã lật úp, chỉ có thể thôi. Tiểu Kiêu cười nói. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên đánh nhau. Tốt nhất là đánh đến lưỡng bại câu thương,
chúng ta ngư ông đắc lợi. Hoán Diệt gật đầu nói. Ừ, hy vọng Lý Vân Tiêu có thể chống đỡ thêm một trận, bằng không lấy thực lực của tên điên này đến xem, muốn thu thập hắn còn phải phí không ít công phu. Tiểu Kiêu sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Tên điên này chết chỉ là chuyện sớm muộn, mặc dù Vi Thanh đại nhân không phái chúng ta xuất thủ, chỉ cần đem tin tức của hắn truyền cho Hóa Thần Hải, cũng là một con đường chết. Chỉ bất quá trên Ba Kiền Sơn bí mật không ít, chỉ có thể chúng ta tự mình động thủ. Trên mặt của Hoán Diệt lộ ra chán nản, nói. Đáng tiếc Lý Vân Tiêu này, thực sự là khoáng cổ thiên tài, hy vọng Vi Thanh đại nhân sẽ không giết hắn. Tiểu Kiêu nói. Việc của Đại Nana chúng ta cũng không cần suy đoán, làm tốt bổn phận của chính mình thuộc là được. Nếu để cho Lý Vân Tiêu cuối cùng trưởng thành, đối với toàn bộ thiên vũ giới cũng chưa chắc là chuyện tốt. Hai người lời nói không có bất kỳ che giấu nào, trong trà lâu còn lại võ giả cũng nghe được rõ ràng hết thảy, đều là hơi biến sắc mặt. Không ít người tựa hồ đã nhận ra cái gì, vội vàng cúi đầu rời khỏi. Bọn họ vừa bước vào trà lâu, liền gặp phải một cổ vô hình chi lực, vô pháp vượt quá nửa bước. Trong toàn bộ lâu quán chẳng biết lúc nào đã biến thành một tòa chỉ có thể vào, vô pháp chui ra. Đây, cái này là chuyện gì xảy ra? Ai hạ cấm chế? Muốn. Vài tên võ giả một chút kinh hô lên, đều là giận dữ trừng mắt với hai người Tiểu Kiêu, trong mắt đồng thời toát ra sợ hãi tới. Tiểu Kiêu chào phúng cười, nói. Chúng ta nói chuyện nếu bị các ngươi nghe được, dĩ nhiên là sẽ không tha các ngươi rời khỏi rồi. Mọi người không cần quá mức sợ hãi, nhân sinh tự cổ ai lại không chết, đều thoải mái một chút. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Một gã võ giả trợn mắt trừng trừng. Hét lớn một tiếng đã rút ra đao chém đi tới. Phanh! Tiểu Kiêu bấm tay bắn ra, nhất thời đao đoạn người vong, tên võ giả kia và bảo đao cùng nhau nổ thành bột mịn. Sau đó hắn mỉm cười dựng thẳng lên ngón tay, một cổ lực lượng ở đầu ngón tay xoay tròn, toàn bộ trà lâu tựa hồ rơi vào bên trong không gian không rõ, mọi người đều là hoảng hốt không ngớt. Đại nhân tha mạng a, ta cái gì chưa từng nghe, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta là người điếc trời sinh, cho dù xét đánh đều nghe không được, đại nhân tha mạng a. Mọi người thoáng chút trở nên sợ hãi, các loại tiếng cầu xin tha thứ không ngừng, nhưng sau một lát, liền toàn bộ mai danh ẩn tích, trong trà lâu nằm ngổn ngang tử thi, nhìn qua vô cùng an tường, không có bất kỳ vết thương nào. Tiểu Kiêu làm xong đây hết thảy, mới ảo não vỗ đầu một cái, kêu lên. Ai nha, đem hỏa kế cũng giết đi, không ai rót trà rồi. Hoán Diệt lạnh lùng nói. Còn uống gì trà, làm chính sự quan trọng hơn, đem người này giết thì đi đi. Ánh mắt của hắn thoáng cái rơi vào một cái bàn khác trước lan can, một gã thanh y nam tử đang chuyên chú ngâm vào nước trà, tựa hồ đối với việc bên ngoài mắt điếc tai ngơ. Nam tử bên hông bội kiếm, khuôn mặt xinh đẹp nho nhã, tư thế châm trà thập phần thành thạo lão đạo. Toàn bộ trà lâu liền còn lại ba người bọn họ. Tiểu Kiêu cười nói. Người này cũng không dễ giết đây. Này, bằng hữu, ngươi là na điều trên đường. Thanh y nam tử bưng ly lên khẽ hấp một ngụm, chậm rãi buông ra, lúc này mới lo lắng nói. Nguyên lai Khâu Mục Kiệt tránh né nhiều năm như vậy, tất cả đều là dựa vào Vi Thanh che chở, nhưng Vi Thanh vì sao lại muốn giết hắn đớ? Chẳng lẽ đã không có giá trị lợi dụng? Tiểu Kiêu và Hoán Diệt nhìn nhau một cái, Tiểu Kiêu liền nhẹ nhàng cười, bước chân hướng phía thanh niên kia nam tử đi đến. Các hạ xem ra rất lạ mặt, lẽ nào nhận thức đại nhân nhà ta? Thanh y nam tử lạnh nhạt nói. Không biết, không biết. Tiểu Kiêu sửng sốt một chút, cười nói. Ngươi nói sao ta xem ngươi và Phong Tử Kiệt rất quen, chẳng lẽ là hảo hữu rất nhiều năm trước? Phải biết rằng Phong Tử Kiệt những năm gần đây ẩn giấu ở trên Ba Kiền Sơn, gặp bất kỳ người nào chúng ta đều cũng có ghi chép. Thanh y nam tử nói. Cùng với Khâu Mục Kiệt xem như quen biết đi. Chưa nói tới nhận thức. Nga! Tiểu Kiêu không nhanh không chậm nói rằng. Vì sao trước ngươi cùng hắn nói chuyện với nhau chỉ chốc lát, để hắn hưng phấn như đánh máu gà, trực tiếp xuất thủ bắt giữ nữ tử kia và hải tộc tiểu tử đây? Thanh y nam tử thân thể khẽ run lên, trong mắt bắn ra từng đạo lệ mang, lạnh giọng nói. Đồ vật có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung. Khâu Mục Kiệt xuất thủ bắt người là chuyện của mình hắn, cùng ta có quan hệ gì? Nói lung tung là sẽ chết người. Ha ha, nhìn ngươi sợ thành bộ dáng này. Tiểu Kiêu một chút cảm thấy hứng thú, nháy mắt nói. Ừ,
những lời này tiết lộ hai cái tin tức. Một đó là nữ tử kia và hải tộc tiểu tử tất nhiên lai lịch không nhỏ, Phong Tử Kiệt chỉ đối với một ít hình thù kỳ lạ cổ quái sinh vật cường đại cảm thấy hứng thú, mà những sinh vật này không có chỗ nào mà không phải là biển rộng nhất phương chi vương, có thể làm cho hắn giống như đánh máu gà bắt người, thân phận của nữ tử kia và hải tộc tiểu tử không đơn giản. Hai đó là người biết thân phận của hai người kia, muốn mượn Phong Tử Kiệt tay của chảo bọn họ, rồi lại sợ người khác biết là ngươi làm. Ừ, cứ như vậy càng thêm chứng minh hai người kia thân phận không đơn giản. Tiểu Kiêu thấy thanh y nam tử sắc mặt của càng ngày càng khó coi, cười đắc ý nói. Đừng có không thừa nhận, ngươi và Phong Tử Kiệt tiếp xúc chúng ta nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở, tuy rằng không biết các ngươi nói chuyện cái gì, nhưng tất nhiên là quan hệ hai người kia thân phận việc, hai người kia rốt cuộc là lai lịch ra sao. Nói cho chúng ta biết có được hay không, thực sự rất hiếu kỳ đấy, tò mò tâm ngứa. Thanh y nam tử sắc mặt âm trầm không gì sánh được, tay trái nắm ở trên chuôi kiếm, từng vòng nguyên lực ba động từ trên người hắn nhộn nhạo đi ra, tựa hồ muốn giết người diệt khẩu, nhưng không có lòng tin có thể đánh chết hai người đối phương. Hoán Diệt không nhịn được nói. Dài dòng cái gì, trực tiếp đưa hắn phế bỏ sẽ chậm rãi khảo vấn là được. Hừm. Thanh y nam tử hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cực kỳ khinh thường, từ trên bàn đứng lên, nói. Hôm nay liền buông tha hai người các ngươi, hy vọng các ngươi có mạng sống rời khỏi Hồng Nguyệt Thành. Hắn bước ra một bước sẽ phải rời khỏi. Nha nha, bằng hữu ngươi ở đây kể chuyện cười sao? Tiểu Kiêu híp mắt cười nói. Chúng ta đều quyết định muốn giết ngươi liễu, ngươi còn muốn đi. Hắn nghiêng người nhảy tới, trực tiếp ngăn ở trước mặt thanh y nam tử. Tay phải vừa nhấc, một đạo dấu tay liền điểm qua đến. Thanh y nam tử bất phi sở động, hai ngón tay khép lại, đặt ở chỗ mi tâm, quát khẽ. Thiên Vũ Phong Ngâm. Nơi mi tâm quang mang chuyển động, một cổ biển lực đẩy ra, bốn phía không gian hơi bị nghịch chuyển, thoáng cái treo ngược lên. Tinh thần công kích. Tiểu Kiêu biến sắc, cả kinh nói. Ngươi cũng là thuật luyện sư. Hoán Diệt, mau xuất thủ. Hắn mạnh mẽ hai tay hợp ấn. Lực đạo tầng tầng tăng mạnh, đẩy đi tới. Hoán Diệt cũng là giật mình, cả người đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ, một đạo hồng quang trống rỗng hiện lên, sắc bén dị thường chém kích xuống tới. Chanh! Thanh y nam tử đột nhiên rút kiếm, một đạo hàn quang lăng liệt ở trong trà lâu chớp động, toàn bộ không gian tựa hồ hóa thành một hắc động cự đại, chỉ có vô số bạch sắc lông chim bay bay bên trong, khiến người cảm giác một loại vô cùng hưu quạnh. Bi Minh kiếm Vũ Phong Tiết Khúc. Hàn kiếm lăng liệt trong bóng đêm xẹt qua, sinh ra vô số kiếm ảnh, kèm theo tinh thần lực cường đại dị thường, bạch vũ tung bay. Hoán Diệt kinh hô, cửu tinh đỉnh phong lực lượng. Thanh y nam tử khuôn mặt thanh lãnh, ánh mắt như nước. Thân ảnh cả người ở mảnh thế giới này trung chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hóa thành một luồng khói xanh, hư không tiêu thất không thấy đâu. Tiểu Kiêu và Hoán Diệt hai người liên thủ một kích, cũng không biết Na Di đi đâu. Toàn bộ trong trà lâu không có bị phá hủy một bàn một ghế, chỉ là